chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 34, chương 661, Hố con tử hộ chuyên nghiệp tâm sai nhìn phong quang vô hạn thế nhưng là đâu muốn làm ra chút thành tích đến không được tra ra mấy cái cự tham hoặc là tra ra mấy cái tội ác tày trời người đến đây không phải chuyện đắc tội với người a thế nhưng là di dân liền không một dạng đây là lợi quốc lợi dân công việc tốt bọn hắn việc cần làm làm được cho dù tốt đều sẽ gây thù hằn điện hạ ngày việc cần làm liền xem như làm hư hại chính chúng ta cũng có năng lực kết thúc công việc nhưng bọn hắn nếu là làm hư hại chẳng những là gây thù hằn sẽ còn bị bệ hạ chất vấn bọn hắn năng lực mặc kệ tốt xấu bọn hắn đều không vớt được tốt tam hoàng tử nhưng bọn hắn ở giữa có thế ra một cái thái tử phụ tá nói thái tử cũng không phải là hoàng đế bệ hạ có thế phế một cái thái tử liền có thể phế thứ hai cái thái tử huống hồ thái tử có thể hay không sống đến đăng cơ hiện tại sắc phong thái tử thế nhưng là bia ngắm a huynh đệ của ngài nhóm nhưng một cái sau một cái lợi hại tam hoàng tử như có điều suy nghĩ sau đó mắt lộ ra vui sướng ý của các ngươi là phụ hoàng hướng vào ta làm thái tử nhưng lại sợ các huynh đệ chơi ta thế là dứt khoát đem các huynh đệ đều phái đi ra làm khâm sai để bọn hắn trước chó cắn chó một sống làm tốt bản hoàng tử trải bằng thái tử con đường đám người thật là ngây thơ có điều ngây thơ tốt lắm mà lại lấy tình huống lần này đến xem chưa chắc không thể mượn thế đi lên đỏ sức một đêm. Tam hoàng tử bên này như thành viên tổ chức kỳ thật có chút đáng thương, trừ hoàng tử phủ phụ quan bên ngoài, chính là thê thiếp huynh đệ cùng thúc bá phụ thân các loại, chức quan đều không cao. Thế nhưng là hoàng gia sự tình là nhất nói không rõ ràng, mấy đầu long tể tử đoạt đích, ai biết cuối cùng tiện nghi ai, đều lên tam hoàng tử thuyền, mộng tưởng vẫn là muốn có một điểm, đúng. Là như vậy, cho nên di dân chuyện xui xẻo này điện hạ phải tất yếu lo liệu xinh đẹp chính là bỏ tiền ra cũng phải lo liệu xinh đẹp tam hoàng tử hung hăng gật đầu điện hạ phi thần cho rằng bệ hạ di dân kế hoạch lúc này mới bắt đầu trước làm một ngàn người đi qua chẳng qua là ném đá dò đường nếu là điện hạ lần này làm tốt hạ một lần bệ hạ tất nhiên sẽ gia tăng di dân số lượng phía sau việc phải làm chỉ sợ sẽ còn rơi xuống điện hạ trên đầu nếu là tất cả di dân việc cần làm đều rơi vào điện hạ trên đầu như vậy điện hạ mỗi một lần phải dân tâm liền biển đi tam hoàng tử nhíu mày thế nhưng là bản điện hạ chỗ nào đến nhiều tiền như vậy cái này một lần một ngàn người coi như bỏ qua về sau nhiều người hơn vạn hơn mười vạn người di chuyển bản điện hạ nhưng không cách nào tử một tên phụ tá vội vàng nói cái này không khó chỉ cần điện hạ nguyện ý nạp mười hai thương nhân thiếp chỉ cần thả ra phong thanh có là muốn tìm chỗ dựa thương nhân tìm đến tam hoàng tử liền vội vàng lắc đầu muốn làm kém còn muốn lấy nạp thiếp phụ hoàng sẽ tức giận phụ tá nói ngài trước tiên có thể cùng bọn hắn ước định cẩn thận trước thu người đợi đến việc phải làm làm thỏa đáng trở về thỉnh công thời điểm trực tiếp mời bệ hạ sắc phong trước sắc phong thiếp thất nếu là phía sau mẹ của các nàng nhà làm việc sản khoái để điện hạ lại có công lao liền giúp các nàng mời phong trắc phi Tam hoàng tử con mắt một sáng, ngươi chủ ý này hay. Đi, chuyện này liền giao cho tiên sinh đi công việc. Nếu là sự thành, bản hoàng tử quên không được tiên sinh ân đức, cái khác trách phi phụ huynh đối cái này biện pháp cũng không có ý kiến, đương nhiên là có ý kiến cũng không thể phát biểu, không phải tam hoàng tử để bọn hắn xuất tiền, bọn hắn cầm ra được cái rắm a. Đồng thời, đại sự trước mặt, tự nhiên là trước hết để cho tam hoàng tử thượng vị quan trọng tam hoàng tử cũng không biết đến là, hắn đầu này vừa đồng ý, đầu kia hoàng đế liền biết chuyện này, như thế xuẩn nhi tử còn muốn làm thái tử, ha ha, đã lão tam đồng ý nạp thương hộ nữ làm thiếp, ngươi liền đem trẫm chọn tốt hai hộ đề cử cho hắn, vâng. Bệ hạ Nguyên lai phụ tá là hoàng đế người, hướng bình thành bên kia nhi biên cảnh lục phủ di chuyển nhân khẩu đã thành kết cục đã định. Hoàng đế muốn đem chuyện này lo liệu xinh đẹp, tự mình lại không nở thêm ra tiền, mặc kệ là tư kho tiền, vẫn là quốc khố tiền, hắn đều không có ý định thêm ra, như vậy, cũng chỉ có bán nhi tử, sở dĩ chọn tạm hoàng tử, là bởi vì hoàng đế chưa hề đem hắn xem như qua thái tử ứng cử viên, cũng là bởi vì đứa con trai này gan nhỏ, không khỏi hù dọa, đồng thời ngoại thích ít, hắn nằm vùng người có thể tham dự ý kiến. Thậm chí là trái phải tam hoàng tử vấn đề cũng không lớn tam hoàng tử bên này nhi tiến triển thuận lợi, rất nhanh liền nạp hai tên thiếp thất, người đều rất xinh đẹp, mấu chốt mang tới đồ cưới nhiều không nói, còn mang có thế người tới đến cho tam hoàng tử sai sử. Tam hoàng tử cao hứng không được, hai vị thiếp thất mang tới quản sự phi thường tinh thông công việc vặt, đem một ngàn người di chuyển cần thuế ruộng vật phẩm chờ một chút tính được tương đối rõ ràng. Điện hạ, chúng ta trừ lương thực, dược vật, phòng lạnh quần áo, còn cần chuẩn bị càng nhiều xe bò xe la, dùng cho vận tải di chuyển bách tính. Trên đường đi khó tránh khỏi có cước lực khí không tốt, nhiều dự sản chút cổ xe, đến lúc đó có thể để cho bọn hắn đổi lấy cưỡi một đoàn nhi, cũng sẽ không chậm trễ hành trình. Đợi đến địa phương, đem người thu xếp tốt về sau, xe bò cùng xe la có thể ban thưởng cho biểu hiện đột xuất bách tính, vừa đi vừa về một lội, chúng ta còn có thể tiện thể một chút hàng hóa, hàng thực phẩm miền Nam bắt bán, bắt hàng Nam bán, dạng này một đến. Cái này một loại điện hạ còn có thế ngoài định mức kiếm bên trên một bút, dùng số tiền kia đến khen thưởng đi theo điện hạ người hầu người, bọn hắn tất nhiên sẽ dụng tâm hơn giúp điện hạ làm việc. Điện hạ còn có thể cho phép chính bọn hắn cũng mang lên một chút hàng hóa. Nếu là sợ hàng hóa nhiều không tốt quản lý, chúng ta còn có thể trực tiếp từ kia một trong ngàn người thuê giúp đỡ. Tam hoàng tử nghe được mắt bút tinh quang, trên đời này ai có thể không ham tiền tài, hắn tự nhiên cũng là yêu nha nhưng hắn vẫn là sợ thế nhưng là phụ hoàng có tức giận hay không a à? phụ tá nói sẽ không ngài chỉ cần không mất kỳ đồng thời kiếm tiền về sau hiếu kính một bút cho bệ hạ thương hại bọn hắn ly biệt quê hương đi địa phương hoàn toàn xa lạ an gia ngài không đành lòng nghĩ phụ cấp một hạ bọn hắn cho nên mới tìm cách tiện thể làm ít tiền ngài phần này hiếu tâm cùng yêu dân chi tâm bệ hạ một chắc chắn cảm động bệ hạ rất là chờ mong ngươi hiếu kính tiền nha, tam hoàng tử một thính giác phải mười phần có đạo lý, phụ thuộc hắn mấy cái triều thần cũng động tâm tư, nhao nhao đi lung lạc lấy quản sự, bọn hắn các nhà đều phái mấy người, kéo mấy xe hàng hóa đi Tây Bắc, cày bừa vụ xuân qua đi, tam hoàng tử mang theo di dân mênh mông cuồn cuộn xuất phát, triều đình thật đưa tiền, đầu một phê một ngàn người rất dễ dàng liền góp đủ, dù sao nông dân cuộc sống gia đình được nhiều, cưới không lên nàng dâu người cũng nhiều vẫn là có thật nhiều loại người này muốn đi liều một đêm. Dạng này một đến, một ngàn người danh ngạch lộ ra ít, còn có người vì tranh đoạt danh ngạch đánh lên. Sô Tam Hoàng tử trước lên đường là Thất Hoàng tử cùng Tấn Vương, hai người một lên lên đường, Thất Hoàng tử hết sức cao hứng, ai cũng biết Hoàng đế tín nhiệm nhất Tấn Vương, có Tấn Vương cùng hắn đồng hành, lần này việc phải làm hắn liền trở nên mười phần chú mục lên. Tấn Vương đi Tây Bắc còn có một cái nhiệm vụ, chính là hộ tống hoàng đế mới nhận hạ nghĩa muội đi yến quốc hòa thân. Hai nước hòa thân liền đại biểu cho hai nước biên cảnh sẽ tạm dừng vũ khí, nếu là vận khí tốt, 10 năm không đánh trận cũng là khả năng, đây đối với biên thành dân chúng đến nói là chuyện tốt, bình thành, hầu phủ, trong đêm, cặp vợ chồng vừa khoa tay xong, rửa sạch sẽ ôm vào một lên nằm, cũng còn không có ý đi ngủ, Tôn Vân liền hỏi tưởng thiệu, ngươi đoán hòa thân công chúa sẽ là ai, từ tấn vương hộ tống ta tổng cảm giác cái này công chúa có chút địa vị. Chương 662, suy đoán, tưởng thiệu nhớ lại kinh thành sự tình, hắn nói, luôn cảm thấy cái này tấn vương là lạ. Lúc trước nghe tiểu ngôn nói một hạ tấn vương tình huống cụ thể, hắn sở dĩ bị hoàng đế như vậy tín nhiệm, là bởi vì hắn xấu căng cơ, không có dòng giỏi, một cái không có dòng giỏi vương gia, đối hoàng vị không tạo thành uy hiếp, công vân cười lạnh một âm thanh, thế thì không một định trong lịch sử có là không có dòng giỏi hoàng đế không có dòng giỏi không có nghĩa là hắn không muốn làm hoàng đế chờ hắn lên làm hoàng đế liền xem như không sinh ra như tử đến cũng có thế từ dòng họ bên trong nhận làm con thừa tự một con trai tới làm thái tử nếu chỉ là bởi vì không có dòng giỏi liền kết luận hắn sẽ không tranh đoạt hoàng vị vậy liền quá không cẩn thận tưởng thiệu liên tục gật đầu ngươi nói đúng nếu như thời cơ đến vị trí kia làm không tốt thanh hà vương cũng sẽ đi tranh đoạt hoàng vị tôn vân vị trí kia lực hấp dẫn quá lớn quay lại để người cho tiểu ngôn đưa tin để hắn đề phòng tấn vương thanh hà vương đầu này chúng ta giúp hắn đề phòng tưởng thiệu trong tay vuốt vuốt tôn vân sợi tóc đáp ứng tốt ngươi mau nói công chúa sẽ là ai tôn vân dùng cùi chỏ đụng hạ tưởng thiệu bụng tưởng thiệu ôm bụng kêu trên một âm thanh tôn vân lật cái kinh khỉnh nhi ngươi cứ giả vờ đi tưởng thiệu ôm nàng thân miệng bắt đầu cười hắc hắc cười đến cùng đại ngốc hưu bào giống như rất là không có mắt thấy không dễ đoán đo a à. tưởng thiệu cố ý nói hoàng đế trong hồ lô muốn làm cái gì chúng ta cũng không biết đã nhận chính là nghĩa muội như vậy liền rất có thể là huấn luyện tốt nữ tử đưa đi yến quốc hoàng cung cũng là sung làm thám tử ý tứ công vân yến hoàng cũng không ngốc đương nhiên không bài trừ rất nhiều minh quân tại lão niên thời kỳ sẽ trở nên hoang đường ngu ngốc, mà lại, vạn nhất hoàng đế đưa cho Yến Hoàng nữ nhân 10 phần có thủ đoạn đâu, Yến Hoàng cũng không phải là không thể được thất bại, kinh thành bên kia nhi không có tin tức cụ thể, nghĩ đến cái này công chúa được bảo hộ rất khá, không có đối ngoại lộ diện, chẳng qua cũng không có gì, đợi nàng đi ngang qua Bình Thành, chúng ta liền có khả năng biết là ai, tưởng thiệu chần chờ ngươi cảm thấy có khả năng hay không là chu ánh chu ánh giả chết bị tấn vương giấu đi cái này một loại tấn vương tự mình hộ tống ta cảm thấy làm không tốt là chu ánh chu ánh Công vân thanh âm bỗng nhiên liền có chút lớn cũng may hai người là trong không gian lăn ga giường cũng không lo lắng bị người ngoài nghe được đem nàng đưa đi yến quốc đưa nàng cùng yến hoàng ghé vào một lên ta cho rằng hoàng đế nếu là đầu óc không có rút tất nhiên không làm được loại này quyết định đến hoàng đế hẳn còn chưa biết cha mẹ ruột của ngươi là ai, chúng ta làm làm nền, liền xấu chu ánh kế hoạch, thế nhưng là làm chu ánh ca ca, chu ánh cùng yến quốc hạt nhân có hay không một chân trong lòng của hắn hẳn là phi thường rõ ràng, hắn có thể đưa một cái thám tử đi yến quốc hoàng cung, nhưng là đưa một cái cùng yến hoàng có chút quá khứ người đẹp hết thời đi yến quốc, đầu óc nếu là không có bị nặng mấy trăm cân cửa cho kẹp, thật sự là không làm được như thế thiêu quyết định. Nếu thật là Chu Ánh vậy chúng ta liền phải thật tốt ra một ra, chủ ý này là ai ra, đem tưởng thiệu cha mẹ ruột góp làm chồng, kẻ sau màn không có nhằm vào định Tây Hầu Phủ ý tứ, Tôn Vân có thể đem đầu hái mới đến chơi, hái chủ sử sau màn đầu chơi. Khụ khụ khụ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thân ở tầng dưới chót thời điểm muốn đạt được càng lớn quyền sinh tồn, liền dốc hết sức trèo lên trên, leo đến độ cao mới, liền có mới độ khó chẳng qua tưởng thiệu một một chút đều không hối hận, chí ít bò lên trên độ cao này, trừ hoàng đế, vợ con của hắn không cần gặp người liền quỳ, sẽ không bị thân phận cao người khi dễ còn không thể phản kháng, mà lại trên tay hắn cũng có binh, có binh, liền có đường lui, những ngày này hắn một thẳng tại thu xếp đường lui, kỳ thật tốt nhất đường lui chính là hoắc bắt ngôn thượng vị, nhưng cái này không cưỡng cầu được, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Công chúa sự tình chúng ta ném đến một bên cạnh, dù sao người đến Bình Thành, ta liền có thể biết nàng là ai, nhưng là Thất hoàng tử lần này thật vừa đúng lúc đến địa phương là Tây Bắc, vậy chúng ta liền không thể bỏ qua hắn, đừng quá dày vò khốn khổ, trực tiếp giết đi." Tôn Vân nói, Tưởng Thiệu cùng với nàng thẳng thắng đời trước sự tình về sau, Tôn Vân liền nhớ muốn giết Thất hoàng tử. Hắn là hoàng tử, chết tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ liên lụy nơi đó quan địa phương, cũng không phải Tưởng Thiệu mềm lòng hắn muốn để thất hoàng tử chết, nhưng không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chết rồi. Vân nương, ta muốn gọi hắn thân bại danh liệt, ta muốn gọi hắn. Gọi hắn trở thành người người kêu đánh con rệt, Tôn Vân nghĩ nghĩ, vậy liền mượn nhờ hoàng tử khác tay, đem hắn gia triệt để xé mở, dưới mắt tấn vương, thất hoàng tử rời kinh. Vừa vặn có thể để tiểu ngôn ở kinh thành tra một tra hai người bọn họ, các hoàng tử đánh đến đang hung, tiểu ngôn cũng có thể dùng hoàng tử khác, mượn lực đánh lực, từng lại mượn nhờ một hạ không lực lượng, hắn ăn ta nhiều đồ như vậy, là nên ra một phần lực, tưởng thiệu nói, tốt, ngày mai ta liền phái người đi cho tiểu ngôn đưa mật tính, để hắn trước ra, chờ chúng ta bên này nhi có đối phó thất hoàng tử chương trình, tại phái người đi thông báo hắn, chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng một hạ lần này không sai tuần sát sự tình, đem trong quân doanh ăn cây táo rào cây sung đồ vật đều dẫn ra, cặp vợ chồng vui sướng quyết định quả nhiên sau khi vận động đầu óc sẽ thanh tĩnh rất nhiều phân tích sự tình quả thực lại nhanh lại có trật tự chúng ta ngủ đi tôn vân ý niệm một động hai người liền về đến phòng bên trong trên giường mùa xuân đến vạn vật khôi phục lại đến giao lại đến chơi diều mùa tôn vân lại giúp phạm tiên sinh trị liệu lần dưới mắt phạm tiên sinh thân thể thật nhiều tinh thần đầu cũng tốt hơn nhiều tháng ba ba cái này một ngày học đường cùng Thanh Sơn Thư Viện tổ chức lấy một lên đi đạp thanh, mọi người chọn cái có núi có nước địa phương, có thể đi leo núi đạp thanh, lại có thể tại chân núi chơi diều, đồng thời còn có thể nấu cơm giả ngoại. Tôn Vân để người dưới tàn cây bày thật dày da tấm thảm, trên thuộc da đầu lại trải lên một tầng cành lá hương bồ chiếu, phía trên bày ra tốt bàn thấp tử cùng cái đệm, trên mặt bàn thả đầy rửa sạch hoa quả, cắt gọn món kho, pha tốt chân gà cùng ngó sen đinh loại hình thức nhắm còn đặt vào không ít bánh ngọt cùng nước trái cây nàng để người bày mấy cái dạng này tấm thảm ai cũng có thể ở phía trên nghỉ ngơi có hai nơi là chuyên môn cho thư viện các tiên sinh bày cái đệm bên kia nhi liền chuẩn bị không ít rượu ngon có rượu nước mơ có đào hoa tửu hoa quế rượu còn có rượu trắng bọn hắn nguyện ý uống cái nào chính là cái nào tự nhiên bút mực giấy nghiêng cũng là thiếu không được các tiên sinh nếu là uống rượu uống đầu thi hứng đại phát liền có thể lập tức viết xuống đến, còn có thể làm trận huy hào bắt mặt, ngẫu hứng vẽ tranh. Bọn nhỏ đem chơi diều lấy ra, mấy người thả một cái chơi diều, su nhi bọn người bởi vì mỗi người đều có một cái chơi diều, cho nên có là hài tử cùng bọn hắn tổ đội. Một qua sông năm, công vân liền phái người trở về đem thôn học một chút hài tử cho tiếp vào bình thành đến. Trong đó bao quát cùng dục ca nhi bọn người chơi thật tốt đoạn phúc sinh cùng tiền trùng. Đây chính là bọn hắn từ nhỏ chơi bạn gặp mặt về sau, khỏi phải sách nhiều thân mật, coi như hài tử nhóm vui tươi hớn hở đem chơi diều thả thượng thiên, bỗng nhiên coi là thanh sơn thư viện tiên sinh nhìn chầm chầm trên trời chơi diều nhìn một lát, sắc mặt của hắn lập tức biến, người từ trên chiếu một đạn liền lên, chương 663, chơi diều phong ba, một, thời tiết tốt, đạp thanh người liền nhiều, bọn nhỏ chơi diều liền chạy phải rất xa. Có một bộ phận hài tử đều chạy mất tâm nhi, chỉ có thể xa xa nhìn thấy bọn hắn chơi diều ở trên trời triển lộ điểm nhỏ điểm, Dục Ca Nhi bọn hắn liền chạy phải tương đối giả, vì đem chơi diều thả cao hơn, mang theo trong thôn đến đám con nít kia chạy thật xa, trừ bọn hắn, còn có người khác tại chơi diều, xảo sao không phải, trước kia những cái kia hai đại môn đi theo cũng mang theo một giúp người tại chơi diều, Lâm Chu chạy chậm, Dục Ca Nhi chiếu cố nàng, liền cùng Lâm Chu rơi vào đội năm phía sau, chơi diều thượng thiên về sau, Dục ca nhi liền đem Lâm Chu kéo đến một cây nhỏ dưới, đem chơi diều tuyến cột vào cây nhỏ bên trên, hai người sát bên ngồi xuống, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời bay lượn chơi diều, trên mặt đều mang cùng ánh nắng một dạng sáng rỡ ý cười, uống một chút nước. Lâm Chu đem đựng nước ống trúc đưa cho Dục ca, Dục ca nhi nhận lấy ngửa đầu liền uống, là cây kim ngân nước, hắn hai ngày này có chút đau răng, không có cùng nương nói, không nghĩ tới Tiểu Chu tỷ tỷ chú ý tới tạ ơn. Dục ca nhi nhiều rót hai ngụm, đem ấm nước đưa cho Lâm Chu, Lâm Chu thuận tay đem khăn đưa cho Dục ca nhi, người lau lau mồ hôi, Dục ca nhi trực tiếp đem đầu ngã vào Lâm Chu trước mặt, Lâm Chu cũng là hết sức quen thuộc giúp hắn lau mồ hôi, trên sách hoàn toàn chính xác nói nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, các loại muốn tránh hiềm nghi, nhưng là nhà bọn hắn không có cái quy củ này, hắn hiện tại như thế lớn, nương còn thích đối với hắn ôm ôm hôn hôn nâng thật cao. Thế là dục ca nhi trong lòng là cắt đứt, bên ngoài, hắn là tuân thủ nghiêm ngặt phép tắt học sinh, ở nhà mặt người trước, hắn tùy tiện cực kỳ, hắn cũng rất hưởng thụ loại này tùy tiện. Lâm Chu mắt cười cong cong, nàng lại từ trong bọc lấy ra hoa quả và các món nguội, cũng là dùng ống trúc chứa, hai người dùng sạch sẽ thăm trúc nhi cắm ăn. Ai nha, dạng này thời gian thật sự là thoải mái, phạm tiên sinh hiện tại giáo đến ngươi địa phương nào rồi, dục ca nhi ăn khối hoa quả liền hỏi Lâm Chu, Lâm Chu nói, ta đã thô sơ giảng lược đọc lược hán sử, hiện tại tiên sinh lại để cho ta kết hợp hán đại khác làm, đọc kỹ hán sử, mệt không? Dục ca nhi hỏi, Lâm Chu hung hăng lắc đầu, không mệt, ta cảm thấy đặc biệt có thú, Dục ca nhi cười nói, chờ ta đọc kỹ sách sử thời điểm, tiểu chu tỷ tỷ phải nhiều hơn chỉ giáo A, nói xong. Hắn còn đứng lên một bản đứng đắn cùng Lâm Chu chắp tay, đi sĩ tử lễ. Lâm Chu mừng rỡ cười không ngừng, nàng không có đứng dậy, mà là đem cái cầm đặt tại trên đầu gối, kéo dài thanh âm, ta nhưng là muốn kiềm chế tu ờ, à, còn rất đắt đâu. Dục ca nhi ho khang hai tiếng, đem hai tay chắp ở sau lưng, cưỡng thẳng sống lưng, đem cái cầm có chút một nhất, không sao, mẹ ta có tiền. Lâm Chu cười đến không được, ngay lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh ồn ào. Lâm Chu đem hợp hương lưu lại trong coi chơi diều, cùng dục ca nhi hướng phía ầm ỉ địa phương chạy tới. Cách đó không xa, tiền trùng bọn người nhìn xem rơi xuống đất, bị một bầy áo gấm tiểu tử dẫm đến nhảo nghẹt chơi diều, đều đỏ cả vành mắt, mấy tiểu tử kia lại lơ đễn cầm đầu tiểu tử hướng về phía tiền trùng bọn người kinh miệt nói, không phải liền là mấy cái phá phong tranh A, đáng mấy đồng tiền, ta bồi các ngươi chính là. Nói xong, hắn liền hướng phía mình gã sai vặt biểu biểu môi, gã sai vặt ném đem tiền đồng đến phá phong tranh bên trên, nhà quê, nhặt đi. Nhiều chính là thiếu gia của chúng ta thưởng cho ngươi, ha 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 ha. Đám người kia cười vang lên, nhanh nhặt a à, con của ta, các cháu, nhiều cho các ngươi mua đường ăn, ha 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 ha. Thấy tiền trùng bọn hắn tức giận đến một cái sau một cái đỏ mặt, đám này hoàng khố liền càng vui, bởi vì định Tây Hầu Thế tử sự tình, thật nhiều hoàng khố bị trong nhà giam lại gấp một cái đông da mặc dù bọn hắn không có tham dự, bọn hắn thậm chí đều không phải thanh sơn thư viện học sinh, thế nhưng gặp tai bay vạ gió, mấy cái này nhà quê, vừa vặn đụng vào trên lưỡi đao của bọn họ, tốt, các ngươi chơi diều chúng ta bồi, hiện tại đến lượt các ngươi bồi thường chúng ta chơi diều, chúng ta chơi diều thế nhưng là tìm bình thành lợi hại nhất phân chơi diều tắt phường mua, rẻ nhất cũng phải 20 lượng bạc, đầu kia con rết chơi diều. Càng là muốn 80 lượng bạc, chúng ta cũng không tỉ mỉ được rồi, bốn bỏ năm nhập, các ngươi liền bồi cái 300 lạng bạc trồng đi, tiện nghi các ngươi, 300 lạng bạc trồng, trong thôn bọn nhỏ cả kinh trợn to trồng mắt, quan thuận rừng thốt ra, đắt như vậy các ngươi thế nào không đi cướp, đoạn phúc sinh nói, chúng ta thật tốt ở đây chơi diều, là các ngươi xông lại, hai bên nhi chơi diều mới cuốn lên, mơ tưởng để chúng ta bồi thường tiền, một cái tiền đồng đều mơ tưởng. Đám công tử bột thấy trong thôn đám tiểu đồng bạn hung ác như thế, vậy mà không giống bọn hắn trước kia gặp phải nông dân, hơi uy hiếp một hạ liền sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, một từng cái lập tức không vui vẻ. Ngày này là các ngươi trời. Cái này là các ngươi địa. Thật sự là trò cười. Các ngươi tới, chúng ta tới không được. Một tên hoàng khố ngữ khí chanh chua mà nói, tiền trùng, nhưng mọi thứ đều giảng cứu cái tới trước tới sau đám công tử bột cười bọn họ nói đó chính là chúng ta tới trước các ngươi về sau quan thuận núi rõ ràng là chúng ta tới trước đám công tử bột tiếng cười càng to rõ ai mà tin a à? lại không có những người khác trông thấy chính là nháo đến nha môn cũng là các chấp một từ viện thừa đại nhân nhiều nhất các đánh năm thập đại tấm để chúng ta lẫn nhau bồi thường không phải các ngươi đi nha môn đánh trống kêu oan chúng ta tại chỗ này đợi lấy ha 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 mọi người điên cuồng nở nụ cười sau đó một gã sai vặt nói không phải các ngươi quỳ xuống đến cho các thiếu gia dập đầu cầu xin tha thứ nói không chừng các thiếu gia một cao hứng liền để các ngươi thiếu bồi thường mấy lượng bạc nói xong một cái hoàng khố mở ra chân hắn hướng mình dưới hắn chỉ chỉ đến a à, chỉ cần các ngươi từ tiểu gia ta dưới hông chui qua chui một cái ta miễn một cái chơi diều bồi thường đám tiểu đồng bạn giận bọn hắn trong thôn cũng không có nhận qua dạng này khi dễ, lại nói, thôn bọn họ đã không phải là phổ thông thôn trang, thôn bọn họ thế nhưng là lưng tựa định Tây Hầu thôn trang, mà lại vũ sư phụ cùng bọn hắn nói qua, đi ra ngoài đến không gây chuyện, nhưng là cũng không thể sợ phiền phức nhi, cũng không thể cho hầu phủ mất mặt, đoạn phúc sinh một ngựa đi đầu, dơ quả đấm liền xông đi lên đánh người. Đối phương không nghĩ tới các hương ba lão như thế vừa, ngay ngốc hạ liền chỉ huy bọn gia đình cùng tiền trùng bọn người đánh, nói đến bọn hắn nhiều người, nhưng là, tiền trùng bọn hắn một một chút còn không sợ, bọn hắn trong thôn nhưng không có luyện không, thế là, hoàng khố cùng bọn hắn gã sai vặt bị đánh cho ngao ngao kêu to, có gã sai vặt mắt thấy không đúng, liền cuốn quyết chạy tới viện binh, đám này phu nhân các lão gia ghé vào một lên đâm xuyên nhi tròi hóng mát, nghe được trong nhà gã sai vặt đến bẩm báo nói các thiếu gia bị một bầy nông dân cho đánh những cái kia nông dân hung thật nhiều, bọn hắn đánh không lại, đám bà lớn sốt ruột, vậy nhưng làm thế nào, vội vàng phái còn lại gia đình đi chi viện, các nàng cũng dự định đi qua, đàn ông nhóm ngăn đón đám bà lớn, nghe nói định Tây Hầu Phu Nhân cũng tới đạp thanh, nàng tất nhiên là mang theo hộ vệ, các ngươi đi mấy người, mời định Tây Hầu Phu Nhân ra tay giúp đỡ, nàng là quan quyến, gặp được loại chuyện này không từ chối được, chương 664, chơi diều phong ba, hai đám này phu nhân thái thái bên trong có người là gặp qua tôn vân định tây hầu phu nhân chỉ cần ngươi chịu đưa tiền liền có thể thấy nàng xem bệnh phí thu được cao ngươi cho xem bệnh phí nàng liền sẽ tại quân y quán tiếp kiến ngươi tôn vân tự nhiên cũng nhận ra nàng khách hàng bọn hắn đưa ra hỗ trợ tôn vân sẽ đồng ý không có cách nào khác nàng là lãnh đạo phu nhân a trên đường gặp bất bình mặc kệ thật đúng là không thể nào nói nổi đi thôi ta cùng các ngươi đi qua nhìn một chút đám này thái thái các phu nhân thấy tôn vân làm như vậy giòn lập tức chính là một vui rối rít nói tạ dễ nghe lời nói không cần tiền giống như ra bên ngoài vung tôn vân trong lòng tự nhủ khó trách định thần dễ dàng thượng vị trên đời này hẳn là liền không có không thích bị vuốt môn ngựa người đi sự cố hiện trường thanh sơn thư viện các lão tiên sinh một từng cái mặt đỏ tía tai bị đối diện đám bà lớn tức giận đến ngực chập trùng đến kịch liệt đây chính là tiêu vật chi lão tiên sinh họa, ta liền nói không để bọn hắn thả, không để bọn hắn phóng, thế nhưng là các ngươi nói, kia là cô nương đưa cho bọn họ lễ vật, chính là đồ chơi, nên để bọn hắn lấy ra chơi, bây giờ lại toàn hủy, lão tiên sinh đấm ngực dậm chân, hô hấp đều không trôi chảy, ngươi nói cái gì chúng ta nghe không hiểu, ít tại nơi đó hoa nhân. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện khiên ra người đến, liền nghĩ nói những cái này phá hoạn ý nhi giá trị thiên kim, liền nghĩ quỵt nợ không có cửa đâu rừng thiên nước độc ra điêu dân các ngươi đám này điêu dân thật sự là lại tham lại ác ngươi người này là thế nào nói chuyện ngươi nếu là không tin có thể đi mời người giám định lại một vị lão tiên sinh nói nhưng mà tú tài gặp quân binh có lý đều giảng không rõ chớ đừng nói chi là gặp được vốn là không nói đạo lý mụ già ta nhổ vào các ngươi chính là muốn kéo dài thời gian chính là muốn trốn nợ hôm nay các ngươi những người này chẳng những phải bồi thường chơi nhiều tiền, còn muốn bồi chúng ta tiền thuốc men. Không phải toàn diện tiếng nha môn giam lại, đúng đấy, nếu là náo tiếng nha môn, các ngươi cần phải chịu không nổi, một vị lão tiên sinh tại chỗ liền tức giận đến liếc mắt, thẳng tắp về sau đổ, mơ tưởng dùng bài này, giả chết lừa bịp tiền, không có cửa đâu. Một vú già dơ chân nói, dục ca nhi cùng lâm chu trước hết nhất đuổi tới, sau đó chính là Lưu Cầm cùng Su Nhi. Lưu Cầm nhìn thấy Lưu Tiên Sinh ngã trên mặt đất, nàng lập tức giận, tay áo một lột, hai mắt trừng trừng, ai khi dễ chúng ta lão Lưu gia người. Chán sống vị rồi, nàng như thế một trống, nháy mắt đem tất cả mọi người trấn trụ, Su Nhi cùng Lâm Chu trên thân đều không có mang thuốc, kiểm tra hạ Lưu lão tiên sinh về sau, Su Nhi nói, ta đi tìm nương, Cầm Nhi, đem Lưu lão tiên sinh lưng đi mở rộng địa phương, không cho phép đi. Không bồi thường tiền ai cũng không cho phép đi. Vú già một đêm níu lại cổng lên lão tiên sinh Lưu Cầm. Lưu Cầm có thế nuôn chiều nàng. Một chân đạp bay. Thật là đạp bay a! À. Tôn Đại Phu không để nàng đánh chết người. Nàng là xem trọng góc độ, đem người đạp đến xa xa trong sông. A à, cứu! Đám người khiếp sợ nhìn xem mập mạp vú già ở trên bầu trời hóa thành một đạo mượt mà hình cung, rơi vào xa xa bên trong sông nhỏ, nện lên tối thiểu hơn một trượng cục nước lại không ai dám ồn ào, chờ lưu cầm đem lưu lão tiên sinh phóng tới trống trải địa phương, người đối diện liền thấy tôn vân, lúc này mới cao hứng kinh hô lên, định tây hầu phu nhân đến, phu nhân, ngài muốn cho ta nhóm làm chủ A, à, cái này béo nha đầu nàng giết người, còn có bọn hắn, bọn hắn cố ý đã thương người, còn hư hao chúng ta chơi nhiều. Có vị thương nhân phụ nhận biết tôn vân, vội vàng xông lại mời tôn vân làm chủ đám công tử bột che lấy trên thân trên tay địa phương, cũng nhao nhao đi hướng Tôn Vân, khống cáo tiền trùng đám người Việt ác, mời Tôn Vân cho bọn hắn làm chủ. Tiền trùng bọn người nhìn thấy Tôn Vân, nhao nhao chột dạ cúi đầu, bọn hắn gây tai họa, nhưng bọn hắn dạng này rơi xuống đám công tử bột trong mắt, đó chính là chột dạ A, sợ A, thế là hoàng khố bên này như liền vên váo tự đắc lên, ánh mắt khiêu khích tiền trùng bọn người, trên mặt sáng loáng viết, các ngươi chờ lấy, nhưng mà, Tôn Vân một câu nói dạy bọn họ làm người, béo nha đầu nhà ta người, bọn hắn cũng là nhà ta người, bị chậm trễ ta cứu người, đợi lát nữa lại đến tính sổ sách, ở thông suốt, còn có càng ở thông suốt. Tôn Vân chỉ vào trên mặt đất nằm lưu lão tiên sinh đối những cái kia đã ngốc thương nhân phụ đạo, vị này là Thanh Sơn Thư Viện tiên sinh, Thanh Sơn Thư Viện cũng là ta Tôn Vân bảo bọc, nàng nói xong cũng mặc kệ, đi cho lưu lão tiên sinh bắt mạch, sau đó giúp hắn đâm mấy châm lão tiên sinh chậm rãi tỉnh lại, thấy rõ người trước mắt là Tôn Vân, liền đau lòng nhất ốc nói, Tôn tiên sinh A, à, tiêu giật chi lão tiên sinh tác phẩm, hủy bốn phó, bốn phó A, à. cái này căn bản liền không phải chuyện tiền, lão tiên sinh đã qua đời, tác phẩm của hắn đều là cô phẩm, xấu một cái thiếu một cái A, à. Tôn Vân, ta đã cảm thấy đẹp mắt tới, ta không biết là cô phẩm A, à. không được. Nàng muốn viết thư đi giáo huấn hoác bắt ngôn, loại này cô phẩm liền nên nói cho nàng nàng tốt cầm đi đổi tiền a à. đây là thả chơi diều sao đây là thả tiền a à. công vân đau lòng không thôi cố gắng khống chế biểu lộ không để cho mình đau lòng biểu hiện ra ngoài còn kéo ra một bôi nụ cười đến chơi diều cũng không chính là để người thả ô ô ô hối hận lúc trước thanh sơn thư viện lão tiên sinh tìm nàng nói chơi diều sự tình nàng không nghe xong liền chạy lúc ấy bọn hắn chỉ nói quý giá không làm cho bọn nhỏ chơi nàng chỉ coi những cái này tiên sinh chỉ là không nở sát vách những hài tử kia chơi tốt đi một chút nhi chơi diều, lại nói, hoắc bắt ngôn đưa cho su nhi chơi diều khẳng định là đồ tốt, cái này không thể nghi ngờ, nhưng nàng lý giải tốt, cùng các tiên sinh nói tốt là hai chuyện khác nhau nhi a, à, tốt, các ngươi đến nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Tôn Vân hỏi tiền trùng bọn người, tiền trùng bọn người liền buông thõng đầu đem đầu đuôi sự tình toàn nói. Tôn Vân lại hỏi đám kia hoàng khố, Nàng nhắc nhở một hạ đám công tử bột, cái này một vòng nhi đều có hầu phủ ám vệ, các ngươi yên tâm lớn mật nói, nếu là có ai nói láo, ta tất nhiên sẽ biết, không cần sợ bọn chúng hoang uổng a à các ngươi. Đám công tử bột chân đang run, có không kèm được liền 151 thập địa nói. Tôn Vân cười lạnh một âm thanh, nàng nói, sự tình đã liên lụy tới hầu phủ, vậy liền báo quan đi, từ quan phủ tới lấy chứng xử lý phu nhân đám bà lớn còn có một chút phản ứng không kịp hóa ra các nàng đi mời định tây hầu phu nhân chỗ dựa chống đến người ta eo của mình rồi nhà mình ngu xuẩn đều làm chút cái gì còn có lưu tại nơi này phu nhân thái thái là làm gì ăn đem thanh sơn thư viện tiên sinh đều tức ngất đi rồi muốn mạng già có nhân mã đi lên mời đám nam nhân cơ linh thái thái vội vàng cùng tôn vân chịu nhận lỗi biểu thị tổn thất bọn hắn sẽ bồi không cần gặp quan phiền toái như vậy vẫn là gặp quan đi, không phải bồi thường tiền định mức một to lớn, ta sợ bị người nói hầu phủ ý thế hiếp người, dùng chơi diều lừa bịp tiền, dục ca nhi từ người sau đi ra, cùng lâm chu một lên đứng tại tôn vân bên người, hắn tới sớm, nhưng đám người này không có nhận ra hắn, hoặc là có người nhận ra hắn. Nhưng cũng không có đem tiền trùng bọn người cùng hắn liên hệ tại một lên. Tôn Vân hướng dục ca nhi ném đi một cái tán thưởng ánh mắt, trong quân có phản đồ, lại lập tức phải đến ba cái vương gia, ba cái vương gia bên trong một cái là tưởng thiệu đời trước cừu nhân, một cái là bọn hắn đời này cần đề phòng người, còn có một cái thuộc tính không rõ, thời kỳ phi thường, nhất định phải cẩn thận A, à, chương 664, chơi diều phong ba, ba, hoàng huyện lệnh chết rồi, triều đình sẽ không quá mau phái người tới đón huyện nha, dưới mắt huyện nha là huyện thừa tại quản lý. Công vân liền không có tìm huyện nha, mà là trực tiếp để người tìm phủ nha, miễn cho đến lúc đó có người dùng huyện thừa không dám kháng cự hầu phủ làm lý do, Tri phủ nha môn liền không một dạng, chứng cứ liên hoàn chỉnh, ai cũng nói không là cái gì, trừ phi là hoàng đế một nghĩ thầm chơi chết hầu phủ, không phải ai vạch tội đều vô dụng. Trì Tri phủ thấy hầu phủ người đến báo án, lập tức tinh thần phấn chấn, hơi kém liền vui đến phát khóc, hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong, sợ mình một cái vô ý ném đầu hoàng huyện lệnh chết tựa như là treo tại đầu hắn bên trên một thanh kiếm. Hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, làm rất nhiều chuyện hướng hầu phủ lấy lòng, nhưng luôn cảm thấy hầu phủ thái độ rất là phiêu hốt, trong lòng của hắn vô cùng vô cùng không nở. Hiện tại, hầu phủ rốt cục có thể dùng tới hắn, trì tri phủ hỏa tốc dẫn người đuổi tới hiện trường, là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Đến hiện trường, sự tình rõ ràng sáng tỏ, chứng cứ vô cùng xác thực, các phương tại khẩu cung lời chứng bên trên ký tên đồng ý, bao quát thanh sơn thư viện các tiên sinh đều ký tên đồng ý. Đừng nói thanh sơn thư viện các tiên sinh, chính là trì tri phủ nhìn thấy những cái kia bị giày xéo xấu chơi diều đều đau lòng không thôi. Hắn vong thê trong nhà là phú thương, chính hắn là thư hương môn đệ xuất thân, đó cũng là thấy qua việc đời người, biết tiêu giật chi lão tiên sinh chơi diều trân quý cỡ nào. Tiêu giật chi lão tiên sinh chơi diều ở Kinh Thành là các quyền quý tranh nhau cất giữ đồ tốt, bản phủ nghe nói, Tấn Vương đã từng lấy 5.000 lượng bạc giá tiền, mua được một cái suất từ tiêu dật chi lão tiên sinh chi thủ chim én chơi diều. Lão tiên sinh không phải thợ thủ công, là trứ danh thư họa nhà, hắn yêu thích tác phong tranh, hắn chơi diều một thả ra, chắc chắn sẽ gây nên phong thưởng. Lão tiên sinh khi còn sống thích làm, rất ít lấy ra đi bán, chờ hắn đi về cõi tiên về sau, con cái của hắn nhóm mới đưa những cái kia chơi diều lục tục lấy ra bán, Trì Tri phủ một lời nói, đem đám công tử bột cha mẹ thúc bá dọa đến gần chết, cũng làm cho học đường bọn nhỏ không còn dám chơi diều, nhao nhao đem chơi diều thu hồi lại, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Xu Nhi, Dục Ca Nhi, Lâm Chu, sớm biết như thế đáng tiền, sẽ không tỉ ngờ. Xu Nhi quyết định viết thư cho Hoắc Bắc ngôn, để hắn về sau tặng đồ đánh dấu giá tốt miễn cho bị nàng mơ mơ hồ hồ bỏ ra ngoài, tri phủ đại nhân, chúng tiểu nhân nguyện ý bồi thường tiền. Sau khi hết khiếp sợ, đám công tử bột cha ruột thúc bá các huynh đệ liền nói như vậy, nếu có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, liền không là vấn đề, trừ bồi thường chơi nhiều tiền, còn nguyện ý bồi thường mấy vị tiểu hữu cùng các lão tiên sinh an ủi tiền, bọn nhỏ không hiểu chuyện. Trở về chúng tiểu nhân một định thật tốt giáo húng bọn hắn, Tôn Vân nhìn về phía tiền trùng bọn người, một từng cái co quắp thật nhiều, trong ánh mắt lộ ra bối rối cùng sợ hãi. Nàng nói, chơi diều tiền không cần bồi, các ngươi đi tìm bốn cái tiêu vật chi lão tiên sinh chơi diều bồi thường chúng ta chính là, dù sao chúng ta muốn là chơi diều, không phải tiền, nếu là muốn tiền, cũng sẽ không đem chơi diều lấy ra cho bọn nhỏ chơi. Đám người gà con mổ thóc giống như gật đầu, vân vân vân. Cơ M -N, định Tây Hầu Phủ Bành Trướng A mấy ngàn lượng bạc một cái chơi diều cũng dám lấy ra để bọn nhỏ tùy tiện chơi muốn tiền chơi diều đến bồi nhưng so sánh bồi thường tiền càng khó a à. còn phải phái người đi kinh thành cầu mua đến lúc đó cái giá tiền này còn không biết sẽ là bao nhiêu đâu về phần bọn hắn mấy thằng nhãi con cũng không cần bồi dù sao động thủ một lần lẫn nhau ở giữa đã hòa nhau các ngươi bên này như người bị thương toàn bộ đưa đi quân y quán tiền thuốc men coi như ta chẳng qua các lão tiên sinh bị tức phải không nhẹ cái này cần các ngươi bồi dù sao các lão tiên sinh tuổi tác đã cao khí thì thương tâm phổi trị liệu giá tiền cũng không thấp quay đầu ta sẽ mở dược đơn cho các ngươi các ngươi là bồi thường tiền cũng tốt là chiếu vào tờ đơn tìm thuốc cũng tốt đều có thể tri phủ đại nhân cảm thấy thế nào nói xong tôn vân liền hỏi trì tri phủ trì tri phủ vội vàng chắp tay nói phu nhân nhân tâm nếu dựa theo luật pháp cố ý hư hao người khác tài vật siêu mươi lượng người, theo giá bồi thường, cũng bắt giam 3 tháng, vượt qua năm ngàn lượng người, theo giá bồi thường, trưởng trách 20, đồ một ngàn dặm, hoàng khố bên này nhi nghe nói như thế, nhao nhao đưa tay lau mồ hôi, Tôn Vân cười nói, đều là không lớn chút thiếu niên, không thể một cuộc đem bọn hắn đều đánh chết, dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, đám người nhao nhao xưng phải đám công tử bột trưởng bối để bọn hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống cho tôn vân dập đầu tôn vân nói các ngươi hẳn là hướng bọn họ nói xin lỗi mà không phải ta còn có về sau làm người muốn thu liễm lấy chút nhưng chớ có kiêu căng ương bướng đến đâu cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ta lại cho các ngươi một câu nói đi người đang làm thì trời đang nhìn thế gian này là có nhân quả báo ứng lại bệ hạ anh minh các ngươi chẳng lẽ không biết đại trưởng công chúa phạm sai lầm, bệ hạ cũng không có bao che, trực tiếp dựa theo quốc pháp ban chết, thân phận của các ngươi lại tôn quý, có thế tôn quý qua được đại trưởng công chúa, đám người ngượng ngùng, có lẽ trong lòng không tán đồng, nhưng mặt bên trên cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ khúng núng xưng là, trì tri phủ thì là toàn thân một gấp, mồ hôi lạnh xoát 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 liền xông ra, hắn cho rằng tôn vân nói lời nói này là tại điểm hắn, đồng thời, hắn lại có một loại hết thảy đều kết thúc thả lỏng, định Tây Hầu Phu Nhân cuối cùng là chịu điểm hắn, chịu điểm hắn, đã nói lên chuyện này xem như đi qua, nói xong, Tôn Vân lại đối tiền trùng bọn người nói, các ngươi cũng thế, các ngươi phải nhớ kỹ mình từ chỗ nào đến, phải nhớ kỹ bị bắt nạt là tư vị gì, cũng không cần đi vô cớ khi dễ người khác, nếu để cho ta phát hiện các ngươi ý thế hiếp người, ngang ngược càng rỡ, tuyệt đối sẽ không lưu chút thể diện. Phụ mẫu trưởng bối liều mạng cho các ngươi tận lực tốt sinh hoạt, tận lực tốt hoàn cảnh, là vì để các ngươi trở nên tốt hơn, ưu tú hơn, để các ngươi có thể vượt qua so hiện tại tốt hơn thời gian, không phải đưa cho các ngươi làm. Vạn nhất ngày nào không biết trời cao đất rộng xông ra đại họa, sẽ cho gia tộc đưa tới tai họa, để vô số vì gia tộc cố gắng, muốn để gia tộc trở nên người càng tốt hơn bị liên lụy, bị đẩy vào sinh nguyên vạn kiếp bất phục, các ngươi gặp rắc rối dựa vào cái gì để những cái kia chân thật, một nghĩ thầm để gia tộc người càng tốt hơn cho các ngươi chôn cùng, không công bằng a, à, nhưng ghi nhớ rồi. Các thiếu niên buông thõng đầu, ngoan ngoãn đáp ứng, ghi nhớ. Hoàng khố các trưởng bối, không phải hoàng khố cha ruột, chỉ là hoàng khố huynh đệ các thúc bá. Hầu phu nhân nói hay lắm có đạo lý a, à. xa không nói, liền nói Đông gia chính là bị Đông Hai cho tìm đường chết a. À. Đông Hai chân trước xảy ra chuyện Chân sau Đông gia sinh ý liền đều bị đoạt, trở về nhất định phải vào chỗ chết đánh. Nhất định phải cáo hắc trạng, để gặp rắc rối bị vào chỗ chết đánh, sự tình giải quyết, Tôn Vân liền để bọn nhỏ tiếp tục chơi, bọn nhỏ cũng không nguyện ý chơi diều, không chỉ đám bọn hắn không nguyện ý thả, gần như đến xem náo nhiệt cũng không dám thả, sợ bọn họ chơi diều cuốn lên dục ca nhi bọn hắn đám người này chơi diều, nương a, vạn nhất cuốn lên, làm sao bồi thường nổi? Làm thế nào a, à? vốn chính là dẫn bọn hắn đến chơi diều, người tới, nhanh đi phiên chợ mua một phê chơi diều tới, các ngươi đem chơi diều còn cho học đường sư trưởng, sau đó đi chơi nhi khác đi, con sông này cạn, các ngươi có thể đi chơi nhi nước mò cá. Dù sao nàng lại phái thị vệ nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện. Chương 665, gió bắt đầu thổi, một, bọn nhỏ vui vẻ. sợ không ít tiểu ngư nhi nhỏ con cu còn có trai sông cái gì? Tôn Vân tự mình lột tay áo xuống bếp, Lâm Chu tại một bên cạnh hỗ trợ, Tiểu Ngư Nhi thu thập ra tới, dùng gia vị ướp gia vị một một lát, liền bọc lấy trứng dịch nổ phải xốp giòn, cấp trên rải lên muối tiêu, không cần thả quả ớt mặt Nhi đều hương có phải hay không, con tôm nhỏ dùng chày thành bùn, làm thành tôm viên thịt, cũng chiên, chảo dầu một dưới, mùi thơm có thế bay ra mấy dặm địa, làm cho lân cận chơi xuân người đều đang không ngừng nuốt nước miếng trong sông vớt đồ chơi khẳng định không nhiều bọn nhỏ chơi náo có thế vớt bao nhiêu chủ yếu nguyên liệu nấu ăn đều là từ trong thành mang tới mang mấy cái vỉ nướng thịt cá rau quả lửa than đều là mang bọn nhỏ chơi mệt mỏi tự mình đi trang điểm tự mình nướng nói lên ngoài trời đồ nướng thanh sơn thư viện đám học sinh có chút hổ thẹn bọn hắn không bằng sát vách học đường vỡ lòng hài tử làm gì đều tay chân vụng về nhất làm cho bọn hắn xấu hổ là định tây hầu thế tử cùng hai vị cô nương làm việc nghi so sát vách học đường bọn nhỏ còn lưu loát thế tử giết lát cá thịt đao phát mười phần thành thạo cô nương cho những cái kia đồ ăn ướp gia vị bôi gia vị cũng là thành thạo thật nhiều một nhìn chính là bình thường làm quen ngươi có thể nói định tây hầu phủ người xuất thân bần hàng không phải uy tín lâu năm huân quý cho nên thế tử cùng cô nương là sẽ làm việc nhưng khó được chính là bọn hắn cho dù phát đạt phú quý cũng không quên bản cũng không có ghét bỏ nhà bếp trơn mượt cái gọi là quân tử tránh xa nhà bếp cũng không phải là nói người đọc sách không hạ trù không tiến phòng bếp những lời này là dạng này quân tử chi tại cầm thú vậy thấy nó sinh không đành lòng thấy nó chết nghe nó âm thanh không đành lòng ăn thịt hắn là lấy quân tử tránh xa nhà bếp ý là quân tử đối với phi cầm tẩu thú nhìn thấy bọn chúng còn sống liền không đành lòng nhìn thấy bọn chúng chết đi nghe được bọn chúng kêu thảm thiết, liền không đành lòng ăn thịt của bọn nó. Cho nên, quân tử luôn luôn rời xa phòng bếp, về sau bị rất lớn một bộ phận người đọc sách các câu lấy nghĩa, cầm quân tử tránh xa nhà bếp, liền chuyện đương nhiên không tiến phòng bếp hỗ trợ làm việc, nhà có tiền dễ nói, có hạ nhân, tự nhiên không tới phiên chủ tử xuống bếp, thật có chút nhà nghèo người đọc sách. Bọn hắn có thế trơ mắt nhìn xem cao tuổi lão mẫu xuống phòng bếp bận rộn mà một một chút viện thủ cũng không nguyện ý duỗi, liền ý vào một câu quân tử tránh xa nhà bếp, đúng là bất hiếu, nghĩ tới đây, mọi người liền càng thêm xấu hổ, thương lan tiên sinh, không ngại học hỏi kẻ dưới, lột tay áo cùng su nhi một lên xuyên xuyên, phạm tiên sinh giúp đỡ rửa rau, sơn trưởng vợ chồng đều như vậy tiếp địa khí, đám học sinh liền cũng đi theo học, không hiểu liền hỏi, đợi đến nướng thời điểm, bọn hắn thứ nhất lần nướng nướng, quả thực là tình trạng chồng chất, không phải nướng cháy, chính là thăm trúc nhi bị đốt đoạn mất, lãng phí đều là tốt nguyên liệu nấu ăn. Một từng cái nhìn về phía dục ca, đều vây đi qua nhìn hắn nướng. Dục ca nhi cũng cho bọn hắn chia sẻ kinh nghiệm, lửa không thể quá lớn, có minh hỏa liền vung một chút nước cây đuốc đè xuống, dạng này mới sẽ không dán. Còn muốn chú ý không ngừng lật qua lật lại trên tay xuyên, như nhìn xem có chút làm, liền soát một chút dầu. Cái này cũng không phải quá khó, sau đó gia vị vốn chính là phối tốt, trên cơ bản bọn hắn trừ chú ý hỏa hầu, liền không có khác nhưng chú ý, thế là học xong nhiều nhanh liền tách ra, dục ca nhi đem nướng xong thứ nhất phần cho Tôn Vân cầm đi một một chút, cái khác toàn hiếu kính các tiên sinh, các tiên sinh cũng tại mình nướng, ngày xuân đạp thanh đồ nướng, rất có giả thú, thật là khiến người thể xác tinh thần thư sướng. Mặc dù chơi diệu sự tình lệnh các lão tiên sinh rất là đau lòng, nhưng là lúc này, Mọi người ước khí trong lòng một tán mà không, vui vẻ tiếng cười to không ngừng quanh quẩn, ánh nắng vẫy vào trên người bọn họ, cùng bọn hắn nụ cười một lên sáng lạng, rừng cây, mặt cỏ, sông nhỏ, ánh nắng, gió xuân, đồ nướng. Có như vậy một nháy mắt, Tôn Vân cho là mình vóc trở lại hiện đại, cái này một ngày xuống tới, già tiểu nhân đều tận hứng, chơi cái thống thống khoái khoái, các lão tiên sinh làm thơ làm phú vẽ tranh thanh sơn thư viện đám học sinh cũng có tại chỗ viết văn chương thi từ cũng có sau này trở về lại làm xu nhi tại trên đường trở về liền ngủ mất có thể thấy được là mệt mỏi quá sức cái này một ngày một người nhà đều sớm rửa sạch lên giường đi ngủ quân doanh mấy cái cấp thấp sĩ quan ghé vào một lên chuyện thương lượng bọn hắn cũng không biết mình một nâng một động đều tại tưởng thiệu trong khống chế đầu kia gửi thư nhi muốn chúng ta gần đây tìm thời gian đem sự tình lo liệu là bởi vì tàm hoàng tử muốn tới a à? bao hưng hỏi viên phú lắc đầu nói không phải là bởi vì tàm hoàng tử là bởi vì khâm sai khâm sai lập tức liền phải đến bình thành nghe nói khâm sai là thất hoàng tử cái này một phiếu làm xong chúng ta liền phát tài trâu mậu tài rất là lo lắng mà nói không phải đại trưởng công chúa đều chết rồi chúng ta còn có thể bay hoàng lên cao sao viên phú nói ta cũng lo lắng nhưng là người ta lại cho 200 lạng bạc trồng, hơn nữa còn nói, bệ hạ mặc dù ban chết đại trưởng công chúa, nhưng cũng giận chó đánh mèo bên trên định Tây Hầu, chỉ là bệ hạ cần một cơ hội nổi lên. Mặc dù định Tây Hầu không có bản sự kia buộc bệ hạ xử tử đại trưởng công chúa, nhưng phía sau mà người đến cùng lợi dụng chính là hắn, hoàng đế trúc giận, tự nhiên cũng là rơi tại hắn cái này không có căn cơ mới lên quyền quý trên thân. Tóm lại cái này một lần chúng ta làm tốt chuyện này, có thể được chỗ tốt cũng không chỉ là tiền bạc bên kia nhi nói chỉ cần chuyện làm phải xinh đẹp sẽ đem chúng ta điều vào kinh thành vào kinh ngoại ô đại doanh làm bách hộ cho chúng ta một người một bộ kinh thành tòa nhà một người một trăm mẫu kinh ngoại ô ruộng đồng về sau chúng ta liền thành người kinh thành hậu thế đều có thể ở kinh thành sinh hoạt đám người nghe được hai mắt sáng lên thành vậy chúng ta liền mấy ngày nay đem sự tình làm tốt đợi đến thâm sai thâm sai đến liền trực tiếp đi cáo định Tây Hầu một trạng. Hầu gia, thuộc hạ tra rõ ràng, cho viên phú cầm bạc người, không phải Thanh Hà Vương người, người này nhận biết đào tính cùng Lương Phúc, đào tính Lương Phúc bị Thanh Hà Vương giết về sau lại không có xuất hiện, hắn liền dùng đào tính tính vật đi tìm bọn hắn, chủ sử sau màn là ai có mặt mày hay chưa? Tưởng thiệu hỏi, thuộc hạ lắc đầu, hồi vương gia lời nói, tạm thời còn không có mặt mày, người này không cùng người thông tin, cũng không có đơn độc gặp qua ai, tưởng thiệu, tiếp tục nhìn chằm chằm. Chờ ba cái hoàng tử một đến Bình Thành, cái gì ngư quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện, vâng. Hầu gia, cùng tưởng thiệu bình tĩnh khác biệt, từ lúc mấy người này động về sau, đủ lão tướng quân đám người mí mắt liền nhảy cái không xong, lo lắng phải cảm giác đều ngủ không ngon. Hầu gia thực sự là, hầu gia lại đem những chứng cớ kia lại lặng lẽ còn trở về, những chứng cớ kia là thật từ Yến quốc đến, vạn nhất cái vô ý rơi xuống không sai trong tay, liền nói không rõ ràng, đến lúc đó chính là có bọn hắn những cái này lão cốt đầu một lên làm chứng, cũng phải nhìn hoàng đế tin hay không, hoàng đế tin chứng cứ, vậy bọn hắn liền toàn chơi xong, hoàng đế tin bọn họ, mặc dù có thế tạm thời trốn qua một kiếp, thế nhưng là trong lòng một chắc chắn trên chôn một cây nhi gai, đợi đến có gai địa phương sinh mũ, chính là bọn hắn xui xẻo thời điểm đến. Mặc dù hầu gia nói vạn nhất xảy ra chuyện, chính hắn một lực gánh chịu, không để bọn hắn đám này lão cốt đầu nhiễm, nhưng mà thật đến lúc kia, bọn hắn có thể nhịn được không đứng ra nói đỡ cho hắn. Hầu gia A, lần này là thật lỗ mãn, chương 666, gió bắt đầu thổi, hai, thất hoàng tử là không sai, hắn muốn hảo hảo biểu hiện một phiên, thế là liền học thoại bản tử bên trên cải trang vi hành, hắn đến Tây Bắc thứ nhất đứng là Dương Bình Huyện, đến Huyện Thành liền sai người đi tìm tốt nhất khách sạn, đưa tiền bao xuống tới, rửa mặt nghỉ ngơi phiên, hắn xuống lầu ăn cơm, thuận tiện hô nhỏ hai đến hỏi, cho gia nói một chút các ngươi dương bình huyện mấy năm qua này hiếm lạ sự tình, nói hay lắm liền có khen thưởng, thất hoàng tử nói xong cũng hướng trên bàn đập một thỏi bạc, nhỏ nhị cao hứng cực, ôi uy, hắn làm nhiều năm như vậy nhỏ hai, đầu một về nhìn thấy như vậy xa xỉ khách nhân. Vị khách nhân này một nhìn chính là người xứ khác, hẳn là kinh thành phương hướng đến, nói đến một miệng lưu loát tiếng phổ thông, khách quan ngài cái này coi như hỏi đối người, chúng ta mở tử lâu nên đón mang đến nhiều, biết không ít hiếm lạ sự tình đâu, nhỏ hai thao thao bất tuyệt cùng thất hoàng tử thổi lên, hắn biết những khách nhân đều thích nghe cái gì dạng tám quẻ, bất kể như thế nào, màu hồng phấn tám quẻ là người liền thích nghe, thế là hắn chuyên môn nhặt màu hồng phấn tám quẻ đến nói, ví dụ như nào đó nào đó quả phụ lợi hại câu thật tốt mấy nam nhân nuôi nàng về sau có con mấy nam nhân vì tranh đoạt hài tử cha ruột xưng hào còn đánh lên ngài đoán xem quả phụ thế nào nói thất hoàng tử quả nhiên cảm thấy rất hứng thú hắn hỏi thế nào nói nhỏ hai một tay chống nạnh một lắc mông lan hoa chỉ vểnh lên hướng phía trước một chỉ nắm bắt cuốn họng học lên phụ nhân thanh âm các ngươi a à, vì sao nhất định phải tranh cái thắng thua liền không thể đều làm hài tử cha a à đều làm hài tử cha nuôi không tốt sao, tương lai chờ hài tử xuất sinh, các ngươi cũng có thể giúp đỡ ta một lên nuôi hắn, hắn mặc dù không có cha ruột, nhưng là có mấy người các ngươi cha nuôi thương hắn yêu hắn, hắn cũng sẽ rất hạnh phúc, tóm lại, các ngươi không nên ép ta, ta là sẽ không nói cho các ngươi, hắn cha ruột là ai, các ngươi nếu là bất cấp ta, ta liền đi nhảy sông, chết sạch sẽ. Mỗi người các ngươi ta đều không nỡ tổn thương, các ngươi đều là trong lòng của ta thịt. Thất hoàng tử hét tới miệng bên trong nước trà đều phun tới, hắn trợn to trong mắt, cái này đều được, loại nữ nhân này làm sao liền làm đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhỏ hai cười nói, "Ngài a, nơi khác đến, không biết chúng ta bên này ni phong tục, chúng ta bình thành lâu dài đánh trận, nhân khẩu rất ít, chỉ cần quả phụ chịu sinh, liền không có người quản, sợ là sợ quả phụ không chịu sinh, thực sự là đánh trận chết quá nhiều nam nhân, còn lại quả phụ quá nhiều." nếu là những cái này quả phụ đều chịu sinh con, qua cái mười mấy năm, cái này không lại thành công đinh rồi, không phải gặp được đánh trận, triều đình muốn rút binh sĩ đều không có địa phương rút đi, thất hoàng tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không phải sao, bên này thiếu người đều thiếu đến phụ hoàng tìm cách hướng đầu này di dân, như đánh giết có thai nữ nhân, phụ hoàng biết đều sẽ tức giận, quan địa phương tại nhân khẩu bên trên là có thể coi là chiến tích, cũng là ước gì quả phụ đều sinh con con hoang cũng là loại sinh ra chính là nhân khẩu a xem ra phép tắc vật này vẫn là muốn phân khu vực ngươi chạy tới bình thành cùng dân chúng tuyên dương nữ nhân muốn ba từ bốn đức muốn cho vong phu thủ tiết quan viên địa phương liền sẽ phái người đem ngươi cho diệt nói lên quả phụ gần đây còn có một cọc náo nhiệt nhỏ hai lại nói gần đây náo nhiệt tốt thất hoàng tử càng cảm thấy hứng thú nhỏ hai nói gần đây cái này cọc náo nhiệt nói là huyện chúng ta kỳ viên ngoại nhà cử nhân lão gia kỳ bốn lão gia sự tình, vị này kỳ bốn lão gia vẫn là huyện chúng ta huyện lệnh đại nhân rễ hiền. Có một ngày, cử nhân lão gia cùng các bằng hữu đi đến trên đường, bị một lão nhi ngăn cản, lão nhi không phải nói cử nhân lão gia say rượu làm bẩn nhà hắn con trai cả nàng dâu, con trai cả nàng dâu chịu không được vũ nhục, nhảy sông chết rồi. Lão đầu nhi này thật thật nhi là nói bậy tám nói, cử nhân lão gia là người ra sao? có thế coi trọng hắn quả con dâu chuyện này nháo đến huyện nha huyện lệnh đại nhân không có thẩm vấn là huyện thừa đại nhân thẩm huyện thừa đại nhân tùy tiện như thế nào hỏi lão nhi lão nhi đều nói là nghe con dâu chính miệng nói tới hỏi hắn chuyện này là tại khi nào chỗ nào phát sinh lão nhi còn nói không rõ chỉ nói con dâu không nói gì liền nhảy xong nhưng con dâu lưu lại một khối ngọc bội ngọc bội là cử nhân lão gia nhưng cử nhân lão gia nói khối này ngọc bội đã sớm không gặp hắn còn phái người báo án tới trong nha môn có ghi chép lão nhi dứt khoát chỉ bằng mượn một khối ngọc bội liền không phải nói cử nhân lão gia làm bẩn hắn con trai cả con dâu chứng cứ không đủ huyện thừa đại nhân tự nhiên không có khả năng xử phạt cử nhân lão gia ngược lại là cử nhân lão gia có công danh trên người phổ thông bách tính vu cáo có công danh lão gia theo luật muốn đánh bằng roi lão đầu nhi kia đánh gậy còn không có chịu xong liền một mệnh ô hô thất hoàng tử có chút nghiền ngẫm mà thưởng thức lấy trong tay chén trà cười hỏi nhỏ hai vậy ngươi cảm thấy kỳ cử nhân đến cùng phải hay không làm bẩn quả phụ hại quả phụ tự sát nhỏ hai nói vậy khẳng định không có khả năng a à, đều là lão nhi kia nghĩ lừa bịp dơ lên người lão gia cử nhân lão gia là tốt như vậy lừa bịp sao cũng không nó ngó người ta nhạc phụ là ai thất hoàng tử cười cũng là bởi vì nhạc phụ là một huyện phụ mẫu cho nên kỳ cử nhân tại trong huyện mới có lực lượng làm mưa làm gió làm sằng làm bậy a à. giống hắn có cái hoàng đế cha hắn ở kinh thành cũng có thế làm mưa làm gió chỉ cần là kết thúc công việc việc làm tốt cái gì cũng không sợ khi nam phách nữ loại chuyện này hắn liền làm được không ít hắn coi trọng tiểu nương tử cùng bé trai liền không có làm không lên tay xem ra hắn vận khí không tệ mới đến bình thành liền có thể lo liệu một cái xem mạng người như cỏ rác tham quan, còn có hay không khác chuyện thú vị, nói đến cho bản hoàng tử nghe một chút. Huyện Nha, huyện thừa giá trị phòng, một gã sai vặt vội vàng đến lưu huyện thừa bên tai nói nhỏ, đại nhân, ngài để nhìn chầm chầm người, xuất hiện, bây giờ bao phút lai like khách sạn, từ khi thăm dò được là thất hoàng tử đến Tây Bắc cái này một phiến, lưu huyện thừa liền bỏ ra nhiều tiền đi nghe ngóng thất hoàng tử làm người biết vị gia này yêu thích xa hoa lãng phí, liền suy đoán hắn liền xem như cải trang vi hành, cũng sẽ mười phần trương dương. Đương nhiên, loại này trương dương tại thất hoàng tử trong mắt, kỳ thật cũng là khiêm tốn phải không được, để người nhìn chầm chầm, nên thả phong thanh tranh thủ thời gian phóng, thu xếp người đổng gia, liền hai ngày này bắt đầu đánh trống kêu oan. Mặt khác, vì để phòng vạn nhất, từ kinh thành đến khác người xa lạ cũng phải chú ý nhìn chầm chầm, cả sai vặt nói, thế nhưng là nhân thủ của chúng ta không đủ a à, đại nhân lưu huyện thừa cười vậy liền dùng nha môn người huyện lệnh đại nhân cũng muốn biết ai là thất hoàng tử điện hạ gã sai vặt hiểu hắn cười nói kia tiểu nhân cái này đi tìm bổ đầu lưu huyện thừa dặn dò ba giáo chính lưu người đều muốn lợi dụng gã sai vặt không người đáp ứng huyện lệnh phủ thượng quách huyện lệnh trong thư phòng cùng con rể kỳ cử nhân nói chuyện này náo thành dạng này mặc kệ ngươi có hay không lý tại bách tính trong mắt khi động gia đều là người bị hại tăng thêm quan hệ của ta và ngươi có lẽ bên ngoài người sẽ thêm nghĩ dưới mắt lại là không sai muốn tới mấu chốt bên trên ngươi vẫn là mau đi đem người động gia trấn an được bọn hắn như vậy náo đơn giản chính là nghĩ đe dọa một bút tiền vậy liền cho kỳ cử nhân cũng không đồng ý thế nhưng là nhạc phụ cái này tiền một sáng cho tiểu tế liền càng nói không rõ mọi người sẽ nói tiểu tế nếu là không chột dạ vì sao muốn cho bọn hắn nhà phí biệt miệng, chương 667, gió bắt đầu thổi, ba quách huyện lệnh thở dài nói, đây không phải không sai đã đến rồi sao, người phải hiểu được biến báo, trên đời này không phải trừ đen chính là bạch, cho bọn hắn mấy đồng tiền, đem bọn hắn đuổi, tránh khỏi bọn hắn một người nhà dông dài, kỳ cử nhân hay là không muốn, hắn nói, tiểu tế thanh bạch một người, chưa làm qua chính là chưa làm qua, lại tiểu tế khoảng thời gian này đi qua địa phương nào, làm qua cái gì sự tình, đều không phải một mình một người, đều có nhân chứng. Quách huyện lệnh có chút sinh khí, thế nhưng là ngươi không động viên bọn hắn, người bên ngoài cũng sẽ truyền là bản quan tại bao che ngươi, đến mức ngươi vô pháp vô thiên, ngươi liền không thể lấy ơn báo oán A. Vừa vặn tuyên dương một hạ thanh danh, đối tương lai ngươi kiểm tra thi hội cũng là hữu dụng, kỳ cử nhân đối quách huyện lệnh chấp tay nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức dung túng những cái này có ý định đe dọa người, liền cổ vũ cái khác ác nhân đe dọa, có tiền không phải sai lầm, có quyền cũng không phải sai lầm, nhạc phụ hảo ý, tiểu tế tâm lĩnh, nhưng xin thứ cho tiểu tế không dám tuân theo, tiểu tế gia huấn lấy thanh chính lập thân, kỳ cử nhân đi, quách huyện lệnh tức giận đến dơ chân, hắn đối với mình phu nhân nói, ta đây đều là vì ai? Vì ai? Thực sự là ta lúc đầu làm sao liền coi trọng như thế cái đồ chơi đem dung nhi gả cho hắn liền hắn cái này tính xấu coi như tương lai thi đậu tiến sĩ cũng là họa không hiểu khéo đưa đẩy không hiểu lõi đời sớm tối quan tướng trận người đắc tội ánh sáng quách phu nhân cho hắn đập lưng thuận khí được rồi đừng nóng giận con rể người này là một gân chút thế nhưng là lúc trước ngươi không phải cũng là coi trọng hắn cái này một điểm nhà bọn hắn người đều thanh chính hậu viện nhi cũng đều dám làm sạch sẽ chỉ toàn không có bực mình sự tình dung nhi gả đi cặp vợ chồng tình cảm cũng tốt hắn đối dung nhi cũng tốt cái này đủ rồi ngươi còn cầu cái gì ngươi nói hắn không thích hợp quan trường vậy tương lai để hắn đi dạy học là được bao lớn ít chuyện a à? dù sao chúng ta cũng không có cầu qua cô gia muốn thế nào lên như diều gặp gió mà lại ta cũng cảm thấy cô gia nói rất đúng hắn đã chưa làm qua loại chuyện này vì sao muốn bồi thường tiền không có dung túng đám người này, bọn hắn hướng cô gia trên thân dội nước bẩn, cũng không liền nghĩ đến cái này một tầng. lần này cho, khẳng định liền có lần sau, vậy liền dông dài. Quách huyện lệnh không nói lời nào, nặng nề mà thắng khẩu khí, bực bội nói, đây đều là chuyện gì a? À? cái này mấu chốt bên trên, không sai lại tới. Quách phu nhân nói, khâm sai cũng phải giảng đạo lý. Quách huyện lệnh hầm hừ mà nói, ta đây đều là vì ai? Các ngươi một từng cái thật là muốn chọc giận chết ta." Thất hoàng tử dàn xếp lại về sau, cũng không sốt ruột làm việc, dù sao sự tình nha, không thể một xúc mà liền, hắn còn phải đang âm thầm quan sát quan sát cái này Dương Bình huyện tình huống, sau đó nha, sao có thể không có mỹ nhân làm bạn a. Thất hoàng tử bên người tâm phúc liền đi trên đường cho hắn tìm kiếm ứng cử viên, chẳng qua Thất hoàng tử nhiều lần gõ đến địa phương, muốn dùng tiền giải quyết vấn đề hắn cũng rất muốn nếm thử bên này thành nữ tử hương vị nghe nói biên thành nữ tử mười phần mạnh mẽ cũng rất nhiệt tình không bị cản trở bản hoàng tử bên người còn thiếu mấy cái gã sai vặt hầu hạ thất hoàng tử nhắc nhở tâm phúc tâm phúc chần chờ nói bình thành gã sai vặt nhưng cùng kinh thành hoặc là gian nam khác biệt bên này như người nhiều mười hai mươi ba tuổi liền lên chiến trường da dày thịt béo tính tình kiệt ngạo thất hoàng tử nghĩ nghĩ đến cùng có chút đáng tiếc hắn nói vậy được như nhìn thấy tốt vẫn là đến hỏi một hỏi tâm phúc trong lòng tự nhủ tốt tốt hơn nhiều nữa là người nhà có tiền hài tử người ta như thế hài tử ai cũng bỏ không ra a à. điện hạ thân phận bây giờ là không sai thân phận này là cơ hội nhưng cũng là gông xiền khó làm khó làm cũng phải làm không phải điện hạ liền phải làm hắn điện hạ những cái kia đam mê tâm phúc nhớ tới liền run lẩy bẩy tâm phúc hiệu suất cũng nhanh, hắn đi theo thất hoàng tử bên người thời gian rất dài, có thể làm đến tâm phúc vị trí này, tự nhiên đối thất hoàng tử là mười phần hiểu rõ, rất nhanh, hắn liền cho thất hoàng tử làm cái đồ tể nữ nhi, bên đường quyển tay áo bán thịt cái chủng loại kia, một cái thợ rèn nữ nhi, nhìn thấy kiều kiều yếu ớt, tay thiện nghệ vung mạnh chùy sắc lớn cái chủng loại kia, hai cái này cô nương dáng dấp mười phần xinh đẹp, cách ăn mặc một hạ càng là diễm lệ đẹp mắt thất hoàng tử chơi quen kiêu ngạo yếu ớt, một xem đến hai tính tình cùng hình dạng đều cùng lửa một dạng cô nương, ban đêm liền lại phải chơi. Ở kinh thành dùng tại cô gái khác nhi trên người thủ đoạn, muốn dùng tại hai cái này nữ hài trên thân, liền có chút độ khó, nhưng là càng khó khăn, hắn càng là thích. Ban đêm muốn chơi nhi hoa, thất hoàng tử liền không thể lại ở khách sạn, liền sai người trong thành tìm chỗ tòa nhà dời đi qua, mà hắn một nâng một động tất cả huyện thừa dưới mí mắt vị hoàng tử này diễn xuất. Huyện thừa câu môi cười, người tài giỏi như thế tốt leo lên thông đồng, vị gia này người không những ở trên đường tìm kiếm cô nương, cũng đang hỏi thăm trong huyện năm gần đây xảy ra chuyện gì hiếm lạ thú vị sự tình, hắn cũng không phải tới làm ăn, nếu là đến du ngoạn, Dương Bình huyện có cái gì tốt chơi, lại chuyên môn phái người nghe ngóng tin tức, cái này một điểm liền, lưu huyện thừa sờ lấy râu dê cười nói, không sai chính là hắn hắn chính là thất hoàng tử, trong cung hoàng tử sống an nhàn sung sướng quen, lại là thứ nhất lần lĩnh loại này ra ngoài việc cần làm, có thế quản được chính mình mới quái. Ngươi nhìn chầm chầm vị kia cho thất hoàng tử tìm kiếm mỹ nhân tùy tùng, ngày mai phải tất yếu đem người mời đến hoa anh thảo. Vâng, đại nhân, thất hoàng tử tâm phúc gọi mực trúc, hắn là thật không nghĩ tới, có người vậy mà lại vụng trộn mời hắn, vậy hắn liền đi, không có gì không dám đi. Đi về sau mới biết được đối phương là Dương Bình huyện huyện thừa. Lưu huyện thừa dáng vẽ thả rất thấp, đối với hắn 10 phần nhiệt tình, đưa lên mấy trăm lượng bạc ngân phiếu không nói, còn cho hắn chuẩn bị là nữ nhân. Các nàng đều là phụ nữ có chồng, chúng ta nơi này có cái tập tục, chính là điển vợ. Cái này điển vợ a, chính là nhà nghèo không vượt qua nổi, đem thê tử của mình cầm cố cho người khác sinh con, sinh xong hài tử mới về nhà ta nghĩ đến điện hạ tất nhiên là không có chơi qua loại này, liền đi tìm mấy cái còn có thể vào mắt, ngươi nhìn cái này một cái, còn tại cho bú. Lưu huyện thừa chỉ vào một vị ngực có chút ước ác dấu vết phụ nữ trẻ đối thất hoàng tử tâm phúc nói, tâm phúc quả thực vui mừng quá đổi, hắn cùng lưu huyện thừa chắp tay, ngài phần này nhi lễ, thật đúng là đưa đến tiểu nhân tâm khảm nhi bên trên, loại này điện hạ khẳng định sẽ thích a. À. lưu huyện thừa cười ha ha, hắn chỉ vào bốn vị phụ nhân nói các nàng cũng không hoàn toàn là nhà cùng khổ nàng dâu ví dụ như cái này một vị trượng phu của nàng vẫn là một vị phú thương nghe nói ta nói muốn điển thê tử của hắn đi hầu hạ quý nhân mấy ngày hắn do dự một hạ đều không có lập tức liền đem người dân lên đều là chính thê không có một cái là thiếp tâm phúc nghe vậy hơi chần chờ lưu huyện thừa vỗ bờ vai của hắn nói yên tâm ta cũng không có lộ ra quý nhân là ai dù sao ta cũng không biết quý nhân là ai. Nói xong, hắn còn cầm cái phong thư ra tới đưa cho thất hoàng tử tâm phúc, ngươi nhìn, đây là các nàng nhà chồng cùng nhà mẹ để tình huống cụ thể. Nói đến đây, mấy tên phụ nhân trên mặt đều hiện lên ra vẻ khẩn trương, lưu huyện thừa khoát khoát tay, liền có người trước đem phụ nhân cho mang xuống dưới. Hắn cúi đầu ghé vào thất hoàng tử tâm phúc bên tai nói, bản địa thân hào nông thôn kỳ gia, kỳ cử nhân mẫu thân cùng thê tử đều là tuyệt sắc, tâm phúc như có điều suy nghĩ, chương 668, gió bắt đầu thổi, 4, mực trúc một xem liền đổi sắc mặt, hắn đem chén rượu trùng điệp hướng trên bàn một chày, lưu huyện thừa đây là ý gì, chủ tử của ta mặc dù phong lưu, nhưng tuyệt không làm làm khó sự tình, lưu huyện thừa cười, hắn đè thấp làm tiểu làm dịu nói, ta là không nghĩ lừa gạt mực trúc huynh đệ, không phải liền sẽ hơi thi thủ đoạn, để điện hạ tận mắt nhìn đến đôi mẹ con kia. Huynh đệ, chúng ta liền mở ra nói thẳng điện hạ cần công tích chuyện này đặt ở địa phương khác còn dễ dàng thế nhưng là đặt ở bình thành cùng vừa thu hồi lại năm phủ sẽ rất khó bởi vì bình thành quan viên phần lớn là chiến hậu ông dịch qua đi mới nhậm chức ngươi gặp qua vừa thượng nhiệm liền vội vàng làm sằng làm bậy quan viên tăng thêm bình thành tân nhiệm tri phủ bị định tây hầu thu thập hai hồi bây giờ sợ bị người bắt được cái chui mình làm quan thanh chính đối người phía dưới yêu cầu cũng là phi thường nghiêm ngặt phía dưới quan viên chính là nghĩ làm chút nhi cái gì, cũng tạm thời rất là gian nan. Toàn bộ bình thành, tại ôn dịch bên trong chết quá nhiều người, bây giờ chưa chậm tới, vừa thu hồi lại năm phủ, nghe nói mười thất chính không, mực trúc huynh đệ ngươi nói, cứ như vậy tình huống, làm quan chính là nghĩ làm chút nhi chuyện xấu, cũng không thể nào xuống tay, mực trúc huynh đệ ngươi sợ là không biết. Chúng ta nơi này trước đó vài ngày mới chết cái huyện lệnh, mực trúc trầm mặt, huyện thừa cho hắn rót rượu, đến lúc đó, hoàng tử khác tại cái khác địa phương ra được tham quan mấy cái, thất hoàng tử bên này nhi lại không thu hoạch được một hạt nào, chủ tử không dễ chịu, cuộc sống của các ngươi cũng sẽ không tốt qua, mực trúc huynh đệ ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không, dưới mắt, kỳ cử nhân bản án chính là một cơ hội, khổ chủ cắn không thả, hẳn là có rất lớn oan khuất, ta cái này huyện thừa là nghe huyện lệnh mệnh lệnh làm việc tại đối phương không có chứng cớ tình huống dưới, dựa theo luật pháp xa hoa nhất đến chấp hành hình phạt, kết quả dẫn đến đổng lão đầu chết đi, ta nội tâm cũng là mười phần ấy nấy. Bây giờ điện hạ tới, tất nhiên là có bản lĩnh để kia kỳ cử nhân nhận tội, mà lại, kỳ cử nhân dựa vào là cái gì, dựa vào còn không phải quách huyện lệnh dung túng, mực trúc huynh đệ A, kỳ gia tại bản huyện kinh doanh mấy đời, gia tài đếm không hết. Mực Trúc liên tiếp uống vài chén rượu, tiếp xuống hắn lại không có răng dậy qua huyện thừa, mà là tại tự hỏi huyện thừa. Lúc này huyện thừa chuyện một chuyển, nói, Tây Bắc Sáu Thành, mặc dù không có kinh thành các vùng phồn hoa giàu có, nhưng cũng là thông hướng nước khác pháo đài, nơi này trú đóng trọng binh, lưu mổ bất tài, nếu là có thể tiếp nhận quách huyện lệnh trở thành dương bình huyện huyện lệnh, chắc chắn duy điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, đời này đều trung với điện hạ, bình thành phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, Lưu mổ chắc chắn lập tức bẩm báo cho Điện Hạ, mực trúc, ngươi cũng đã biết, ngươi cái này một lời nói Điện Hạ nếu là báo cho quách huyện lệnh, đồng thời đưa ngươi thu thập, quách huyện lệnh cũng sẽ cảm kích Điện Hạ. Lưu huyện thừa ha ha cười nói, ngươi có thể khuyên Điện Hạ thử xem, quách huyện lệnh nếu là có tâm, cũng có thể nghe ngóng ra tới ai là Điện Hạ, thế nhưng là quách huyện lệnh hắn làm gì chưa, hắn người này, thanh chính liên minh, chung với bệ hạ, mực trúc lúc này không nói lời nào. Hắn trở lại thất hoàng tử bên người về sau, cũng không có dấu giếm, đem Lưu huyện Thừa mời hắn ăn cơm sự tình đổ hạt đậu giống như nói một lượt, sau đó đem Lưu huyện Thừa đưa tới bốn danh nhân phụ đưa đến thất hoàng tử trước mắt, đừng nói, thất hoàng tử thật đúng là tốt cái này một miệng, nghe nói điển vợ cố sự về sau, liền càng thêm vui vẻ. Lưu huyện Thừa người này vẫn là rất chân thành, hắn dâng lên hắn thành ý, mà lại hắn nói cũng rất có đạo lý những cái này không có làm bao lâu huyện lệnh, nơi nào có bao nhiêu tay cầm để người bắt. Bản điện hạ lần này tới Bình Thành là hướng về phía định Tây Hầu đến, ngược lại là không có suy xét đến cái này một điểm. Chuyện này ngươi liền cùng lưu huyện thừa liên thủ đi làm đi. Đã có khổ chủ bẩm báo, bản điện hạ liền có thể đem nó biến thành bàn sắt. Mực trúc không người đáp ứng, thất hoàng tử vui vẻ đến sai người đem mực trúc mang về bốn nữ nhân mang đến rửa mặt, mực trúc từ trong nhà lui ra ngoài, liền có người đến cùng hắn lấy chủ ý, mặt ca, hai vị kia cô nương đều không được, ngài nhìn, mực trúc lơ để nói, dựa theo quy củ cũ xử lý thế là được, chẳng lẽ còn cho các nàng tìm đại phu hay sao, người kia vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn, nhưng nếu đốt người, động tĩnh quá lớn, chủ yếu là yên nhi quá tối, đốt thời gian lại dài, lại có, chúng ta cũng không dám trực tiếp ném tới bãi tha ma đi, điện hạ một lại dặn dò dặn dò hắn bây giờ là không sai, không thể để cho người bắt lấy nửa điểm tay cầm, mực chút trừng cái này người một mắt, làm sao cứ như vậy đần, chặt đi chặt đi hầm, sau đó cho chó ăn, ai còn có thể tìm tới nửa phần vết tích, ghi nhớ, sim y của các nàng đồ trang sức cái gì nhất định phải thiêu hủy, đừng tham tài lấy ra đi làm, đây chính là tay cầm, vâng. Tôi tớ vội vàng đáp ứng, hắn vuốt mông ngựa nói, vẫn là mặt ca lợi hại ngài nhìn ngài đầu chính là thông minh, khó trách điện hạ coi trọng ngài. Mực trúc đắc ý cười cười, đi ra ngoài nhi làm việc đi. Ngày thứ hai, khổ chủ đánh trống kêu oan, quách huyện lệnh muốn tránh ngại, đem bản án giao cho lưu huyện thừa thẩm vấn, thế nhưng là lưu huyện thừa bỗng nhiên bệnh phải sượng mặt giường, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể tự thân lên đường thẩm án. Đối phương vẫn như cũ không bỏ ra nổi chứng cứ đến, quách huyện lệnh liền y theo luật pháp phán định kỳ cử nhân vô tội nhưng mà buổi sáng phán bản án, buổi chiều hắn liền bị thất hoàng tử cái này không sai phái người tóm lấy, đồng thời bị bắt còn có kỳ cử nhân. Hai người bị giam tới ngục giam về sau, đều miệng nói oan uổng, nhưng thất hoàng tử người đi lên chính là một thông trọng hình, muốn vu oan giá họa, há biết hai cái văn nhược người vậy mà gánh vác, đánh chết đều không nhận tội. Thất hoàng tử liền sai người bắt vợ con của bọn hắn, dùng vợ con của bọn hắn đến uy hiếp hai người, hai người lúc này mới nhận tội mà thất hoàng tử, trực tiếp tại ngục bên trong ngay trước hai người này mặt, mạnh kỳ cử nhân mẫu thân cùng thê tử, kỳ cử nhân trực tiếp tức chết, quách huyện lệnh cũng là hộp máu mà chết, thất hoàng tử thấy thế liền càng thêm vui vẻ, hắn còn cầm toàn bộ kỳ gia cùng người quách gia tính mạng uy hiếp kỳ lão phu nhân cùng kỳ cử nhân thê tử, không cho phép các nàng tìm chết, đưa các nàng mang về chỗ ở tiếp tục chơi, hắn còn chưa chơi đủ đâu. Thất hoàng tử dùng lôi đình tốc độ giải quyết vụ án này, chép kỳ gia cùng quách gia, được vô số tài sản, quách gia không có nhiều tiền, thế nhưng là kỳ gia nhiều a, à. số tiền này đưa lên một nửa nhi cho triều đình, thất hoàng tử đều có thể ăn đại mập mạp, phải biết, kỳ gia từ tiền triều bắt đầu chính là giàu có thân hào nông thôn, mấy đời người tích lũy, thật không phải đóng, về phần quách huyện lệnh cùng kỳ cử nhân chết, bị quy về sợ tội tự sát, lưu huyện thừa bị sách đi lên làm lâm thời tri huyện trải qua lưu huyện thừa một phiên thao tác cùng tuyên truyền chịu vì bách tính giải oan nghiêm trị tham quan thân hào nông thôn thất hoàng tử nháy mắt trở thành anh hùng nhân vật hắn đi ra ngoài dân chúng đều là mang theo sùng bái gọi hắn cho hắn lễ bái sự thỏa mãn cực lớn thất hoàng tử lòng hư vinh hắn đã cảm thấy chuyện này lưu huyện thừa chủ ý phi thường tốt nếu là chuyến này không thuận lợi hắn còn có thể y dạng họa hồ lô lại đến cả như thế một ra bình thành Tôn vân cùng tưởng thiệu thu được thám tử thả lại đến dùng bồ câu đưa tin, giải mã nội dung bên trong về sau, Tôn vân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật là, phát rồ, bọn hắn phái người nhìn chầm chầm thất hoàng tử, không nghĩ tới, hắn thế mà có thế làm loạn đến loại trình độ này, chẳng qua một ngày công phu, liền đem người chơi chết, đồng thời đem bản án làm thành bàn sắt, để người nghĩ nghĩ cách cứu viện cũng không kịp. Chương 669, Quấy Gió nếu như tưởng thiệu không có sống lại không biết thất hoàng tử làm người tôn vân cùng tưởng thiệu cũng sẽ không vào trước là chủ cảm thấy một nhất định là thất hoàng tử lo liệu oan án sai án nhưng dù cho như thế dưới gầm trời này cũng không có như vậy phá án trong vòng một ngày định án sau đó thủ phạm chính toàn bộ sợ tội tự sát ta đi một lội dương bình huyện tôn vân nói ta và ngươi một lên tưởng thiệu nói tôn vân lắc đầu ngươi đừng đi Thất hoàng tử đến, tấn vương cũng sẽ rất nhanh đến bình thành. Đến lúc đó các ngươi là muốn đi bái kiến, ta đi một chút liền hồi, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhân chứng cái gì, đem bọn hắn mang về. Ngươi yên tâm, lần này ta mang theo vũ thiên, tưởng thiệu, cốt a, à. ngươi phải bảo trọng chính ngươi, sự tình có thể không làm được, nhưng là người nhất định phải từ đầu đến đuôi trở về. Công vân cùng vũ thiên cấp tốc khởi hành đi dương bình huyện. Đến lúc đó. Tôn Vân tìm gian khách sạn ở lại, liền để Vũ Thiên đi dò xét huyện nha cùng ngục giam, thuận tiện tra một tra đổng gia. Vũ Thiên sau khi ra ngoài, Tôn Vân cũng ra ngoài, tưởng Thiệu phái tới giám thị thất hoàng tử người, theo dõi điều tra đến thất hoàng tử tại Dương Bình huyện thuê trạch viện. Tôn Vân sờ đến lân cận về sau, tản ra dị năng đi vào, không có phát hiện thất hoàng tử, ngược lại là phát hiện mấy tên bị giày vò đến không thành hình người phụ nhân. Mấy cái này nữ nhân sợ là sống không quá đêm nay chờ điện hạ trở về lại chơi một buổi tối nhiều kiểu các nàng cũng liền phế vẫn là mực chút kia tổn sắc chủ ý ngu ngốc tốt đem người chặt đi chặt đi hầm nát cho chó ăn hắn thế nào nghĩ ra được chó ăn vào trong bụng lại lôi ra đến lại để cho thu dạ hương lấy đi đây thật là không còn sót lại một chút cặn cũng không thế nào điện hạ cũng cảm thấy chủ ý này hay ngó ngó lại khiến người ta đi mua mười mấy con chó trở về mua cái này lão nhiều chó làm gì, còn không phải là vì ăn các nàng, nói đến, những cái này hương giả ở giữa nữ nhân, điện hạ cũng là không có chơi qua, lúc này mới có thể thấy vừa mắt chơi một chơi, nhưng không có hai ngày liền sẽ chán ngấy. Ngược lại là kỳ gia mẹ chồng nàng dâu hai cái, điện hạ kia là thực tình thích, tối hôm qua lại để cho nàng nhóm thật tốt nuôi, đều không có dây vào các nàng, còn phân phó chiếu vào vương phủ bên trong thị thiếp lệ đến nuôi điện hạ có thể hay không nghĩ đến đưa các nàng mang về kinh thành, nhưng dẹp đi đi, vương gia ngay trước người ta nhi tử tướng công mặt nhi đem người chơi, lại bức tử người ta nhi tử tướng công, đây chính là có huyết hải thâm cừu, có thù mới kích động, không bằng chúng ta cực một đêm. Ta ngược lại là cảm thấy điện hạ là muốn đem người mang về, các nàng dám náo cái rắm, trong nhà lão tiểu đều không cần mệnh rồi, chính là tận thế những cái kia ác ma, cũng chỉ như thế nhưng mà nơi này là cổ đại, không phải tận thế a. À. Nghe trong coi hộ vệ của các nàng nói chuyện phím, Tôn Vân lửa giận vụt 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 hướng đỉnh đầu vọt, thất hoàng tử nói hắn là súc sinh, kia là đang vũ nhục súc sinh. Tôn Vân xác định rõ mục tiêu, trực tiếp trộn đạo đi vào, gặp được thị vệ tuần tra, nàng liền tránh nhập không gian trốn tránh, chờ tuần tra người đi về sau mới một lần nữa ra tới, không quá quan áp mấy tên nữ tử địa phương đề phòng xâm nghiêm. Tôn Vân liền dứt khoát hướng nơi khác châm lửa, dẫn tới trong viện người đều đi cứu lửa, thủ vệ thị vệ một xem liền biến ít. Tôn Vân lập tức sờ lên trấn giữ vệ giết, thấy một cái giết một cái, thấy một song sát một song, ra tay tàn nhẫn, đau đau trí mạng, để mấy cái này thị vệ không có một người có cơ hội hô cứu mạng. Giết chết những thị vệ này về sau, Tôn Vân cấp tốc đem thi thể thu nhập không gian, sau đó đi vào trong phòng, đem mấy cái hoảng hốt sợ hãi nữ nhân toàn bộ mê choáng ném vào không gian. Đồng thời, nàng phóng xuất ra dị năng, đem tòa này trong trạch viện tiền cùng thứ đáng giá vơ vét một không, lại đem giam giữ các nữ nhân tiểu viện nhi điểm cây đuốc, làm xong những cái này, tôn vân cấp tốc rời đi trạch viện. Sau đó đem thị vệ thi thể trực tiếp ném tới huyện thừa trong phòng đi, huyện lệnh bị cạo chết, huyện thừa cấp tốc thượng vị, nơi này đầu nếu là không có mờ ám, Tôn Vân không tin chính là nàng oan ủng huyện thừa nàng cũng không có ra tay giết người chỉ là đem thi thể bỏ vào gian phòng của hắn mà thôi ngay sau đó tôn vân rời đi huyện thành đi lân cận tìm cái miếu hoang điểm chồng lửa đem mấy cái hôn mê nữ nhân lấy ra trong lửa thả giải dược mấy nữ nhân chậm rãi tỉnh lại các nàng mười phần ngây ngốc nhìn vòng hoàn cảnh chung quanh trong mắt lộ ra sợ hãi coi là cái kia đáng sợ người lại sẽ đổi cái gì mới mẻ nhiều kiểu đến tra tấn các nàng nhìn thấy tôn vân cái này người áo đen bịt mặt về sau, mấy người dọa đến run rẩy trốn về sau. Tôn vân ôm nhu nói, các ngươi đừng sợ, là ta cứu các ngươi ra tới, mẹ ta cùng các ngươi một dạng, bị tên súc sinh kia làm bẩn, dằn vặt đến chết, sau đó đưa nàng băm hầm cho chó ăn. Tôn vân một bản đứng đắn bị chuyện, năm nay ta xuống núi về nhà, phát hiện trong nhà trống rỗng, mới biết được cha ta đem mẹ ta cầm cố ra ngoài cha ta về sau cũng bởi vì uống nhiều rượu rơi trong sông chết đuối nhưng ta biết cha mẹ ta tình cảm tốt cha ta không có khả năng cầm cố mẹ ta nơi này đầu tất nhiên có chuyện gì thế là liền âm thầm điều tra nghe ngóng liền tra được đến bình thành khâm sai thất hoàng tử trên thân ta chui vào hắn biệt viện chính tai nghe hắn bọn thị vệ nói lúc đầu buổi tối hôm nay ta chui vào cái nhà kia là muốn giết hắn đáng tiếc hắn không tại thế là ta liền thả mấy cái lửa thuận tiện đem các ngươi cứu ra cứu các ngươi trước đó vì để tránh cho phiền phức cho các ngươi dùng khói mê còn xin các ngươi có thế thông cảm sáu nữ nhân bên trong trong đó có bốn cái là bị cầm cố đến mặt khác hai cái một cái niên kỷ bốn hơn mười tuổi tôn vân người lớn như thế nương đoán chừng cũng là bốn hơn mười tuổi cho nên không có người cảm thấy tôn vân đang nói láo các nàng cuống quyết hỏi thật chúng ta thật trốn tới rồi đây là nơi nào a à? tôn vân nói Ta cũng không biết là chỗ nào, dù sao đã ra huyện thành, ta cùng các sư tỷ thấy sơn lâm liền chui, sau đó tìm tới cái này miếu hoang liền dừng lại. Ta mấy người sư tỷ lúc này trở về huyện thành đi nhìn chăm chằm, sợ thất hoàng tử người tìm đến. Bởi vì tại thất hoàng tử trong mắt, những cái này mình đầy thương tích nữ nhân sớm muộn cũng sẽ chết mất, cho nên ở trước mặt các nàng cũng không che giấu mình thân phận. Các nàng đều biết kia phát rồ xuất sinh chính là hoàng tử, đám người lúc này triệt để tin liền nhao nhao cho Tôn Vân dập đầu nói lời cảm tạ, kỳ lão phu nhân nói lời cảm tạ về sau, liền phải đụng trụ tìm chết. Tôn Vân liền vội vàng đem nàng ngăn lại, kỳ lão phu nhân thống khổ kêu khóc, ngươi để ta đi chết a, à? ta thật không có mặt mũi sống trên cõi đời này, nàng đang dãy dụa, kỳ phu nhân nghĩ đến mình bị giày xéo lúc hình tượng, nghĩ đến phụ thân cùng tướng công học máu mà chết hình tượng, cũng phóng đi gặp trở ngại, lúc này không cần Tôn Vân, cái khác mấy cái phụ nhân liền chạy đi ngăn lại kỳ phu nhân. Công Vân nói: "Các ngươi muốn chết, trước hết nghe ta nói mấy câu, nếu là ta sau khi nói xong các ngươi còn muốn chết, vậy ta cũng không ngăn. Chỉ là ta cứu người không bạch cứu, các ngươi không thể để cho ta cùng sư tỷ của ta nhóm toi công bận rộn một trận không phải. Đừng nói cái gì các ngươi không có để ta cứu, một cách đều là ta tự tác chủ trương, trừ phi các ngươi đêm nay muốn giữ lại chờ tên Súc Sinh kia không bằng đồ vật dày xéo." hai người đau khổ lắc đầu, không có, chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa người, chỉ là, chỉ là thật không còn mặt mũi lại sống xuống dưới, chương 670, thuyết phục, từ lợi ích góc độ tới nói, tôn vân hẳn là chờ, chờ thất hoàng tử tiếp tục làm ác, để người bị hại tập trung đến một cái kinh người số lượng, nàng lại đứng ra, nhưng nàng là người, nàng có lương tâm. Viên này lương tâm là sau khi xuyên việc chậm rãi bị ấm áp trở về, tôn vân rất là trân quý cho nên một nhìn thấy mấy nữ nhân thảm trạng liền nhanh chóng ra tay kỳ gia mẹ chồng nàng dâu nhóm khóc mấy cái kia toàn thân vết thương chồng chất nữ nhân cũng khóc tôn vân dứt khoát không nói chuyện nàng trước cho mấy nữ nhân kiểm tra thân thể xử lý vết thương trên người nhìn xem trên người các nàng nhìn thấy mà giật mình tổn thương tôn vân thật là địa ngục trống rỗng ác ma ở nhân gian trong đó một vị phụ nhân kho lúa đầu bị trắng rơi sinh mũ nước mũ bên trong trộn lẫn như nước, tôn vân một đụng, nàng liền đau đến thét lên, ngươi lại nhịn một nhịn, ta phải cho ngươi đem xử lý miệng vết thương tốt, đem ngươi sưng khối cho vò tán, không phải ngươi. Không gánh nổi, phụ nhân rưng rưng gật đầu, nàng nói, đây là bị chó cắn, hắn để người dắt hai đầu chó tới. Ta không muốn, chó nhào lên xé rách, kia thật là ác mộng, chỉ là hồi tưởng, phụ nhân thân thể liền bắt đầu không ngừng run rẩy kỳ gia mẹ chồng nàng dâu kinh ngạc đến ngay người, các nàng bị làm bẩn, nhưng lúc đó súc sinh kia không bằng đồ vật không có bên trên những thủ đoạn này. Nếu như các nàng không có được cứu ra tới, có phải là cũng phải lập tức đứng trước những nữ nhân này thê thảm đau đớn gặp phải. Tên điên kia dùng người nhà đến uy hiếp các nàng không cho phép chết, nhưng bây giờ các nàng rời đi, tên điên kia có thể hay không đối với các nàng người nhà động thủ, ân nhân. Hắn hắn sẽ giết kỳ gia tất cả mọi người. Kỳ phu nhân quỳ trên mặt đất cho Tôn Vân dập đầu, cầu ân nhân mau cứu người nhà của ta, mau cứu bọn hắn, kỳ lão phu nhân cũng quỳ theo dưới, Tôn Vân nói, các ngươi yên tâm, hắn hiện tại đỉnh lấy không sai danh hiệu, không dám làm quá mức, chính là muốn động thủ, cũng phải tìm thích hợp lấy cớ, lấy cớ này một lúc hồi lâu nhi tìm không thấy, lại sư tỷ của ta nhóm nhìn chầm chầm đâu, có chuyện gì sẽ lập tức thông tri chúng ta, chờ ta đem các nàng tổn thương thu thập, chúng ta lại đến làm khác dự định có được hay không. Tôn Vân tạm thời trấn an kỳ gia mẹ chồng nàng dâu, nơi này đầu liền hai người bọn họ không có thụ quá nặng tổn thương, thế là hai người liền đứng dậy đến cho Tôn Vân trợ thủ, giúp đỡ nấu nước, học Tôn Vân dáng vẽ trước tiên đem vết thương cho các nàng lau ra tới. Tôn Vân cho tất cả mọi người băng bó xong, lại phân dược hoàng cho các nàng ăn, đây là chúng ta Bạch Vân Quan bí dược, có thế tăng cường thể chất của các ngươi, thúc đẩy thương thế của các ngươi mau sớm khỏe. Bạch Vân Quan, Mã Đạo Bà, ta cảm ơn ngươi a. À. Hóa ra là Bạch Vân Quan đạo trưởng a, khó trách lợi hại như vậy. Những năm này, Bạch Vân Quan tại dân gian thanh danh càng ngày càng vang dội, chính là huyện khác thành người cũng biết Bạch Vân Quan nơi này. Trong quán đạo trưởng y thuật cao minh, lại trách trời thương dân ôn dịch thời điểm bọn hắn liền bôn ba tại hương trấn huyện thành ở giữa cho mọi người chữa bệnh mã đạo bà ô ô ô nói ra các ngươi khả năng không tin chúng ta đều là bị ép buộc cho mọi người xử lý tốt về sau công vân liền nói ra tính toán của mình ta dự định thu thập chứng cứ cáo trạng thất hoàng tử nếu không vặn ngã thất hoàng tử chúng ta thù báo không được không nói sẽ còn liên lụy người nhà hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta người nhà không phải cha ta cũng sẽ không chết bởi vì chúng ta người nhà đều biết hắn chuyện xấu thất hoàng tử tại dân gian điển vợ hắn sẽ không để cho loại này chỗ bẩn xuất hiện đám người cảm thấy tôn vân nói đúng loại này ác ma chắc chắn sẽ không bỏ qua người nhà của các nàng đặc biệt là các nàng trốn tới tình huống dưới có thế nhưng hắn là hoàng tử chúng ta muốn thế nào khả năng cáo hắn hoàng tử a kia là thiên tử nhi tử há lại bọn hắn những dân chúng này có thế cáo đổ kỳ lão phu nhân lo lắng nói nhưng nếu như chúng ta đi làm chứng không nói những cái khác thanh danh liền hủy thư hương môn đệ là mười phần chú trọng nữ tử thanh danh bình thành liền xem như tập tục so địa phương khác rộng một chút không có như vậy khắc nghiệt nhưng người đọc sách nhà vẫn là sẽ càng để ý một chút tôn vân nói thanh danh ngươi cho rằng các ngươi không ra mặt thanh danh của các ngươi có thế giữ được hắn làm chuyện xấu thời điểm chẳng lẽ là tránh người một nói lên cái này kỳ gia mẹ chồng nàng dâu hai cái liền lung lay sắp đổ ta không biết các ngươi cụ thể gặp cái gì nhưng là khi ta tới liền nghe ngóng kỳ cử nhân cùng quách tri huyện sợ tội tự sát các ngươi nếu là không đứng ra bọn hắn oan khuất liền vĩnh viễn rửa sạch không được bọn hắn liền chết vô ích đều sẽ coi là kỳ cử nhân làm bẩn quả phụ làm cho quả phụ tự sát mà thất hoàng tử thì trở thành người người ca tụng thanh thiên kỳ gia cùng quách gia sẽ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường quách gia cùng kỳ gia tử tôn cũng không thể lại khoa cử đám nữ hài tử cũng đừng hòng lại tìm đến tốt nhà chồng kỳ gia mẹ chồng nàng dâu nghe vậy liền ôm đầu khóc trống khóc đến gọi là một cái đau đến không muốn sống đợi các nàng khóc một một lát tôn vân tiếp tục nói ta thăm dò được lần này tới bình thành không chỉ có thất hoàng tử còn quát hoàng tử cùng tấn vương Hoàng đế bệ hạ đến nay đều không có Sắc Phong thái tử, lần này cho các hoàng tử phái việc phải làm, tất nhiên là muốn kiểm tra bọn hắn, ai làm tốt, ai liền có cơ hội được Sắc Phong làm thái tử. Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử là cạnh tranh trạng thái, tăng thêm một cái Tấn Vương, nghe nói Tấn Vương thế nhưng là nổi danh hiền vương. Cơ hội lần này nếu là mất đi, vậy chúng ta thù liền thật mãi mãi cũng báo không được. Sau đó, còn sẽ có rất nhiều nữ nhân lại gặp độc thủ tình huống chính là như thế cái tình huống, chính các ngươi suy xét. Nếu là không dám, hoặc là không muốn, ta cũng không ngăn các ngươi, các ngươi tùy thời có thế đi, các ngươi nếu là cũng không nguyện ý, coi như ta đêm nay bạch cứu các ngươi, ta nếu không phải nghĩ đến cứu các ngươi, lặng lẽ chờ ở nơi đó, chờ hắn trở về. Chờ hắn tra tấn xong các ngươi lòng cảnh giác kém nhất thời điểm lại cùng các sư tỷ một lên đột nhiên tập kích, làm không tốt đã lấy hắn tính mạng, hiện tại rút dây động rừng, còn muốn mệnh của hắn liền không xong rồi. Tôn Vân nói xong, quể oải cúi đầu, đạo trưởng, ta nguyện ý đi cáo hắn. Kỳ phu nhân thứ nhất cái đáp lại Tôn Vân, nhưng ở cái này trước đó, còn mời đạo trưởng hỗ trợ thu xếp tốt người nhà của ta. Nói xong nàng liền đối kỳ lão phu nhân nói, mẹ, đạo trưởng nói đúng, chúng ta đã sớm không có thanh danh, nếu là tướng công cùng cha trên người oan khuất không bị rửa sạch, hai chúng ta nhà liền triệt để xong, chờ chân tướng rõ ràng, con dâu mới có dưới mặt đi gặp tướng công. Kỳ lão phu nhân nếu lấy ngực y phục khóc trống nói, từng, liền nghe đạo gián dấp, tôn vân đại hỷ, nàng coi là rất muốn phí một phiên miệng lưỡi cái này mẹ chồng nàng dâu hai cái mới chịu đáp ứng, còn muốn dùng chút khác thủ đoạn, không nghĩ tới các nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng, tốt, người nhà của các ngươi, ta sẽ phái người đưa đi bạch vân Quang. Cái khác mấy cái phụ nhân thấy thế cũng nhao nhao biểu thị các nàng cũng nguyện ý đi cáo, Tôn Vân Cam Đoan cũng đem các nàng người nhà đưa đi Bạch Vân Quang thu xếp tốt. Tên kia cho bú phụ nhân nói, đạo trưởng, ngài có thể hay không đem nhi tử ta cùng nữ nhi trộn ra, vụn trộn đưa đi Bạch Vân Quang, những người khác liền mặc kệ, trong nhà cũng không có đến nhất định phải điển vợ mới có thể có gạo vào nồi tình trạng, nhưng nàng bà mẫu vì cho tiểu thúc tử cưới vợ, để nàng nam nhân đem nàng cho điển nam nhân kia vậy mà một điểm chần chờ đều không có, phụ nhân thật sự là thương tâm cực độ, bọn hắn bị thất hoàng tử giận chó đánh mèo dết cho phải đây, chương 671, ở thông suốt, cái sọc lớn, nàng mới sang tháng tử đâu, mà lại, nhà chồng cũng không phải thật nghèo phải không có tiền cho tiểu thúc tử cưới vợ, bọn hắn chính là coi trọng đối phương cho tiền, nhiều tiền, 20 lượng bạc. Nhưng đây là mua mệnh tiền A, bị cầm cố nữ tử, đều có các khó xử, nhưng cái khác ba người nghe phụ nhân kể rõ đều không thể thuyết phục phụ nhân tha thứ đổi thành các nàng cũng là sẽ không tha thứ bởi vì các nàng ba người bên trong một người là vì cứu bệnh nặng nhi tử nàng nam nhân vì kiếm tiền cứu nhi tử cũng là mỗi ngày đánh bạc mệnh đi kiếm tiền bị cầm cố là nàng tự nguyện một người là trong nhà nghèo phải thực sự là đói nam nhân là từ trên chiến trường xuống tới tàn phế căn bản liền làm không được việc 20 lượng bạc đối với nàng mà nói, có thể cứu một người nhà mệnh, còn có một cái là mẹ ruột bệnh nặng, nhà chồng không bỏ ra nổi dư thừa tiền đến, nhà mẹ đẻ cũng bởi vì mẹ ruột bệnh một bần như tẩy, cái gì phú thương nhà thê tử, đều là huyện thừa thuận miệng loạn sư, phải biết nhà giàu sang cưới vợ, ý kia chính là một cửa người cầm đồ đúng, ngươi dám đem người ta trong nhà con gái tốt đưa đi lấy lòng quý nhân, đó chính là kết thù, quý nhân không có lấy lòng còn dễ nói quý nhân lấy lòng làm sao biết thê tử sẽ không ở quý nhân trước mặt nói xấu để quý nhân nâng đỡ nhà mẹ đẻ chèn ép nhà chồng thuận tay lại đem nhà chồng tiền tài gia sản toàn chiếm mà lại lưu huyện thừa cũng biết thất hoàng tử chính là chơi cái mới mẻ cũng sẽ không thật đi truy cứu nhà ai là chuyện gì xảy ra thấy tôn vân đáp ứng mình phụ nhân hết sức cao hứng nàng lại cho tôn vân dập đầu tôn vân đã chết lặng nàng cảm thấy mình qua ngăn cản các nàng dập đầu đều so nói chuyện càng phí miệng lưỡi sáng sớm vũ thiên căn cứ tôn vân lưu lại ký hiệu tìm được miếu hoang tối hôm qua huyện thành thất hoàng tử nơi ở cháy là hắn biết đây là tôn vân làm nhìn thấy tôn vân thứ nhất câu nói cái kia thất hoàng tử không bằng ta hiện tại đi giết hắn tôn vân không được hiện tại giết hắn hắn có thanh danh tốt lại chết còn có thể vào hoàng lăng tiếp nhận hoàng gia hương hỏa nói không chừng kiếp sau còn có thế đầu thai làm người thân phận của nàng bây giờ là Bạch Vân Quang Đạo cô, lại phòng bên trong mấy người nghe đâu, cho nên nhất định phải hướng phong kiến mê tín bên trên kéo. Chúng ta nhất định phải để hắn trước thân bại danh liệt, đem hắn tội ác lộ ra ánh sáng khắp thiên hạ, để hoàng đế không thể không đem hắn biếm thành thứ dân, để hắn không có tư cách tán nhập hoàng lăng. Dạng này một đến, hắn liền ăn không được hoàng gia hương hỏa, chết tất nhiên sẽ hạ địa ngục, tương lai coi như có thế đầu thai, cũng là súc sinh đạo. Vũ Thiên, ngươi nói không giết, ta liền không giết, ngươi làm sao cùng ta kéo nhiều như vậy, chính ngươi cũng không tin sự tình, không hiểu, sắp xếp người đưa các nàng cùng các nàng người nhà đưa đi Bạch Vân Quang. Nói xong Tôn Vân chỉ vào vừa sang tháng tử nữ nhân, người nhà của nàng không cần toàn cứu, chỉ đem con cái của nàng mang đi, thuận tiện đem bọn hắn nhà hiện ngân không câu nệ bao nhiêu, toàn bộ mang đi. Vũ Thiên gật đầu, có hắn thu xếp những nữ nhân này cùng bọn hắn người nhà trong vòng một ngày liền bị đưa đi, Dương Bình huyện, thất hoàng tử phát đại hỏa, hắn chẳng qua là ra ngoài chạy tới cái yến, liền bị người cho trộn nhà, tiền tài mất hết, tiền tài mặc dù không phải chuyện nhỏ, thế nhưng là mấy nữ nhân mất tích sự tình càng lớn, thất hoàng tử hoài nghi là lưu huyện thừa cho hắn đặt bẫy. Không phải lưu huyện thừa tại sao lại cùng mực chút nói kỳ gia mẹ chồng nàng dâu hai cái dung mạo không sai, tại sao lại hiến kế hiến kế lại tại sao lại tại đại hỏa cùng ngày mở tiệc chiêu đại hắn, đồng thời, trong coi mấy nữ nhân thị vệ thi thể là tại nhà hắn phòng bên trong phát hiện, cái này giải thích thế nào, vu oan hãm hại, vẫn là khổ nhục kế, giống lưu huyện thừa hiện tại cùng hắn giải thích một dạng, nói như hắn thật là đồng bọn, vì sao không đem thi thể xử lý rồi. Ngược lại là chuyển về nhà mình, rất có đạo lý, đáng tiếc thất hoàng tử cùng hoàng đế một dạng, bệnh đa nghi rất nặng, hắn đã vào trước là chủ cảm thấy lưu huyện thừa hố hắn liền cho rằng đây là lưu huyện thừa vì kiếm cớ chuyên môn làm như vậy thế là hắn sai người nghiêm thẩm lưu huyện thừa vừa lên làm một ngày huyện lệnh lưu huyện thừa còn đến không kịp đùa nghịch huyện lệnh uy phong liền bị thất hoàng tử người dày vò đến yếu ớt một hơi thở điện hà hắn cái gì cũng không biết thuộc hạ đến báo thất hoàng tử hư con mắt nửa ngày mới lạnh lùng nói lưu huyện lệnh ám sát bản hoàng tử bị các ngươi ngay tại chỗ chém giết. Vô cớ đối quan viên dùng hình, là sai lầm lớn, hắn sẽ không để cho như thế sai lầm tồn tại, vâng. Thất hoàng tử người lui xuống, hắn phụ tá nhóm nhau nhau cho hắn nghĩ kế, bây giờ muốn đem lưu huyện thừa bọn người đóng đinh tại ám sát điện hạ tội danh bên trên, còn có, mấy cái kia nữ nhân, cũng là lưu huyện thừa phái tới người, điện hạ đối với các nàng dùng hình, là bởi vì các nàng ý đồ ám sát điện hạ mấy cái kia nữ nhân không có, là tai họa, bây giờ chỉ có hung tận đổ đánh một bá mới được, năm hoàng tử nhảy nhót phải lợi hại nhất, chuyện này muốn hay không vu oan tại năm hoàng tử trên đầu, thất hoàng tử nói, ai dễ dàng nhất vu oan, liền vu oan đến ai trên đầu, lão năm người này quá không khéo, đừng đến lúc đó vu oan không thành, ngược lại trộn gà không xong còn mất nắm gạo, mặt khác một cái phụ tá, không bằng, tam hoàng tử. Mà lại tam hoàng tử cũng là đến Bình Thành, hắn có hạ thủ thời gian cùng điều kiện, thất hoàng tử gật đầu, liền lão tam. Chẳng qua không thể sốt ruột, lão tam dù xuẩn, nhưng người đứng bên cạnh hắn không phải ngu xuẩn, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, một nhất định phải cẩn thận bố trí, đừng để lão tam người bên cạnh phát hiện mánh khóe, phụ tá nhóm nhau nhau xưng là, ai, cùng thất hoàng tử hỗn quả thực quá mệt mỏi, suốt ngày đều giúp hắn chùi đít, sát không hết cái mông, nói đến, đừng đừng hoàng tử yêu thích chút gì không tốt, vậy mà thích bạo ngược khuê phòng trò chơi, mấy cái kia nữ nhân người nhà, nhớ kỹ phải nhổ cỏ tận gốc. Thất hoàng tử căng dặn, chớ nhìn hắn lần này ra tới mang người tay rất nhiều, nhưng là phần lớn là phụ trách hộ tống hắn ngự lâm quân, những người này không về hắn quản, lại đều trú đóng ở ngoài thành, chính hắn nhân thủ có hạn, tối hôm qua còn tổn thất chút thị vệ. Nhân thủ không đủ tình huống dưới, dẫn đến hắn thịnh nộ về sau, đầu một chuyện chính là làm huyện thừa còn không có đưa ra nhân thủ đi giết người diệt khẩu một canh giờ thời điểm phụ trách giết người diệt khẩu người trở về bẩm báo hồi điện hạ những nữ nhân kia người nhà trừ vừa sinh sản vị kia phụ nhân người trong nhà đều tại cái khác toàn không tại phụ nhân một nhà thuộc hạ đã giải quyết thất hoàng tử nơi đây có vô số cái comment nờ khả năng biểu đạt hắn lộn xộn tâm tình thảo đến cùng là ai đang làm lão tử đừng để lão tử điều tra ra điều tra ra chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh phụ tá nhóm ta dọc cái tổ tông đâu dưới mắt vẫn là hiện tượng như thế nào mới có thể xác môn quan trọng a à? bình thành tấn vương xuất phát phải sớm tam hoàng tử xuất phát trễ nhưng là hai đội người vậy mà tụ hợp tại một lên một lên đến bình thành bình thành tất cả quan viên đều đi ngoài thành nghênh đón người đến về sau lẫn nhau làm lễ làm lễ về sau tam hoàng tử cùng tấn vương ánh mắt đều rơi vào tưởng thiệu trên thân, tấn vương là thưởng thức, tam hoàng tử thì là hiếu kỳ cùng hưng phấn. Tam hoàng tử nụ cười sáng lạn bước nhanh đi đến tưởng thiệu trước mặt, kinh hỉ nói, ngươi chính là định Tây Hầu. Nói xong liền vây quanh tưởng thiệu đi dạo, đem hắn từ đầu tới đuôi dò xét toàn bộ, quả nhiên không hổ là để yến quân nghe tin đã sợ mất mật định Tây Hầu, thật sự là khí vũ hiên ngang, một biểu người tài, chương 672, tiếp người tấn vương trừng gam hoàng tử một mắt, lão tam, có chút chính hình, trước mặt ngươi chính là định tây hầu, tam hoàng tử thè lưỡi, vội vàng đứng vững, tấn vương lúc này mới tiến lên, dùng trưởng bối triều mến vãn bối ánh mắt nhìn về phía tưởng thiệu, chẳng qua lão tam nói không sai, định tây hầu phong thái lẫm liệt, dáng vẻ đường đường, chiến công trác tuyệt, uy danh lan xa, là ta đại chu chi lương tướng, mảnh tướng, phúc tướng. Có định Tây Hầu trấn giữ ta đại chu Tây Bắc chi môn đình, đại chu tây bắt từ đó an ổn không lo dân chúng có thế an cư lạc nghiệp bệ hạ hết sức vui mừng chi bản vương ra kinh trước đó bệ hạ cố ý để bản vương thật tốt thay hắn nhìn xem ngươi biểu đạt một hạ hắn đối ngươi yêu thích tưởng thiệu vội vàng hướng lấy kinh thành phương hướng quỳ một chân trên đất chắp tay cúi đầu bệ hạ hồng phúc tề thiên vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đứng dậy về sau cung kính cùng tấn vương chắp tay vương gia quá khen trấn giữ tốt Tây Bắc Biên quan là mạc tướng bổn phận, có thế cầm xuống Yến Xí Sơn, có thể bắt sống mấy vị Yến quốc hoàng tử, cũng là toàn thể Tây Bắc quân cố gắng, không phải vi thần một người có thể làm được. Đi theo tưởng thiệu đến cái khác tướng lĩnh trong lòng tự nhủ, nhìn một cái định Tây Hầu, tuổi tác không lớn, nói chuyện thật sự là êm tai, cái này khiến người phía dưới sao có thể chưa từ bỏ ý định sập địa. Trị tri phủ đã vì vương gia cùng tàm hoàng tử chuẩn bị kỹ càng ngủ lại địa phương, còn mời hai vị dời bước, làm sơ nghỉ ngơi. Ban đêm có mạc tướng trong thành tử lâu chuẩn bị yến hội, vì hai vị bày tiệc mời khách. Tấn vương ha ha cười nói, tốt, bản vương cùng tàm hoàng tử một tiêu chuẩn xác định lúc phó ước. Tam hoàng tử tìm tới trì tri phủ nói, người ta cho tri phủ đại nhân mang đến, tri phủ đại nhân phái người đi giao nhận đi. Giao nhận xong nhanh lên đem người dàn xếp xuống đi, cũng tốt để bọn hắn sớm ngày bắt đầu cuộc sống mới đúng bọn hắn đều là từ kinh thành bên kia nhi đến bình thành bên này nhi nông sự khả năng cùng kinh thành bên kia nhi không một dạng tri phủ đại nhân phải phân phó người phía dưới đế tâm chút thật tốt giáo một dạy bọn họ trì tri phủ cười đến một mặt sáng lạng. hạ quan ghi nhớ ai ai có người đến a à, mặc dù chỉ có một ngàn người nhưng đây cũng là người không phải một trận ôn dịch bình thành tại nhân khẩu bên trên thật sự là tổn thất nặng nề, hai năm này cổ vũ sinh dục, thế nhưng là sinh ra tới đều là tiểu oa nhi, muốn trưởng thành thành lao lực chí ít còn phải 10 năm, tới đón tiếp tấn vương cùng tàm hoàng tử, phía dưới huyện lệnh đều đến. Ờ, trừ Dương Bình huyện, Dương Bình huyện huyện lệnh không có tới, vậy liền đem vốn nên cho Dương Bình huyện người phân cho huyện khác, căn bản cũng không phải là vấn đề. Trì tri phủ sắp xếp người đi tiếp thu người, tam hoàng tử sắp xếp người đi cho đám người này phát còn lại an gia phí. Phụ tá một đã sớm nhắc nhở tạm hoàng tử, cho bách tính phát tiền tốt nhất phát đồng tiền, phát bạc cho bọn hắn trong lòng bọn họ không nở, huống hồ bọn hắn ra tới đặt mua đồ vật, cơ bản đều là dùng đồng tiền. Cho nên tam hoàng tử một đã sớm để người sớm đến Bình Thành, đi thối tiền lễ trang đem ngân phiếu toàn bộ hối đoái thành đồng tiền. Cái này tri kỷ cử động, để bị chiếu cố một đường các di dân đặc biệt cảm động, nhao nhao khen ngợi tam hoàng tử có viên yêu dân như con tâm, lệch tham hoàng tử có chút lân lân, xem đi, đây chính là dân tâm, lúc này hắn ngược lại là muốn nhìn, là trường trị tham quan càng có thể được dân tâm, vẫn là phụ trách di chuyển bắt tính càng có thể được dân tâm, đem lần này việc phải làm làm tốt về sau, trở về hắn còn muốn cùng phụ hoàng tranh thủ hạ một lần đưa di dân việc cần làm. Trì tri phủ chờ quan văn lưu lại chạy trước chạy sau chiêu đãi, tưởng thiệu mang theo quan võ rút, quan võ kiên kỵ cùng hoàng tử vương gia nhóm đi được quá gần, bởi vì lấy ban đêm còn có tiệc rượu, tưởng thiệu liền không có rút quân về doanh, mà là về phủ thành hầu phủ, một về nhà liền thấy thân nàng dâu, cho tưởng thiệu cao hứng quá sức, đi lên ôm lấy liền thân, trên người hắn còn mặc giáp trụ, lại lạnh lại cách, công vân mười phần ghét bỏ, dùng lực giải dụa, tưởng thiệu không buông, còn lớn lối nói, khuyên nhũ tiểu nương tử chớ có dãy dụa, ngươi chính là lại dãy dụa cũng trốn không thoát lão tử lòng bàn tay nhi. Nói xong tiếp tục thân, cái này cũng chưa tính, hắn còn đem Tôn Vân một chân nhất lên đặt tại sống lưng của mình bên trên, đưa nàng eo chống đỡ tại bàn đọc sách bên cạnh. Tôn Vân cô lấy trên bàn bút liền hướng trên mặt hắn họa, cho hắn họa cái vai mặt hoa, tưởng thiệu đỉnh lấy một tấm vai mặt hoa muốn hướng Tôn Vân trên mặt dán, Tôn Vân chỉ vào mũi của hắn uy hiếp, Người dám dán, liền lăn đi ngủ một tháng ngoại viện nhi, nàng dâu ngươi đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. À. tôn vân nhớ mày, ai bảo ta là châu quan, ngươi là bách tính, mau buông ta ra. ngươi xuyên cái này một thân nhi nhiều cấn phải hoảng trong lòng ngươi không có một chút số, lại không buông ra, liền lăn đi ngủ hai tháng ngoại viện nhi, tưởng thiệu còn có thế thế nào, chỉ có thể buông ra. túc túc thì thầm đi hết phòng rửa mặt thay quần áo, thay quần áo xong hắn lại dính sát, tôn vân hung hăng trừng hắn một mắt ta mới đi ra ngoài nhi hai ngày, tưởng thiệu đem người ôm đến trên đùi của mình ngồi, đem mặt chôn ở cổ của nàng, một bên cạnh nhẹ gặm một bên cạnh nói, ngày một không gặp như cách ba thu, hai chúng ta ngày không gặp như cách sáu thu, ta có thế không nghĩ, công vân bị gặm phải ngứa, lửa từ tâm lên, quay người đem hắn tự ấn xuống, ba lạp ba lạp ăn quà vặt bên trong, để hắn đắc ý, hắn không biết nữ nhân cũng không nhịn được vậy sao, ăn xong lau sạch kéo đến, tránh khỏi hắn tại một bên cạnh làng nhà làng nhằn chậm chạp ung dung, phiền chết người. Xong việc về sau, trên thân hai người đều là thấm mồ hôi. Tôn Vân biết ra đầu không ai, liền đem tưởng thiệu mang vào không gian tẩy đi, nhưng mà tiếng bồn tắm lớn, bong bóng thân trên trơn mượt, hắn tử nhịn không được, trái lại ăn luôn nàng đi một lượt. Cái này một lượt qua đi, Tôn Vân quả thực liền ngón chân đều không muốn động, người lười nhát không ra dáng. Tưởng thiệu giúp nàng đem y phục mặt tốt, người vớt trong ngực ôm tốt nàng giật giật ý niệm hai người lại xuất hiện trong phòng tưởng thiệu không nỡ đem nàng buông ra liền ôm lấy nàng ngồi lên giường êm xem thường khẽ nói cùng nàng nói tấn vương cùng tam hoàng tử đời trước tam hoàng tử chết được thật sớm đời này hắn còn sống nhảy nhảy nhót nhót rất có tinh thần công vân uống tại trong ngực hắn miễn cưỡng nói đời trước thời gian này ngụy vũ cũng đã tiến kinh thành tiếp nhận tiểu ngôn thế lực nhưng đời này ngụy vũ đã bị ta chơi chết tiểu ngôn ngược lại không chết hồi kinh đem thuộc về hắn thế lực nắm đến trên tay biến hóa quá lớn tam hoàng tử có thể còn sống sót cũng không có gì kỳ quái tưởng thiệu sống lại nàng xuyên qua coi như chính là hai con hồ điệp vẫn là hai con vạm vỡ hồ điệp tại hết sức quạt cánh bàn dẫn đến rất nhiều người vận mệnh quỷ tích đều biến tấn vương cho người cảm giác chính là một cái lão tốt tiên sinh nhìn hoàn toàn chính xác giống một cái vô dục vô cầu hiền vương. Tưởng Thiệu lại nói: "Đúng, người bên kia thế nào, nói đến nàng bên này, Tôn Vân coi như nhiều, nàng đem mình làm sự tình, mình nghe thấy sự tình 11 nói cho Tưởng Thiệu nghe, nghe được Tưởng Thiệu lập tức liền khống chế không nổi sát khí của mình, vẫn là câu nói kia, bây giờ không phải là giết hắn thời cơ, ta muốn để hắn trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, sau đó lại bắt hắn." đem hắn dùng tại trên thân người khác thủ đoạn, tại chính hắn trên thân qua một lượt, lại ném vào trong núi nuôi sói, lấy đạo của người trả lại cho người, tưởng thiệu bổ sung, sống uy, khi còn sống ném đi nuôi sói, muốn để hắn thể nghiệm một hạ cái gì là tuyệt vọng, cái gì là bất lực, cái gì là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chương 673, thất hoàng tử đến Bình Thành. Buổi tối yến hội mười phần long trọng, có thể xưng bình thành nhất là long trọng hoan nghênh tiệc trụ cái này long trọng không phải chỉ yến hội quy mô mà là chỉ tham gia yến hội nhân viên trừ dương bình huyện bên ngoài tất cả huyện lệnh toàn đến sau đó chính là phủ nha tất cả quan viên quân đội trừ trấn giữ tại biên quan tướng quân tất cả bốn phẩm trở lên sĩ quan toàn bộ trình diện tấn vương một một chút giá đỡ không có mười phần bình dị gần gũi tam hoàng tử điện hạ rất là hoạt bát nhưng cũng là một cái vô cùng tốt chung đụng người tam hoàng tử tại yến hội bên trong không ngừng hỏi tầng dưới chóc văn võ quan viên vấn đề cái này khiến tầng dưới chóc đám quan chức đều rất là được sủng ái mà lo sợ toàn bộ yến hội không khí đều là tích cực hướng lên vui vẻ hòa thuận tưởng thiệu liên tiếp hướng tấn vương mời rượu chuyên tâm đóng vai một cái đám dân quê hầu gia nhân vật đem muốn leo lên tấn vương ý đồ phi thường ngay thẳng viết trên mặt dùng lực nịnh nọt tấn vương yến hội tán ai về nhà nấy về sau tôn vân nói cho tưởng thiệu nàng đi dò xét thông gia công chúa chính là chu ánh không biết yến hoàng biết chuyện này sẽ như thế nào làm tôn vân chật chật nói tưởng thiệu một thân mùi rượu tẩy nhiều lần tắm mới được cho phép lên giường lên giường còn không cho đụng còn phải trước nói chính sự muốn tưởng thiệu nói làm mới là chính sự hắn qua loa nói hắn thế nào làm lão tử chỗ nào biết một bên cạnh qua loa một bên cạnh động thủ động cước, Tôn Vân đẩy ra hắn tay, nói chính sự đâu, tưởng thiệu đi gặm lỗ tai của nàng, ngươi nói, lão tử nghe, không chậm trễ, Vân Nương, cho ngươi vui vẻ, mới là chuyện gấp gáp nhất, Tôn Vân rất nhanh liền mềm, người cũng mơ hồ, mơ hồ liền làm cho nam nhân đắc thủ, sau đó tại trong ngực nam nhân ngủ thật say, lại bị hắn lật qua lật lại loay hoay tỉnh. Vây được không được Tôn Vân một bàn tay đập vào nam nhân rắn chắc đầu vai, về sau lại uống nhiều rượu như vậy không cho phép về hậu viện nhi nàng tỉnh tưởng thiệu lập tức thẳng thắn thoải mái lên sau đó dáng tôn vân lỗ tai nói ngươi ngủ ngươi không chậm trễ không chậm trễ cái rắm tôn vân oán trách lời nói đều bị hắn đâm đến vỡ thành mảnh nhỏ anh 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 không thành cái điệu phải chính sự cũng không cần nói ngày thứ hai buổi sáng tôn vân trực tiếp không thể lên tưởng thiệu ngược lại là hơi hít mắt chừng một lát liền đi luyện võ sau đó lập tức chạy tới tiếp đại tấn vương, giữa trưa lại muốn mời tấn vương ăn cơm, giữa trưa mời ban đêm còn muốn mời, tấn vương có chút không hiểu rõ tưởng thiệu trong hồ lô muốn làm cái gì, giữa trưa ăn bỗng nhiên về sau, ban đêm liền từ chối nhã nhặn, trì tri phủ mời tấn vương ăn cơm, tấn vương đều cự tuyệt tưởng thiệu, tự nhiên cũng phải cự tuyệt hắn, nhưng là ngày thứ hai, trì tri phủ thiếp mời lại lần nữa đưa lên, tấn vương chỉ có thể phó ước cùng bàn tự nhiên có tưởng thiệu, ban đêm những quan viên khác mời khách, cho mặt mũi này, không rất cho mặt mũi kia, tấn vương mang theo tam hoàng tử ăn xong mấy ngày tiệc rượu, trong lúc đó, tưởng thiệu vụng trộn cho tam hoàng tử cùng người đứng bên cạnh hắn đưa không ít ngân phiếu, vân nương trong kế hoạch quát hoàng tử cái này một vòng, cho nên hắn đem tiền để dành của mình toàn bộ bỏ ra ngoài, tại tấn vương tấp nập ra ngoài ăn uống thời điểm, chu ánh cũng không có nhàn rỗi, nàng tại bình thành thế nhưng là lưu lại không ít người, chính là ôn dịch hao tổn hơn phân nữa, nàng phía sau cũng bổ sung không ít người đến bình thành. Những ngày này nàng vụng trộn thấy không ít lưu tại bên này nhi quản sự, xem xét hết nợ bản, còn sách thật nhiều tiền bạc đi. Chu Ánh cũng không biết, những cái này đều rơi vào Tôn Vân trong mắt, Tôn Vân đem đi gặp nàng người đều nhớ tin tường, xuống tới liền sai người đi thăm dò, đem Chu Ánh tại Bình Thành lưu lại sản nghiệp sờ một cái úp sách, liền chờ Chu Ánh đi, nàng liền đối với mấy cái này sản nghiệp động thủ. Tấn vương có chút chịu không được tưởng thiệu luôn luôn mời hắn, phiên vương cùng võ tướng đi được quá gần, là hoàng đế tối kỵ. Cho dù hắn tại hoàng đế trong mắt không có uy hiếp, nhưng nếu hắn cùng tưởng thiệu bọn người thành lập quan hệ, cũng liền tại hoàng đế trong lòng cuốn lên đâm. Thế là, tấn vương đóng cửa từ chối tiếp khách, thất hoàng tử sau khi đến, liền cho thanh sơn thư viện thương lan tiên sinh đưa thiếp mời muốn dẫn hai vị hoàng tử đi thanh sơn thư viện nhìn xem thuận tiện bái phỏng một hạ lão tiên sinh thất hoàng tử đến phủ thành là có chuyện trước đó mấy ngày hắn một thẳng đang tìm chúng phụ nhân người nhà kết quả những người này tựa như là nhân gian bốc hơi dạng cũng không thấy vì chuyện này hắn là ăn không ngon cũng ngủ không ngon mắt quần thâm lão đại lão đại tam hoàng tử ngữ khí chanh chua nói hắn lão thất ngươi thật đúng là chuyên nghiệp a à, đây là gặp được việc khó gì nhi rồi làm sao làm cho cùng nửa đêm đi trộn trâu. Cái này lão thất âm hiểm nhất, tại phụ hoàng trước mặt mười phần sẽ khoe mẻ, đối bọn hắn huynh đệ cũng là cười tủng tỉm, chỉ là hố lên người đến một một chút đều không nương tay. Từ nhỏ đến lớn, tam hoàng tử tại thất hoàng tử trên tay nếm qua không ít thua thiệt. Một bắt đầu hắn ăn thiệt thòi cũng không biết mình là ăn thất hoàng tử thua thiệt, về sau loại chuyện này nhiều, mẫu phi lại tại hắn trước mặt nhi phân tích, hắn cuối cùng là trở lại mùi vị đến lão thất cái này chó con bê là cái châm ngòi hảo thủ thường xuyên châm ngòi phải các huynh để khác bất hòa đối đầu hoặc là vụng trộn làm chút nhận không ra người thủ đoạn vô oan hãm hại cái gì thủ đoạn bẩn hắn liền dùng cái gì thủ đoạn thất hoàng tử hừ lạnh nói ba ca một đến ta liền bị ám sát tùy thân mang mấy cái thị vệ đều chết đệ đệ sợ quá a à. mỗi lúc trời tối cũng không dám đi ngủ lúc này mới mười phần mỏi mệt tấn vương nhíu mày ngươi bị ám sát bản vương tại sao không có nhận được tin tức, thất hoàng tử bồn chồn năm thúc, ta phái người đưa công văn cho tri phủ nha môn, lệnh tri phủ nha môn nghiêm tra thích khách, ngài không có nghe tri phủ nói sao, tam hoàng tử cười nói, không nghe nói, mấy ngày nay ta cùng năm thúc đều cùng trì tri phủ một lên ăn cơm tới, không nghe hắn đề cập qua chuyện này, lão thất, chuyện này là ngươi bị chuyện A, lão tam. Tấn vương quát lớn tam hoàng tử, một gia huynh đệ, thật dễ nói chuyện, lão thất làm sao lại cầm loại chuyện này mở ra trò đùa, tam hoàng tử biểu môi, không lên tiếng, bưng lên trên bàn trà có một miệng không có một miệng uống, lão thất, ngươi đến thật tốt nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không cho phép giấu giếm nửa phần. Tấn vương đối thất hoàng tử nói, thất hoàng tử liền đem hắn đi cải trang vi hành. Phát hiện quách huyện lệnh bao che con rể của mình, hãm hại bình dân, nắm giữ chứng cớ xác thực về sau, liền đem hai người hạ ngục. Kết quả hai người này ngay tại ngục bên trong tự sát, sau đó, hắn lệnh huyện thừa tạm thời đại diện huyện lệnh chức vụ, kết quả vào lúc ban đêm, hắn liền gặp phải ám sát, huyện thừa cũng chết ở thích khách tay. Đáng sợ nhất chính là, chất nhi sau đó lập tức đi tìm quách gia cùng kỳ gia người nhà, phát hiện người nhà của bọn hắn tung tích hoàn toàn không có, chất nhi phỏng đoán, nhất định là có người muốn lợi dụng bọn hắn, nếu là ám sát thành công, liền nói là bọn hắn chỗ này người trả thù nếu là ám sát không thành công liền trái lại cho chất nhi dội nước bẩn nói là chất nhi xem mạng người như cỏ rác năm thúc chất nhi nên làm cái gì thất hoàng tử tiều tụy thật nhiều hắn chờ đợi nhìn về phía tấn vương hy vọng tấn vương có thể giúp hắn một đêm tấn vương trầm ngâm phiên nói ta còn muốn đi yến quốc chuyện này không thể bị dở dang qua mấy ngày liền phải lên đường chuyện này ngươi cũng không cần sốt ruột Ngươi là hoàng tử, cũng là khâm sai, có cái gì tốt sợ, tăng thêm nhân thủ chậm rãi ra, người sau lưng chắc chắn sẽ có nhảy ra mặt nước một ngày. Chương 674, nhìn thấy Dục Ca Nhi, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi là khâm sai, ngươi sợ ai? Tấn Vương đem khâm sai hai chữ cắn đến rất nặng, thất hoàng tử kỳ thật minh bạch đạo lý này, khâm sai quyền lực vậy nhưng quá lớn, muốn đem bạch làm thành đen cũng không nên rất dễ dàng hắn đến tìm tấn vương mục đích chủ yếu nhưng thật ra là nói xấu ví dụ như ba ca một đến ta liền bị ám sát nếm một chút tế phẩm phẩm kết quả hoàng tử căn bản là không có ghe đến dụng tâm hiểm ác của hắn trọng điểm đều bắt sai đổi đều là vô dụng địa phương thằng ngu này kỳ thật hẳn là lưu đến cuối cùng hẳn là trước làm cái khác mấy cái huynh đệ nhưng thất hoàng tử dưới mắt không người có thể chọn chỉ có thể cố mà làm đem oan ức chụp tại tam hoàng tử trên thân đa tạ năm thúc. Thất hoàng tử cho tấn vương đi đại lễ, tam hoàng tử nhếch miệng, năm thúc, ta cũng cáo lui, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Thất hoàng tử đi, tam hoàng tử liền không nghĩ lại lưu lại, tấn vương căng dặn hắn, đều là một gia đình huynh đệ, ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, tại bên ngoài vẫn là muốn cho huynh đệ một cái mặt mũi, đừng nghĩ cái gì liền nói cái gì, cái này khiến người ngoài trông thấy, làm như thế nào nghĩ, được rồi, ngươi việc phải làm hoàn thành, sớm một chút dọn dẹp một chút hồi kinh đi, lão thất bị tập kích, ngươi lẽ ra tránh hiền nghi, tam hoàng tử trong lòng tự nhủ năm thúc chính là bất công lão thất, nhưng là mặt bên trên vẫn là cung kính đáp ứng, ai bảo phụ hoàng coi trọng năm thúc đâu, ba hoàng sau khi trở lại căn phòng của mình, ngoài ý muốn phát hiện trên bàn sách đặt vào một phong thư, hắn mở ra một nhìn, cả người nháy mắt tinh thần. Vội vàng sai người đem hắn tâm phúc phụ tá gọi tới hắn đem thư cho mọi người nhìn mọi người nhìn hậu tâm bên trong đều là dời sông lấp biển trong đó một cái phụ tá nói điện hạ mặc kệ trên thư nói là thật hay giả chúng ta đều phải lập tức đi nghe ngóng dương bình huyện tình huống đúng phong thư này có khả năng hay không là một cái cạm bẫy chờ lấy điện hạ dẫm xuống dưới cạm bẫy điện hạ ngài có thể hay không đem thất hoàng tử nói tất cả lời nói thuật lại một lượt trong thư này nội dung là liên quan tới thất hoàng tử tại Dương Bình huyện phạm vào tội trạng, phía trên nói rõ, 10 ngày sau, liền sẽ có nhân chứng vật chứng giao đến tam hoàng tử trên tay, tam hoàng tử trí nhớ còn có thể, đem thất hoàng tử nói tất cả lời nói tái hiện lược, phụ tá nhóm một nghe, trong lòng một cái lộc bột, điện hạ, thất hoàng tử là muốn đem sự kiện ám sát gắn ở ngài trên đầu, dựa theo theo như trong thư, người sau lưng đích thật là nghĩ ám sát hắn, nhưng là ẩn vào phủ đệ về sau, phát hiện Thất hoàng tử bí mật đem ám sát kế hoạch lâm thời đổi thành cứu người kế hoạch, viết thư người nói, hắn cùng Thất hoàng tử có huyết hải thâm cừu, bây giờ bỏ lỡ ám sát cơ hội, liền nghĩ để hắn thân bại danh liệt, các ngươi cảm thấy, người này lời nói có mấy phần thật, cái này đến cùng là thật có việc, vẫn là Thất hoàng tử cho chúng ta điện hạ đào hố, Tam hoàng tử quả thực tức giận đến bảy khiếu khói bay, hắn giơ chân nói Lão thất cái kia sinh nhi tử không có mông con mắt đồ chơi, quả nhiên muốn hại bản điện hạ. Phụ tá nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tam hoàng tử đây là bị tức giận đến thể diện đều không cần, trực tiếp biến chợ búa đàn bà đanh đá. Ba điện hạ bất giận, chúng ta đã biết Thất hoàng tử dụng tâm hiểm ác, như vậy tiếp xuống liền hảo hảo ứng đối chính là. Thất hoàng tử xem ra căn bản là không có đem ba điện hạ để ở trong mắt, bằng không thì cũng sẽ không ngay trước ba điện hạ mặt nhi làm lời này nếu như thất hoàng tử đã quyết định muốn đối ba điện hạ xuống tay như vậy phong thư này ta cho rằng cũng không phải là thất hoàng tử gây nên ba điện hạ ở lại chờ hoặc là không giống nhau hắn nên dội nước bẩn sẽ dội nên cáo hắc trạng sẽ cáo không bằng chúng ta liền ở lại chờ nhìn xem thất hoàng tử sẽ như thế nào ra chiêu từng lão phu cũng cho là nên như thế mấy vị phụ tá nhau nhau biểu thị muốn ở lại chờ một chờ tam hoàng tử hầm hừ mà nói vậy liền lưu lại, lão tử ngược lại muốn xem xem, lão thất kia cẩu tạp toái đến cùng muốn làm gì, hắn lần này chỉ cần cắn bất tử lão tử, lão tử liền cắn chết hắn, các ngươi cảm thấy, trong thư này nội dung, có dùng hay không chết một phần đưa đi cho ta mấy cái kia huynh đệ, phụ tá nhóm nghĩ nghĩ liền nói, gửi bản sao đi, chỉ là 10 ngày ước hẹn không muốn chết đi lên. Chỉ cần có thể dẫn tới mấy vị hoàng tử hướng bình thành phái người liền tốt, lão phu tin tưởng, Mấy vị khắc điện hạ, càng muốn trông thấy thất hoàng tử làm hư hại việc phải làm, dù sao trong mắt bọn hắn, ba điện hạ lĩnh chuyện này, tương đương với đã bị bài trừ thái tử tư cách, bọn hắn bây giờ lựa chọn tốt nhất là lôi kéo điện hạ, một lên đối phó khắc điện hạ, tam hoàng tử rất tán thành, có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác ưu việt, nhìn xem, phụ hoàng bảo hộ ta biện pháp thật tốt, các ngươi A, à, đều bị phụ hoàng cho đùa nghịch, chỉ có ta là thiên tuyển chi tử ha 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 ha, điện hạ, ngài tại thất hoàng tử trước mặt nhưng tuyệt đối không được lộ mánh khóe, sau đó, quách huyện lệnh sự tình, chúng ta cũng phải thật tốt ra một ra, đúng, chớ nha an rút dây động rừng, để thất hoàng tử cảnh giác, tam hoàng tử gật đầu, ừm, ta ở trước mặt hắn trước kia là thế nào, về sau cũng là thế nào, định tây hầu bên kia nhi cũng phải lặng lẽ nhìn chằm chằm. Nhìn hắn có thể hay không cũng cùng thất hoàng tử lôi kéo làm quen có phụ tá nói định tây hầu là đám dân quê xuất thân không có chỗ dựa lại gặp phải mấy lần vạch tội trong lòng của hắn hẳn là rất là sốt ruột sốt ruột tìm chỗ dựa cho nên mới có thể đối điện hạ lấy lòng định tây hầu nhân vật này điện hạ một nhất định phải tranh thủ đến tay tuyệt không thể để định tây hầu cùng thất hoàng tử giao hảo tam hoàng tử vỗ ngực nói các ngươi yên tâm bản điện hạ một định sẽ không để cho định Tây Hầu rơi vào lão thất cái kia biết độc tử trong tay, nhưng điện hạ cũng phải chú ý phân tất, không thể để cho bất luận kẻ nào biết ngài cùng định Tây Hầu giao hảo, phải biết, từ Tây Bắc hành quân gấp đến Kinh Thành, nhiều nhất ngày năm thời gian, nhanh nhất ngày ba thời gian, lại, định Tây Hầu trên tay có binh quyền, cái này binh quyền thế nhưng là thực quyền, phụ tá nhóm nhắc nhở, nghe được tam hoàng tử lân lân tam hoàng tử ban đêm đi ngủ làm cả ngày mộng đẹp ngày thứ hai tinh thần phấn chấn đi theo tấn vương mang theo mấy xe bút mực giấy nghiêng đi thư viện thương lan tiên sinh mang theo thư viện tiên sinh cùng đám học sinh tại thư viện cổng nghênh đón thất hoàng tử chỉ một mắt liền bị đứng tại thương lan tiên sinh bên người một cái tiểu đồng hấp dẫn có thể nói ánh mắt của hắn bị cái này tiểu đồng vững vàng bắt lấy nhịp tim đều nhanh toàn thân tế bào đều đang kêu gào lấy đạt được hắn sau đó tự giới thiệu khâu, liền nghe được đứa bé này không kiêu ngạo không tự ti chấp tay, định Tây Hầu Phủ Thế Tử tưởng dục, định Tây Hầu Thế Tử A, cái này coi như có chút khó giải quyết, có điều. Hắn chỉ cần có thể cùng định Tây Hầu giao hảo, liền có thể đưa ra để tưởng dục đi theo bên cạnh hắn. Hắn mang tưởng dục trở lại kinh thành đi vào thư phòng làm hoàng tử bồi đọc, tin tưởng vì nhi tử tiền đồ, tưởng thiệu cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là như vậy một đến, liền không thể đối đứa bé này dùng những thủ đoạn kia, cũng không thể đem cái này hài tử xem như những người kia một dạng đối đãi, nhưng hắn có thể đợi, chỉ cần người ở bên cạnh hắn, hắn liền có thể thời gian dần qua đem cái này hài tử điều trị phải chỉ ỷ lại hắn, hắn cũng không phải mỗi người đều phải ngược đãi chết, như như vậy, bên cạnh hắn mấy cái gã sai vặt cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hắn cũng là có thể thương người nhi. Chương 675 trước mặt mọi người phản bác, định Tây Hầu Thế Tử, không hổ là đại anh hùng định Tây Hầu Nhi Tử, tuổi còn nhỏ liền có như vậy phong thái, nghe nói học vấn cũng là rất không tệ, không biết ngươi đã học được địa phương nào, Dục Ca Nhi chắp tay nói, vừa thô sơ giảng lược học lược bốn sách. cúi đầu trồng mắt thời điểm Dục Ca Nhi đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm chán ghét, cái này thất hoàng tử ánh mắt, hắn rất không thích. Giống như là dinh dính nhân nhất rắn độc ý đồ cuốn lấy hắn, năm thúc, Đứa nhỏ này coi như không tệ, tuổi còn nhỏ vậy mà đem bốn sách đều học xong, lão tam giống như thế lớn thời điểm, tài học xong luận ngữ. Thất hoàng tử cười đối Tấn Vương nói: "Tam hoàng tử thật sự là hận không thể một bàn tay chụp chết thất hoàng tử, tên chó chết này khen người liền khen người, không phải tại tất cả mọi người trước mặt dèm pha hắn." "Lão thất a, ta giống tưởng dục cái tuổi này, ngươi mới bao nhiêu lớn?" "Ngươi liền lên thư phòng cũng không vào." liền biết ta tài học xong luận ngữ là ai nói cho ngươi cái nào nô tỳ dám mù nhai hoàng tử cái lưỡi thất hoàng tử cười ha ha ba ca ta chỉ đùa một chút mà thôi ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì thật chẳng lẽ bị đệ đệ đâm chọc chỗ đau tấn vương cũng cười nói lão tam ngươi đừng so đo lão thất cái miệng này ngươi còn không biết chính là bầu một ngày trời không có chính hình tam hoàng tử tức chết lão thất trước mặt nhiều người như vậy nhi chửi bới hắn, mà lại thương lan tiên sinh vẫn là đại nho, phải biết hoàng tử nếu như tại nho gia đầu này không có thanh danh tốt, được tuyển chọn thái tử xác suất rất thấp, là hắn biết, tiền triều liền có hoàng đế lập xuống sủng phi nhi tử làm thái tử, cái này thái tử hành vi rất là không chịu nổi, tiếng xấu lan xa. Sau đó một đám đại nho mang theo một đám người đọc sách đi ngoài hoàng cung tĩnh tọa, hôn quân cũng chỉ có thể đem ái tử phế bỏ trọng đổi tài đức sáng suốt nhi tử làm thái tử, trong giới trí thức thanh danh, kia là tương đương trọng yếu, lão thất, ngươi cũng thế, trò đùa ở nhà tùy tiện mở, ra tới phải quản lý tốt miệng của ngươi, thất hoàng tử vội vàng thái độ rất tốt đáp ứng, vâng, năm thúc giáo huấn đối với, ba ca, thật xin lỗi, về sau ta không đem những này sự tình ra bên ngoài nói, nghe một chút, là không đem những này sự tình ra bên ngoài nói, mà không phải ta nói bậy tám nói. Ngươi đừng để trong lòng, lời này quả thực xảo diệu, nhìn như xin lỗi, kỳ thực chỉ ra Tam hoàng tử không yêu học tập, làm người ngu dốt, gần 10 tuổi mới miễn cưỡng đọc xong luận ngữ, nhưng hắn thái độ thả thấp, lại có Tấn Vương tại ba phải, Tam hoàng tử nếu là đuổi theo không thả, chính là không cho Tấn Vương mặt mũi, cũng là đối huynh đệ không khoan dung. Tốt ký, lão thất cái này thối thịt thịt đồ chơi, thật là tùy thời tùy chỗ đều tại làm người buồn nôn. Thất hoàng tử điện hạ, ngài sai, sai tại không nên tại trước mặt mọi người nói xấu huynh trưởng, sai đang ô miệt huynh trưởng về sau không có chút nào ý xấu hổ, nói xin lỗi cũng không chân thành, lại tại tiếp tục ám chỉ tảm hoàng tử điện hạ bất học vô thuật. Bởi vì ngài dùng từ là những chuyện này, không đem những này sự tình ra bên ngoài nói ý tứ, ta hiểu thành, tam hoàng tử điện hạ còn có rất nhiều bất học vô thuật sự tình, ngươi làm huynh đệ, biết sai, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, về sau không nói người đọc sách đều yêu quý lông vũ huống chi các ngươi là hoàng tử trên người lông vũ càng thêm trân quý nhiễm phải nửa phần chỉ tốt ở bề ngoài chỗ bẩn nó hậu quả đều là nghiêm trọng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt chính là tam hoàng tử điện hạ không thông minh không phải loại ham học tử nghiêm trọng nói điểm cha không dạy con chi tội tam hoàng tử điện hạ học không tốt là bệ hạ cái này làm cha không có cố hết trách nhiệm thất hoàng tử điện hạ ở trước mặt người ngoài bạo huynh trưởng ngắn là bất kính huynh trưởng, thứ dân còn giảng hiếu để, làm sao thất hoàng tử vậy mà không biết hiếu để tí tứ, huống chi hoàng tử chính là thiên tử chi tử, vì vạn đồng hồ nổi tiếng suốt, thất hoàng tử chính là làm như vậy làm gương mẫu, ngược lại là tam hoàng tử điện hạ, đối thất hoàng tử điện hạ có nhiều bao dung, cho dù là bồi lên thanh danh của mình, cũng không cùng điện hạ trước mặt mọi người phân biệt ra cái thắng thua đến. Dục ca nhi không kiêu ngạo không tự ti, thanh âm của hắn một rơi xuống, thất hoàng tử liền đổi sắc mặt, chính là tấn vương nụ cười trên mặt cũng biến thành mất tự nhiên lên. Thương Lan tiên sinh không nghĩ tới dục ca nhi sẽ chính diện cương thất hoàng tử, đồng thời hắn cũng rất vui mừng, quả nhiên là hắn coi trọng hài tử, không sợ quyền quý, chỉ vì chân lý, tưởng dục nói rất có đạo lý, chính là thứ dân, đi ra ngoài bên ngoài huynh đệ ở giữa cũng nhiều hơn chính là giữ gìn cùng bao dung, thất hoàng tử nói chuyện hành động hoàn toàn chính xác không ổn còn không nói ngài là từ đâu biết được tam hoàng tử đọc sách tiến độ, cũng không nói ngài nói thật hay giả, một cái hoàng tử luôn luôn nhìn chầm chầm mặt khác một cái hoàng tử sự tình các loại, đồng thời mấy năm trước sự tình còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, sợ là không ổn, bệ hạ nơi đó, cũng không biết nên làm gì nghĩ, dù sao hoàng gia cùng người bình thường là không một dạng, muốn nói dục ca nhi để thất hoàng tử cảm thấy sinh khí, trong lòng tính toán đem tiểu oa này đem tới tay về sau muốn thế nào thu thập tra tấn mới có thể ra trong lòng ác khí đồng thời còn phải làm cho tiểu oa này có nỗi khổ không nói được kết quả thương lan tiên sinh một lời nói trực tiếp để hắn lưng phát lạnh phải biết đây là liền phụ hoàng đều thường xuyên tán dương đại nho tấn vương nói thương lan tiên sinh nói đúng bản vương cái này hoàng thúc cũng không đủ tư cách a à, quá cưng chiều các ngươi không nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc chỉ muốn huynh đệ ở giữa không có gì lớn không được sự tình đa tại định tây hầu thế tử đề điểm a tử nói ba người đi tất có thầy ta chỗ này hôm nay bản vương xem như tự mình thể nghiệm lần định tây hầu thế tử tuổi còn nhỏ liền tâm tư thông thấu lại đem thánh nhân học vấn học được trong lòng bản vương rất là vui mừng thanh sơn thư viện quả nhiên danh bất hư truyền thương lan tiên sinh vương gia quá khen tưởng dục còn nhỏ tâm tư đơn thuần trong lòng có cái gì ngoài miệng liền nói cái gì, lão phu ngược lại là kỳ vọng hắn tương lai lớn lên cũng có thể bảo trì cái này một phần đơn thuần. Tam hoàng tử nếu là lúc này còn không biết nên làm như thế nào, hắn chính là cái chày gỗ. Hắn vội nói, tiên sinh, ta năm thúc người này cho tới bây giờ đều là nói thật, hắn nhưng không có quá khen, ta nhìn định Tây Hầu Thế Tử hoàn toàn chính xác rất tốt, học vấn tốt, tâm tính thật tốt, tương lai tất nhiên có thể trở thành lương đống chi tài nói xong hắn liền nhìn về phía thất hoàng tử, làm ra một phó lời lẽ khuyên nhủ bộ dáng nói, lão thất A, mặc dù ba ca ta không so đo với ngươi, nhưng là ngươi làm như thế, truyền đến các huynh đệ khác trong lỗ tai bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, lão thất một ngày trời đem lão tam chầm chầm đến chặt chẽ, có thể hay không đem chúng ta cũng chầm chầm đến chặt chẽ, phụ hoàng có thể hay không nghĩ, lão thất chầm chầm các huynh đệ, vậy ta đây cái phụ hoàng hắn có thể hay không, lão thất A ngươi nhỏ, tất cả mọi người bảo vệ ngươi, nhưng ngươi cũng nên lớn lên, hiểu chút nhi đối nhân xử thế nhi phép tắc, tưởng dục liền nói rất đúng, chúng ta là hoàng tử, chúng ta là người trong thiên hạ làm gương mẫu, tất cả làm nhi tử làm huynh đệ đều nhìn chúng ta, chúng ta liền nên mọi chuyện đều chú ý chút, chớ có bốn ý làm bậy, đặc biệt là tại trước mặt mọi người, càng là phải nhớ kỹ mình hoàng tử thân phận, cho dân chúng làm tốt làm gương mẫu. Chớ có cho hoàng gia mất mặt ngươi nói có đúng hay không? Ba ca A, à, là ca ca của ngươi, làm ca ca dạy bảo ngươi vài câu, lập tức ngàn vạn lần đừng có ghi hận A, à. đều là một cái cha hạ con, lại xuẩn cũng tới vài câu nhi âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, giết người không thấy máu đến, ai sợ ai, thất hoàng tử, tốt khí, tức chết, nhưng là hắn nhất định phải cúi đầu, ba ca dạy rất đúng, đệ đệ biết sai, đệ đệ về sau tại bên ngoài không dám tiếp tục lại ăn nói linh tinh đơn giản một câu nói, nói đến nghiến răng nghiến lợi, tam hoàng tử thấy thất hoàng tử kinh ngạc, tâm tình thư sướng phải bay lên, chương 676, Su Nhi muốn gây sự tình, dục ca nhi vốn là cái kim tốn tính tình, hắn cho tới bây giờ đều là bày mưu rồi hành động, tựa như tại văn hội bên trên một dạng, hắn một thực là nhìn người khác biểu diễn, chờ người khác biểu diễn đủ rồi, hắn mới đứng ra từ chứng trong sạch. Từ đầu tới đuôi đều không có mình chủ động cho thấy qua thân phận cái này một lần đối phương vẫn là hoàng tử, theo đạo lý hắn không nên tham dự ở trong đó, nhưng là ngày hôm trước cha dặn dò qua hắn, thất hoàng tử không phải đồ tốt, nếu như hắn ngôn từ không thích đáng, để dục ca nhi không cần chịu đựng, cha còn nói, nếu như thất hoàng tử khi giễm hoàng tử, có thể quan minh chính đại giúp tam hoàng tử nói chuyện, chỉ cần là chính mình nói có thế có đạo lý, có thế đứng vững được bước chân, người khác liền sẽ không suy nghĩ nhiều. Một cái chưa tròn 10 tuổi hài tử, khẳng định là luận sự, Dục Ca Nhi không rõ tưởng Thiệu Dụng ý chỗ, tưởng Thiệu không nói, hắn cũng không hỏi, cứ dựa theo cha ruột dặn dò đi làm chính là, cha cũng sẽ không hại hắn. Huống hồ cái này Thất hoàng tử ánh mắt thực sự là quá buồn nôn, hắn đánh tâm nhãn bên trong chán ghét, chuyện này lấy Thất hoàng tử xin lỗi làm kết thúc, kỳ thật tuyệt không kết thúc, toàn bộ sự kiện bị Quách Bình mật báo đi kinh thành đồng thời mật báo đến Kinh Thành còn có Dương Bình huyện bản án. Quách Bình bên ngoài bên trên là tại Bình Thành cho Hoàng đế quản sản nghiệp, kỳ thật còn thân kim mật thám chức trách, chuyên nghiệp cho Hoàng đế đâm thọc. Thất Hoàng tử không biết, nếu là biết, phải tức học máu. Sau đó thăm hỏi khâu rất là trôi chảy, Tấn Vương cùng Tàm Hoàng tử liên tiếp phát biểu, sau đó đem mang tới lễ vật phân cho tất cả học sinh. Thanh Sơn Thư viện học sinh một người một phần, sát vách học đường học sinh cũng là một người một phần về phần thất hoàng tử, bởi vì bị dục ca nhi điểm phá hắn tiểu tâm tư, làm cho phát biểu cơ hội đều ném trọng gà không xong còn mất nắm gạo a, à, dời lên tảng đá nện mình chân. đang cùng lão tam mấy lần đỏ sức bên trong, đầu hắn một về cảm nhận được lão tam trải nghiệm vô số lần quốc tức, cùng có nỗi khổ không nói được, tức học máu. tam hoàng tử thì tinh thần sảng khoái, nhìn dục ca nhi quả thực không nên quá thuận mắt. Sợ trước mặt mọi người đưa dục ca nhi đồ vật bị người khó mà nói, liền lặng lẽ trốn tránh người, cho dục ca nhi nhét khối ngọc bội, tính chất cực kỳ tốt một khối ngọc bội, phía trên không có hoàng gia đánh dấu, là hắn ở kinh thành đào hàng tốt, Tam hoàng tử nhìn chung quanh, xác định không ai nghe lén ngay lập tức cùng dục ca nhi nói một câu, cái đồ chơi này rất đáng tiền, người nếu là thiếu tiền có thể tùy tiện bán, không phải xuất từ hoàng cung đại nội đồ vật. Dục ca nhi thản nhiên nhận lấy đa tạ tam hoàng tử điện hạ nghĩ nghĩ hắn bổ sung một câu lần sau ngài có thể trực tiếp cho ta tiền tránh khỏi ta còn phải đi bán tam hoàng tử hôn ta chỉ là tùy tiện nói một chút không có thật làm cho ngươi đi bán ngươi nói ngươi một cái định tây hầu thế tử thiếu tiền như vậy sao tam hoàng tử nhớ tới mấy ngày nay nghe được liên quan tới định tây hầu sự tình biết định tây hầu thương lính như con mình thường xuyên tự móc tiền túi cho các binh sĩ phát phúc lợi tăng thêm định tây hầu là đám dân quê xuất thân cũng không có cái gì bắc kinh chỗ dựa trong tay tự nhiên không có khả năng có cái gì sản nghiệp chắc hẳn hầu phủ thiếu tiền khi định tây hầu đưa cho tiền của mình tam hoàng tử lập tức đã cảm thấy trong lòng thiệt thòi hắn lại không thiếu tiền ngoại tổ nhà cho hắn thu xếp không ít sản nghiệp hắn không dám nói là trong hoàng tử giàu có nhất nhưng tuyệt đối là giàu có thôi định tây hầu tâm ý hắn biết chờ hắn thời điểm ra đi Đem ngân phiếu còn cho Định Tây Hầu đi, không phải lại thêm chút đây, hắn người này quan tâm là người khác đối với hắn thực tình, không phải tiền, trên người ta mang tiền không nhiều, ngươi cầm, nếu là không đủ xài, trước khi ta đi cho ngươi thêm đưa chút nhi." Tam hoàng tử đem một đem ngân phiếu nhét dục ca nhi trong tay, nương đã nói với hắn, "Các hoàng tử tiền ngu sao không cầm, cha hắn còn tại giúp bọn hắn nhà trông coi biên cương đâu." đây chính là dùng mệnh đang cho bọn hắn nhà làm việc nhi. Còn có nương nói, ôn dịch thời điểm, nàng cũng là trả giá rất nhiều, nhà bọn hắn A, cầm hoàng gia tiền nhất không thẹn, đa tạ tam hoàng tử điện hạ. Ngài là người tốt, dục ca nhi thu tiền, miệng liền rất ngọt. So thất hoàng tử điện hạ muốn tốt quá nhiều. Càng muốn nhiều lời vài câu đối phương muốn nghe, mà lại hắn một bản nghiêm chỉnh bộ dáng chính khí mười phần, một nhìn chính là nói lời trong lòng, tam hoàng tử A. Liên tâm đều trong bụng nở hoa nhi, tấn vương để tỏ lòng mình đối thư viện coi trọng, cố ý lưu lại cùng đám học sinh một dùng lên cơm, chạy đến tìm dục ca nhi ăn cơm su nhi cùng lâm chu liền biết dục ca nhi đổi thất hoàng tử sự tình, về phần nói theo tới lưu cầm, nói cái gì cùng với nàng cũng không quan hệ, nghe không hiểu, vẫn là cơm khô hư, tấn 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 một bỗng nhiên, nghiêm túc, mười phần xứng đáng đầu bếp trả giá, ca ca không thích hắn, hắn lại là cái âm hiểm, khẳng định sẽ mang thù, cùng nó chờ lấy hắn trả thù, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, để hắn ăn trước điểm đau khổ. Su Nhi sờ sờ giấu ở trong tay áo tiểu xà nói, cốt đáng tiếc a, à, không thể làm ra nhân mạng. Không phải nàng tiểu khả ái liền có thể ra tới mài mài răng, ai, nàng tiểu khả ái thật sự là ủy khuất, rất lâu đều không có mài răng nữa nha. Lâm Chu con mắt một sáng, làm sao để hắn chịu đau khổ, Xu Nhi nghiêng đầu cố gắng nghĩ, đúng vậy a, à, làm sao để hắn chịu đau khổ đâu, hạ độc không thực tế, cái kia cẩu vật bên người đi theo thật nhiều người, lúc ăn cơm có thái giám thử độc, dạng này, dù sao hắn còn không biết chúng ta, chúng ta đi trước quan sát một dưới, Dục Ca Nhi căng dặn, nếu như không có cơ hội, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ nghĩ hắn lại nói, dạng này, các ngươi trốn ở nhà tranh lân cận, ta đi đem hắn dẫn tới bên kia mà đi, ta cảm thấy, hắn hẳn là muốn đánh ta. Su Nhi cho dục ca nhi trên thân vung chút thuốc bột, lại cho dục ca nhi ăn giải dược. Vậy hắn nếu dám đụng đến ngươi, liền đáng đời không may, Lâm Chu có chút lo lắng dục ca nhi an nguy, muốn hay không mang theo cầm nhi tỷ tỷ. nghe được tên của mình, lưu cầm từ thao cơm nhi bên trong ngẩng đầu, một mặt mờ mịt. Su Nhi nói, cầm nhi tỷ tỷ ngươi ăn nhiều lắm, không thể lại ăn, buổi chiều muốn bao nhiêu chạy năm vòng nhi, lưu cầm gật đầu, tốt, vậy ta lại ăn năm vòng nhi, su nhi, cơm nước xong xuôi su nhi đem lưu cầm hống đi, liền mang theo lâm chu đi trước nhà tranh lân cận trốn tránh, dục ca mà đi đằng trước cùng thương lan tiên sinh nói chuyện, lúc này đã có người tới tìm hắn, tưởng dục, ngươi một một lát đi chỗ nào, ta đi nhà tranh bên kia nhi đọc sách một hồi, bên kia nhi không có người, thanh tĩnh, thiếu niên, được, vậy ngươi đi nhìn, hạ học thời điểm ngươi chờ ta một chút, chúng ta luận bàn một hạ thơ văn, dục ca nhi cười gật đầu, hắn lại cảm nhận được kia cổ buồn nôn ánh mắt, không để ý dục ca nhi giả vờ như không nhìn thấy, chờ cùng thương lan tiên sinh một lên đưa tấn vương cùng tàm hoàng tử thất hoàng tử đi nghỉ trưa địa phương, liền một mình một người hướng nhà tranh đi. Tại trong phòng khách đợi thất hoàng tử nghe thủ hạ bẩm báo dục ca nhi hành tung, xác định chung quanh không ai, Hắn liền lộ ra giữ tận cười, phân phó bên người thái giám, bản điện hạ thuốc ngươi nhưng mang theo trong người, thái giám không người cười nói, hồi điện hạ, mang theo đâu. Nói xong, hắn liền giật xuống bên hông một cái túi tiền, đưa cho thất hoàng tử, thất hoàng tử mở ra túi tiền, từ giữa đầu đổ ra trong mắt tinh hồng sắc dược hoàng, đáy mắt âm tàn liền tảng mắt ra, hắn lạnh lùng đối thái giám nói, ngươi đi tìm mấy cái kia sĩ quan để bọn hắn phái mấy cái to con binh sĩ đến thanh sơn thư viện nhà tranh, tưởng dục, rất tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xong, chương 677, sinh khí khí, đến 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 rồi. Lâm Chu khẩn trương lôi kéo Su Nhi tay, xuyên thấu qua lá cây khe hở, nhìn về phía thất hoàng tử, hắn còn mang theo mấy cái thị vệ, dục ca nhi có thể hay không ăn thiệt thòi a? À. Lâm Chu trong lòng bàn tay Nhi đổ mồ hôi, xu nhi cầm khăn cho lâm chu xoa xoa sẽ không chúng ta tại nhà tranh chung quanh động tay động chân ca ca sẽ không lỗ xu nhi hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn xoa tay tay nàng trong tay áo tiểu khả ái không phát huy được tác dụng nhưng còn có khác tiểu khả ái có thế phát huy được tác dụng những cái kia tiểu khả ái là nàng cùng vương bà bà trong núi hao hết vất vả mới tìm được nàng cẩn thận nuôi nở một ổ lại một ổ hiện tại khả năng lấy ra một bộ phận Tiểu khả ái nhóm là một loại gần như trong suốt nhện, bọn chúng đốt người về sau, sẽ để cho người sinh ra ảo giác, độc tính không mạnh, thế nhưng là nội dung có thể rất phong phú. Dục ca nhi trên thân mang theo tránh rắn rất túi thơm, tiểu khả ái nhóm sẽ không đi tìm dục ca, thật là đúng dịp, bản điện hạ tùy tiện ra tới tản bộ một dưới, không nghĩ tới định Tây Hầu Thế Tử cũng ở nơi đây. Thất hoàng tử phách lối phải mang theo người tiếng nhà tranh, cũng đem nhà tranh bao vây lại. Dục Ca Nhi cảnh giác nhìn xem thất hoàng tử. Thất hoàng tử đưa trong tay quạt xếp mở ra, cười nhạo nói: hiện tại biết sợ rồi. Hắn tùy ý phiến hai lần gió, lại sẽ quạt xếp một thu, dùng cây quạt một đầu bốc lên Dục Ca Nhi cái cầm, có chút đi lên một nhất, sớm làm gì đi. Ngươi một tấm miệng nhỏ không phải rất có thể nói a? À, hiện tại làm sao câm biết rồi? Dục Ca Nhi hô hấp dùng dập, thần sắc trở nên bối rối, nhưng lại cuột cường kiên trì, miệng nhỏ nhấp thành một đường nét mặt mũi tràn đầy đề phòng, nói, có phải hay không là ngươi cha đã cùng lão tam, chính là ta tốt ba ca thông đồng đến một dậy rồi. Dục ca nhi đưa tay đem thất hoàng tử cây quạt lay mở, tấm lấy gương mặt nói, không biết thất hoàng tử điện hạ đang nói cái gì, tiểu tử nghe không hiểu. Thất hoàng tử bọn thị vệ kiểm tra bốn tuần, không có phát hiện có gì có thể nghi đồ vật, liền đối thất hoàng tử lắc đầu, bọn hắn không có phát hiện. Có chút tiểu khả ái đã từ nóc nhà huyền ti rất xuống chuẩn xác rơi vào cổ của bọn hắn bên trong tiểu khả ái đang cắn người thời điểm cùng lúc bài tiết thuốc mê để người liền con mũi đốt cảm giác cũng sẽ không có nhận con nhóm ăn no no bụng nhan sắc liền biến thành màu đỏ sậm nhưng bởi vì thân thể của bọn chúng rất nhỏ cho nên cũng rất khó phát hiện ăn no no bụng nhận con nhóm liền trượt bọn thị vệ bao quát thất hoàng tử đều không phát giác gì mà lúc này đây có người mang theo mấy cái to con các binh sĩ đến thất hoàng tử chào hỏi bọn họ chạy tới, sau đó một đêm bắt lấy dục ca, đem một hạt màu đỏ dược hoàng đúc cho dục ca nhi ăn. Viên phú đám người đi tới thất hoàng tử trước mặt, quỳ xuống cho thất hoàng tử dập đầu, hạ quan, tiểu nhân, bái kiến thất hoàng tử điện hạ. Bọn hắn muốn cáo tưởng thiệu hắc trạng, đã sớm cùng thất hoàng tử quy hàng. Lúc này thất hoàng tử tìm bọn hắn đến, bọn hắn kích động quá sức, định tây hầu thế tử cũng ở nơi đây, gặp qua định tây hầu thế tử. Viên phú bọn người đầu tiên là kinh ngạc dưới, chẳng qua rất nhanh liền thoải mái, thất hoàng tử đi theo tấn vương đến thanh sơn thư viện, định tây hầu thế tử khẳng định là muốn làm mồi. Chỉ là không biết định tây hầu thế tử cũng ở nơi đây, thất hoàng tử đem bọn hắn tìm đến có chuyện gì, thất hoàng tử một cái ánh mắt, thị vệ của hắn nhóm tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, dùng khăn che những người này miệng mũi, rất nhanh, những người này ánh mắt liền bắt đầu trở nên có chút tan rã lên. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu cởi ít áo, đồng thời bắt đầu đối thất hoàng tử bọn thị vệ động thủ động cước, dục ca nhi đen mặt, su nhi cùng lâm chu mở to hai mắt nhìn nhìn, thật ly kỳ, thủy tinh nhận độc tố cũng nhanh có hiệu quả, tốt chờ mong hiệu quả a. À, bọn hắn dùng thuốc mê là cái gì thuốc mê? Thật kỳ quái. Vương bà còn không có giáo su nhi lĩnh vực này tri thức, cho nên su nhi hoàn toàn không có được chứng kiến. Trong nhà lá, dục ca nhi đen mặt, thất hoàng tử cho hắn mớm thuốc, hắn cũng không có nuốt vào, mà là ngậm tại đầu lưỡi dưới, chờ thất hoàng tử cho là hắn nuốt, hắn giả vờ như đưa tay lau miệng, đem dược hoàng cho phun ra. Hiện tại những thị vệ kia có chút rơi vào mơ hồ, đều tại lắc đầu, nhưng bọn hắn vẫn không quên đem trúng chiêu binh sĩ cùng viên phú bao hưng bọn người đẩy hướng dục ca, tám cái tráng hắn lập tức đem dục ca nhi vây vào giữa. Nhưng Dục Ca Nhi một đêm bắt lấy đồng dạng rơi vào mơ hồ gật gù đắc ý Thất hoàng tử, đem hắn kéo tiến vòng vây, đồng thời ở trên người hắn điểm chỗ huyệt vị, Thất hoàng tử liền đem miệng há mở, Dục Ca Nhi đem viên kia thuốc ném vào hắn miệng bên trong, nhìn chằm chằm Thất hoàng tử thật đem thuốc nuốt vào, lấy Dục Ca Nhi thân thủ, từ trong đám người chạy ra ngoài rất là dễ dàng, hắn chạy ra ngoài về sau, những thị vệ kia vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng bởi vì lúc này trong mắt của bọn hắn đều đã xuất hiện ảo giác đi các ngươi không cho phép nhìn dục ca nhi nhanh chóng chạy đến xu nhi cùng lâm chu ẩn thân địa điểm cưỡng ép đưa các nàng mang đi xu nhi lay dục ca nhi tay ca ca ta muốn nhìn ngươi vì sao không để ta nhìn ca ca thật hẹp hòi lâm chu cũng mắc ba ba nhìn hướng dục ca nàng cũng muốn nhìn a à. dục ca nhi lần này không có mềm lòng trực tiếp đưa các nàng mang đến thương lan tiên sinh viện tử viện nhi cửa một quan, su nhi đều chu môi, miệng nhỏ nhô lên lão cao, có thế treo dầu ấm. Thương Lan tiên sinh ngồi tại dưới hiên trên ghế nằm, dùng cây quạt che kín mặt, trên thân dựng lấy một đầu chăn mỏng, ngủ gật đâu, đây là làm sao rồi? Lão tiên sinh giấc ngủ cạn, nghe được động tỉnh liền tỉnh, hắn dùng cây quạt che mặt ngáp một cái, lại dụi dụi con mắt tỉnh thần, lúc này mới đứng dậy đi bọn nhỏ bên người, thấy dục ca nhi sắc mặt kém, Xu Nhi lại quyết miệng sinh khí, liền hỏi, huynh đệ tỉ muội ở giữa va chạm là chuyện thường, răng sẽ còn cắn đầu lưỡi đâu. Các ngươi a, à, cũng đừng cáo kỉnh ngờ, dục ca nhi đối lâm chu nói, tiểu chu tỷ tỷ, ngươi mang Xu Nhi tới ngươi gian phòng sao chép mấy bản chữ, để nàng lặng lặng tâm, ta cùng tiên sinh có chuyện cần, các ngươi không thể nghe, Xu Nhi hung tợn trừng mắt dục ca nhi, không nghe liền không nghe, ta mới không có thèm đâu nói xong nàng dắt lấy Lâm Chu liền đi, Thương Lan tiên sinh ý thức được sự tình không đúng, chờ Lâm Chu cùng Xu Nhi một đi, hắn liền phải đi kéo Dục Ca, nhưng mà bị Dục Ca Nhi né tránh, Dục Ca mới nói, ngài đừng kéo ta, trên người ta quần áo có độc, Thương Lan tiên sinh một kinh, cúng quyết hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao, Dục Ca mới nói, thất hoàng tử đối ta ghi hận trong lòng, mang theo thị vệ đi nhà tranh chắn ta, ép buộc ta ăn pháo hoa liễu hạng bẩn thuốc lại tìm tám cái trong quân tráng hán, ý đồ dày xéo ta. May mắn Su Nhi hướng trên người ta vung thuốc mê, bọn hắn tại bắt ta thời điểm, nhiễm thuốc mê, ta liền thừa dịp bọn hắn thần chí không rõ lúc trốn thoát. Hiện tại, những người kia ngay tại nhà tranh. Làm khó coi sự tình, ta đem Su Nhi cùng tiểu chu tỷ tỷ cưỡng ép mang rời khỏi, Su Nhi không biết bọn hắn sẽ làm cái gì, cho nên rất tức giận, khí ta không để nàng xem náo nhiệt, thương lan tiên sinh tốt một cái thất hoàng tử, cũng dám đối đãi như vậy dục ca nhi. Ngươi đi đổi một thân nhi một dạng quần áo, ở chỗ này chờ lão phu. Thương Lan tiên sinh nói xong, đằng đằng sát khí rời đi tiểu viện, chương 678, khó coi, người tới, đi tìm một số người đem nhà tranh bố trí ra tới, một một lát tại nhà tranh làm một trận văn hội, lão phu có một thi tập muốn xuất ra đến cùng mọi người chia sẻ, lại đi mời mấy vị tiên sinh cũng đem bình thường làm ra lấy ra, gọi tấn vương cùng hai vị hoàng tử giám thưởng một dưới. Sơn trưởng, buổi sáng liền mộ danh mà đến quan thân nhóm cũng còn không đi, tại cách đó không xa quán cơm nhỏ nhi bên trong chờ lấy đâu. Tôi tớ nói, thương lan tiên sinh cười khẽ một âm thanh, vậy liền đi tìm bọn họ, nói chúng ta thanh sơn thư viện lập tức có một trận bán hàng từ thiện, mời bọn họ tới tham gia. Vương gia cùng hai vị hoàng tử nơi đó cũng phải đem mời đưa đến tôi tớ đáp ứng, thương lan tiên sinh liền phân phó thư đồng đi đem hắn gần đây làm thư họa và tập thơ lấy ra, các cái khác mấy vị tiên sinh cũng cầm đồ vật ra tới, liền cùng bọn hắn một lên hướng tấn vương bọn người chỗ ở đi, chúng ta chờ lấy tấn vương điện hạ một lên, miễn cho gọi hạ nhân dẫn đường, các tiên sinh nhao nhao xưng là. Canh giữ ở bên ngoài quán cơm nhỏ nhi quan thân nhóm thấy thanh sơn thư viện người tới mời bọn họ đi tham gia bán hàng từ thiện, một từng cái đều cao hứng cực bọn hắn tại chỗ này đợi lấy là vì cái gì còn không phải là vì có thế tại tấn vương cùng hai vị hoàng tử trước mặt xoát xoát mặt a à. mọi người rất cảm kích thương lan tiên sinh cử động lần này bán hàng từ thiện nha khẳng định phải nhiều người mới được không phải sao có thể gọi bán hàng từ thiện đâu bọn hắn vội vàng đi theo người đi thanh sơn thư viện trong thư viện thương lan tiên sinh đợi đến tấn vương cùng tàm hoàng tử hành lễ về sau thương lan tiên sinh hỏi làm sao không gặp thất hoàng tử điện hạ tấn vương đã phái người đi thất hoàng tử viện nhi bên trong hỏi qua hắn nói lão thất buổi trưa ngủ không được đi đi dạo thư viện thương lan tiên sinh gật đầu hắn đối tấn vương nói buổi chiều lão phu chuẩn bị bán hàng từ thiện một chút thư họa đem một đã sớm chờ ở thanh sơn thư viện bên ngoài thân hào nông thôn nhóm đều mời tới bọn hắn cũng là nghĩ đến bái kiến một hạ vương gia cùng hai vị hoàng tử lão phu cả gan mượn vương gia cùng hai vị hoàng tử tên tuổi vì thư viện mưu chút lợi ích chẳng qua nếu là vương gia không muốn lão phu liền sai người đem bọn hắn ngăn ở ngoại viện bán hàng từ thiện bên ngoài viện cử hành chính là vương gia cùng hai vị hoàng tử không cần lộ diện tấn vương làm sao có thể không đáp ứng hắn mặc dù nghi hoặc theo đạo lý thương lan tiên sinh loại này đại nho sẽ không làm như vậy thất lễ sự tình thanh sơn thư viện chí ít có hơn phân nửa nhi học sinh đều là miễn buộc tu chỉ dựa vào lấy số ít học sinh buộc tu cùng các phương quyên tặng đang chống đỡ, mượn mặt mũi của hắn đến làm bán hàng từ thiện làm tiền. Cũng là tình có thể hiểu sự tình, lại nói, thương lan tiên sinh tại sĩ lâm thanh danh 10 phần vang dội, tấn vương cũng nguyện ý bán cái tốt cho hắn, không sao, tiên sinh không chắc chắn bọn hắn ngăn ở bên ngoài, bán hàng từ thiện nhiều người mới có ý tứ. Đến lúc đó bản vương cũng có thể bêu xấu lưu lại một bức chữ nếu có thể bán được mấy đồng tiền đều để lại cho thanh sơn thư viện chi tiêu đa tạ tấn vương điện hạ điện hạ mời thương lan tiên sinh mang theo thư viện các tiên sinh cùng tấn vương nói lời cảm tạ sau đó dẫn tấn vương đi lên phía trước liền gặp được những cái kia thân hào nông thôn bái kiến về sau mọi người mênh mông cùng cuộn hướng nhà tranh đi đến kết quả còn chưa tới nhà tranh thư viện tôi tớ liền cùng ban ngày thấy ma kinh hoảng chạy tới tiên sinh không tốt ra đại sự, thương lan tiên sinh nghiêm nghị quát lớn, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, có chuyện gì không thể thật tốt nói, từ từ nói, chẳng lẽ ngươi gấp liền có thể giải quyết vấn đề sao, tôi tớ thở mạnh, hắn tà lâm mà nói, là, 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 thất hoàng tử, thất hoàng tử điện hạ ra, xảy ra chuyện, một nghe thất hoàng tử xảy ra chuyện, tấn vương sắc mặt một biến, tam hoàng tử cố gắng nén cười, nhưng đáy mắt hưng phấn hay là không che giấu được tấn vương âm thanh lạnh lùng nói dẫn đường tôi tớ chỉ ngây ngốc đáp ứng ác 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 quay đầu liền hướng nhà tranh phương hướng chạy sau đó theo tới đám người đầu tiên là nghe thấy một chút khó nghe thanh âm tiếp xuống nhìn thấy quả thực chấn vỡ bọn hắn ba xem chỉ thấy nhà tranh bên ngoài trông coi một bầy thị vệ mà trong nhà lá tám cái trần trùng trục tráng hán cùng một cái trẻ tuổi bạch trảm kê chơi phải thập phần vui vẻ tràn diện kia quả thực, đem người trồng mắt đều chấn vỡ trên mặt đất, cái cầm vỏ bọc toàn rơi, hoàn toàn theo không lên, hình tượng cây con mắt liền không nói, còn tương đương thối, cẩn thận một nhìn, bạch trảm kê trên thân thật nhiều thịt thịt, đồng thời còn theo bọn hắn vui đùa, thịt thịt tại chảy ra ngoài, dục ca nhi trên người độc, nhưng thật ra là thuốc sổ, su nhi muốn để hắn tại trước mặt mọi người xấu mặt, dù sao cũng không thể lấy mạng của hắn, sợ chơi thoát cha mẹ che không được đấy. Nói cách khác, thất hoàng tử nếu là không nghĩ để mấy người đại hán đến hại dục ca, như vậy hắn nhiều nhất là biểu diễn một cái trước mặt mọi người tào tháo rượt, sẽ không như bây giờ như vậy, như vậy khó coi. Tấn vương chấn kinh, tam hoàng tử cũng chấn kinh, cờ mờ nờ, lão thất gia trâu A, tại thư viện liền chơi phải như thế mở, đồng thời, lão thất vậy mà lại thích bị người cưỡi, vẫn là bị nhiều như vậy người cưỡi, mà lại còn để người trông coi nhìn những thị vệ kia một từng cái mặt dù không lớn tinh thần thế nhưng là đều đứng nghiêm cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến thất hoàng tử là bị tính kế chính là tính toán sự tình có bản lĩnh để thất hoàng tử thị vệ đối cảnh tượng như thế này làm như không thấy thủy tinh nhện liền có bản sự này a à. thủy tinh nhện độc tố để người sinh ra ảo giác là căn cứ trong lòng bọn họ nghĩ sự tình đến ví dụ như bọn hắn biết thất hoàng tử cùng những cái này quân hán yếu điểm dục ca, như vậy bọn hắn nhìn thấy ảo giác dĩ nhiên chính là dục ca nhi tại bị giày xéo, mà không phải thất hoàng tử bị giày xéo, người tới. Lập tức đem bọn hắn cầm xuống. Tấn vương tức giận đến đỉnh đầu đều nhanh ép không được, theo tới thân hào nông thôn nhóm quả thực hối hận cực, thật mẹ nó chút xui xẻo, bọn hắn là nghĩ đến nịnh bợ quyền quý, còn không có bợ đỡ được, liền thấy quyền quý Việt ngầm, thật là sợ, thật là sợ bị diệt khẩu A, tấn vương người vọt tới, tam hoàng tử để cho mình người cũng đi hỗ trợ, thương lan tiên sinh thừa cơ hướng tấn vương nổi lên, tấn vương điện hạ, chuyện hôm nay mong rằng tấn vương điện hạ cho thanh sơn thư viện một cái bàn giao, không phải lão phu mặc dù không có chức quan, nhưng cũng là có biện pháp đi hỏi một chút hoàng đế bệ hạ, tấn vương trong lòng đang mắng mẹ, hắn còn không có chất vấn thanh sơn thư viện đâu chúng ta thư viện mở trường mấy năm tập tục thanh chính chưa hề xuất hiện qua như thế ô uế sự tình thất hoàng tử điện tại thanh sơn thư viện đi ngân sự tình làm bẩn truyền bá thánh nhân học vấn điện đường hắn chính là hoàng tử thanh sơn thư viện cũng không thể nhịn thiên hạ người đọc sách cũng không thể nhịn lão tiên sinh ngôn từ kích động cả người đều đang run rẩy chính là đánh bạc đầu này mạng già đến lão phu cũng phải cái thuyết pháp tam hoàng tử vụng trộn nắm tay nói đến xinh đẹp lão tiên sinh ngài không nên tức giận ngàn vạn lần đừng có tức điên thân thể ngài tức điên thanh sơn thư viện nhưng làm sao bây giờ ngài yên tâm năm hoàng thuốc trong mắt từ trước đến nay dung không được hạt cát một chắc chắn cho ngài một cái giải thích hồi điện hạ thất hoàng tử cùng mấy cái kia quân hán tình huống không đúng bọn hắn giống như là thuốc đông y tấn vương lỏng khẩu khí nếu là thuốc đông y liền có thể hướng có người hãm hại lão thất cấp trên làm văn chương liền xem như tìm không ra kẻ cầm đầu, đến lúc đó tùy tiện tìm người đến cổng quan ức là được. Người tới, mời Thái Y, Thương Lan Tiên Sinh đồng thời nói, đi mời định Tây Hầu cùng Tôn Đại Phu, quân y viện Đại Phu cũng mời mấy cái đến, chương 679, có mùi vị, Tấn Vương hít sâu một khẩu khí, hắn có chút ức chế không nổi lửa giận của mình, châm chọc nói, Thương Lan Tiên Sinh là không tin Thái Y. Thương Lan Tiên Sinh trực tiếp cứng rắn, vương gia, việc này lớn tự nhiên là nhiều mấy cái đại phu nhìn xem muốn ổn thỏa một chút, việc quan hệ hoàng tử cùng thanh sơn thư viện thanh danh, áp lực không thể chỉ cho đến một cái thái y, không đại sư đều muốn bảo hộ hài tử, trước mặt chính là hoàng đế, hắn cũng dám cứng rắn, lớn không được đụng trụ liều chết can gián, chạy tới thái y, cảm tạ. Thật cảm tạ, nếu như chỉ có hắn một người, hắn thật không biết nên như thế nào cho phải, các hoàng tử đều không hợp, vạn nhất chuyện này liên lụy đến tranh vị vậy hắn nói thế nào đều là đắc tội với người nhưng có định tây hầu phu nhân có quân y quán đại phu hắn cũng chỉ cần tình hình thực tế nói là được bởi vì người khác cũng không phải bài trí a thái y nhìn về phía tấn vương tấn vương để hắn đi kiểm tra thất hoàng tử tình huống vốn định căn dặn một thứ gì nhưng là chung quanh có quá nhiều người thương lan tiên sinh bọn người tại tấn vương chỉ có thể đối thái y nói tình hình thực tế nói Thái y đi 11 bắt mạch kiểm tra về sau vừa đi vừa về bẩm, hồi vương gia, binh sĩ cùng thất hoàng tử điện hạ đều trúng thuốc, bọn hắn như vậy, là dược tính cho phép, tấn vương giận dữ, đối thương thương lan tiên sinh nổi lên, cốt một cái thanh sơn thư viện, lại có người dám can đảm cho hoàng tử hạ dược, thương lan tiên sinh, chuyện này ngươi muốn cho bản vương một cái bàn giao, thương lan tiên sinh một một chút không chày, có thế sợ hắn coi như không được đại nho huống hồ một cái có quan nghi không làm ngược lại là chạy tới thâm sơn cùng cốc dạy học người, trong lòng là có lý tưởng có truy cầu có tình hoài, nếu có thể khéo đưa đẩy xử thế, có lẽ hắn liền sẽ không đi giáo dục con đường này, hừ. Vương gia uy phong thật to, ngài đây là muốn cầm thân phận địa vị tới dọa người A, thanh sơn thư viện là dạy học trồng người địa phương, không có hộ vệ. Liền tôi tớ đều chỉ là chư vị tiên sinh tùy thân có một lượng cái, nơi nào có người tùy thời nhìn chằm chằm sự tình khác, chính là nhìn xem, nhà tranh chung quanh đều là thất hoàng tử thị vệ, bọn hắn tranh giữ ở chung quanh, chủ tử của bọn hắn là tự nguyện vẫn là bị hại, chẳng lẽ bọn hắn không biết, vương gia chẳng lẽ quên, mấy trăm năm trước, thị tộc quyền quý trầm mê ở năm thạch tán, vật kia ăn cũng là hành vi điên cuồng. Lại đối thân thể có hại, nhưng tại năm thạch tán bị cấm trước đó, ăn cái này đồ vật người, có ai là bị buộc các tiên sinh cũng sinh khí rối trích hùa theo thương lan tiên sinh khác đều không kéo liền hỏi thất hoàng tử bọn thị vệ tại sao lại canh giữ ở bên ngoài cũng không ngăn cản chủ tử hành vi đã bị khống chế lại bọn thị vệ đều thanh tĩnh lại bọn hắn khóc không ra nước mắt bọn hắn chỗ nào biết sự tình lại biến thành dạng này bọn hắn coi là bị tao đạp chính là định tây hầu thế tử a định tây hầu thế tử làm sao biến thành thất hoàng tử ai đến nói cho bọn hắn Tôn Vân mang theo quân y nhóm đến, nàng đã biết sự tình chân tướng, sắc mặt âm trầm đến kịch liệt, nàng chân trước đến, tưởng thiệu chân sau liền đến, tưởng thiệu cùng tấn vương chắp tay, vương gia, mặt tướng đã đem thanh sơn thư viện bao vây, toàn bộ sự kiện không có giải quyết xong trước đó, ai cũng không thể đi ra ngoài. Tấn vương sắc mặt tương đương không tốt gật đầu, Tôn Vân nói, vẫn là trước đem bọn hắn làm tỉnh táo, vương gia hỏi lại nguyên do đi, thái y, ngươi mang theo bọn hắn đi đem bọn hắn làm tỉnh lại. Tấn Vương phân phó Thái Y, Thái Y cùng Tôn Vân chấp tay, Tôn Đại Phu mời, Tôn Vân cũng đưa tay nói, Ngài mời, mấy người đều mang mình dược đồng đi vào nhà tranh, lấy ra ngân châm đi đem người đâm tỉnh lại, thất hoàng tử tỉnh táo lại về sau, đầu tiên là che mông, thực sự là quá đau, sau đó chính là nôn mửa, quá thúi, chờ hắn nhả đủ rồi, Tấn Vương liền hỏi thất hoàng tử, lão thất, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Thất hoàng tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là hắn cho ăn tưởng dục uống thuốc, làm sao cuối cùng thụ thương biến thành chính hắn. Năm thúc, năm thúc ngươi phải vì chất nhi làm chủ A. Thất hoàng tử bổ nhào qua ông tấn vương đùi, trên tay hắn có thịt thịt, tại tấn vương trên thân dáng mấy cái màu vàng dấu, tấn vương tại chỗ buồn nôn. Thế nhưng là hắn muốn duy trì bảo vệ chất nhi hình tượng, mạnh mẽ nhịn xuống, không có đem thất hoàng tử ném ra. Năm thúc, ta là nhìn định Tây Hầu Thế Tử ở đây, liền dẫn người đến chào hỏi, sau đó thì cái gì cũng không biết. Đám người nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Định Tây Hầu Thế Tử, định Tây Hầu Thế Tử hại thất hoàng tử, tam hoàng tử đầu một cái nhảy ra, lão thất. Ngươi cũng đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi nhiều như vậy thì vệ trông coi, định Tây Hầu Thế Tử mới bao nhiêu lớn hắn vậy mà có thể tránh thoát thị vệ của ngươi cho ngươi hạ dược. Ngươi đừng nói mò, hướng một cái tiểu ba nhi trên thân dội nước bẩn, ngươi không muốn mặc. Thương Lan tiên sinh cũng nổi giận nói, thất hoàng tử còn mời nói cẩn thận, dục ca nhi chưa tròn 10 tuổi, ngươi đem một đứa bé nói đến quá ác độc, tưởng thiệu hừ lạnh, chân tướng như thế nào, thẩm vấn một hạ liền biết. Tôn Vân từ mấy cái thị vệ bên người đi qua, nàng lạnh lùng thốt, cụ thể như thế nào, cũng không phải thất hoàng tử điện hạ nói cái gì là cái gì, còn phải hỏi bọn hắn. Chuyện này sơ hở lớn nhất, chính là thất hoàng tử điện hạ mấy cái thị vệ, các ngươi tại trong nhà tranh làm bậy làm bạ náo, bọn hắn không ngăn cản, ngược lại còn giúp ngươi trong chừng. Nhà chúng ta dục ca, cũng không có bản lãnh lớn như vậy, có thế mua được ngươi tất cả thị vệ. Thất hoàng tử lúc này thể xác tinh thần bị trọng thương, trí thông minh là có chút không online, bởi vì phẫn nộ, kinh hoảng các cảm xúc xen lẫn tại một lên, sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn lực cùng tư duy năng lực. Tôn Vân như thế một nói, hắn mới chú ý tới lại còn có như thế lớn một cái sơ hở, thế là bận biệu giải thích, ta chỉ nói là đến tìm định Tây Hầu Thế Tử, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, định Tây Hầu Phu Nhân nói như vậy coi như có chút phản ứng quá độ, chẳng lẽ con của ngươi thật thu mua qua bọn hắn, hoặc là thu mua bọn hắn người là ngươi, tam hoàng tử, lão thất ngươi yếu điểm nhi mặt đi, mới liên quan vu cáo tiểu thế tử, hiện tại lại bắt đầu liên quan vu cáo định Tây Hầu Phu Nhân. Định Tây Hầu Phu Nhân là ngươi có thể liên quan vu cáo sao, bình thành ôn dịch, Phu Nhân không để ý mình an nguy, mang theo người qua lại bệnh nhân ở giữa, cứu bao nhiêu người, bình thành bách tính, cũng là đại chu con dân, ngươi là hoàng gia tử đệ, như thế liên quan vu cáo, lương tâm của ngươi đâu. Cơ hội này hắn không lợi dụng tốt, hắn chính là chày gỗ. Tam hoàng tử giờ phút này nội tâm chi hỏa nóng nha, hắn hận không thể nhảy thượng thiên, cùng người trong cả thiên hạ tuyên dương thất hoàng tử chuyện xấu. Tam hoàng tử tiếng nói một rơi, đi theo tưởng thiệu đến đám binh sĩ cùng nhau quát, ba hoàng điện hạ nói đúng, thất hoàng tử tức giận đến muốn chết, dùng ngâm độc ánh mắt đi xem tam hoàng tử cùng tưởng thiệu. Tưởng thiệu lạnh lùng quét mắt thất hoàng tử, đối tấn vương chắp tay, tấn vương điện hạ, chuyện này mạc tướng chính là liều đến tước vị không muốn liều đến một thân róc thịt cũng phải mời bệ hạ cho mạc tướng một cái thuyết pháp giờ phút này tưởng thiệu sát khí trên người tăng vọt hướng phía thất hoàng tử hung mảnh càng quét mà đi liền tấn vương cũng bị hắn dọa nhảy xa cái này tưởng thiệu xem ra vợ con là nghịch lân của hắn tấn vương điện hạ còn mời ngài thẩm vấn thẩm vấn thất hoàng tử những thị vệ này công vân vây quanh bọn thị vệ đi vòng ngay tại tưởng thiệu đứng phía sau định tấn vương đâm lao phải theo lao dưới mắt loại tình huống này không thẩm liền hạ không đến đài hy vọng mấy người này là thông minh biết cái gì nên nói cái gì không nên nói mấy người các ngươi từ thực đưa tới nếu dám có nửa điểm nói ngoa bản vương tất nghiêm trị không tha lời xã giao nói xong tấn vương liền cho mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó nói đem các ngươi biết đến một cách nói hết ra đi Bọn thị vệ bảy miệng tám lưỡi bắt đầu nói, Thất hoàng tử điện hạ mang theo bọn thuộc hạ đến nhà tranh tìm Định Tây hầu thế tử. Thất hoàng tử nghe đến đó liền kêu lớn, các ngươi nghe thấy rồi. Ta chính là đến tìm Định Tây hầu thế tử, ta vì sao trở thành dạng này, cùng Định Tây hầu thế tử khẳng định thoát không khỏi liên quan. Chương 680, Định Tây hầu mưu phản, nhưng mà, bọn thị vệ lời kế tiếp để Thất hoàng tử hận không thể giết bọn hắn thất hoàng tử lệnh chúng ta trông coi nhà tranh, lại lệnh chúng ta đi tìm hai ngày trước đến leo lên qua bốn cái cấp thấp sĩ quan, sau đó thất hoàng tử điện hạ tự mình cho ăn định tây hầu thế tử ăn tiêu hồn hoàng, chờ các binh sĩ sau khi đến. Chúng ta cứ dựa theo thất hoàng tử điện hạ trước đó giao phó xong, dùng ngâm tiêu giao hoàng nước khăn che mũi miệng của bọn họ, thẳng đến bọn hắn phát, tình, chúng ta canh giữ ở nhà tranh bên ngoài, coi là bị các binh sĩ giày xéo chính là định tây hầu thế tử thất hoàng tử quả thực không thể tin vào tai của mình, đám ngu xuẩn này đang nói cái gì, các ngươi nói bậy. Các ngươi đều bị định Tây Hầu thu mua. Thất hoàng tử chỗ nào có thể nhận cái này tội, vội vàng ồn ào, ngậm miệng. Tấn vương hít sâu một khẩu khí, thật là. Lão thất sao có thể xuẩn thành dạng này, dưới tay hắn người cũng thế, một một chút cũng không biết biến báo, không biết thay chủ tử che lấp, tam hoàng tử cũng kinh ngạc đến ngay người, lão thất hắn làm sao dám đây là bình thành là định tây hầu địa bàn a đối thủ quá ngu ngốc đến mức tam hoàng tử không dám tin tình trạng đưa lên trước mắt cơ hội tam hoàng tử làm sao có thể bỏ lỡ hắn đi lên liền hung hăng phiến thất hoàng tử một bàn tay lão thất ngươi quả thực quá mức định tây hầu thế tử chẳng qua là phản bác ngươi vài câu ngươi liền như vậy ác độc đối với hắn ngươi thực sự là ngươi thực sự là ngươi chờ ta một định đem việc này 151 thập địa bẩm báo cho phụ hoàng, loại người như ngươi, mất hết mặt của hoàng gia, lạnh tận công thần tâm, trong tay của ta không có thượng phương bảo kiếm, nếu là có, tất nhiên hiện tại liền giết ngươi tạ tội, thảo, thật bẩn, tam hoàng tử một bên cạnh mắng một bên cạnh dùng khăn sát tay, cảm giác trên tay đều là thịt thịt, chẳng qua vì đem lão thất triệt để đạp xuống đi, hắn cũng không thèm đếm xỉa, hắn mắng xong, tưởng thiệu liền trực tiếp hạ lệnh đi đem thất hoàng tử bên người thiếp thân người hầu hạ buộc đến tấn vương thấy tưởng thiệu vượt qua hắn hạ lệnh trong lòng không thoải mái nhưng trước mắt cục diện hắn cũng không tốt ngăn cản đóng lấy tưởng thiệu sai người lục soát hiện trường đem bọn thị vệ nói khăn tìm được đồng thời còn từ thất hoàng tử ném ở trong bụi cỏ trên đai lưng tìm được một cái túi tiền trong ví chứa một cái bình thuốc nhỏ thái y đem bình thuốc mở ra từ giữa đổ ra một chút màu đỏ dược hoàng tới, Thái Y lấy ra một hạt ngửi ngửi, lại sẽ một hạt dược hoàng nghiền nát, mời Tôn Vân mấy người cũng lần lượt từng cái tiến lên phân biệt dược tính, là thuốc, tình, dược vật. Mấy vị đại phu phân biệt một lát nhân tiện nói, Tôn Vân, dược hiệu cực mạnh, phục dụng thuốc này người nếu không phát tiết ra ngoài, chính là tử lộ một đầu, không biết ta nói có đúng không, nàng lúc nói lời này nhàn nhạt. Nhưng là đáy lòng sát khí đã bay thẳng tráng, cái này thuốc, cậu tạp chủng là muốn dùng lại dục ca nhi trên người. Nghe tưởng thiệu nói lên kiếp trước dục ca nhi tử trạng nàng khó chịu, nhưng kia là tưởng thiệu trí nhớ của kiếp trước, nàng mặc dù khó chịu, muốn giết thất hoàng tử, nhưng cũng không có dưới mắt như thế bức thiết, bởi vì, dưới mắt là nàng tự mình trải qua, thất hoàng tử dùng loại này bẩn thuốc, tai họa con của nàng. Thái y nhìn mắt tấn vương, chắp tay nói, tấn vương điện hạ, thuốc này chính là tiêu giao hoàng, là trong cung mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ dược vật tưởng thiệu người đem túi tiền khăn đưa đến tấn vương trước mặt tưởng thiệu hỏi hắn tấn vương điện hạ những vật này có thể đều là bên trong tạo chi vật tấn vương lộ ra một phó tiếng thối lưỡng nan dáng vẻ tam hoàng tử tính tình gấp hắn đụng lên đi tinh tế kiểm tra phiên nhân tiện nói những cái này đích thật là bên trong tạo chi vật tưởng thiệu mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía thất hoàng tử thất hoàng tử ngươi còn có cái gì dễ nói thất hoàng tử cắn chết, là ngươi thu mua bên cạnh ta người, lại lợi dụng con của ngươi hãm hại tại bản điện hạ, tưởng thiệu, ngươi đổi trắng thay đen. Viên phú thu được thất hoàng tử ánh mắt, vội vàng nhảy ra, tấn vương điện hạ, định tây hầu muốn làm phản, chúng tiểu nhân phát hiện chứng cứ, nghe nói khâm sai đại thần đến Bình Thành, liền đi tìm khâm sai đại nhân. Có lẽ là chuyện này để lọc một chút phong thanh, cho nên định Tây Hầu mới có thể tìm cách bôi đen thất hoàng tử, để điện hạ cái này không sai không làm được, dạng này, hắn liền có thể bỏ trốn chịu tội, ăn dưa quần chúng, những cái này dưa là một cái sau một cái lớn, bọn hắn ăn không đến A, à, tốt chống đỡ A, à. mấu chốt là, đầu cũng không tốt làm, làm sao liền kéo tới mưu phản đi lên nữa nha, một phái nói bậy. Thanh Sơn Thư Viện một tên tiên sinh đứng ra giận dữ mắng mỏ. Các ngươi hướng định Tây Hầu trên thân một bồn lại một bồn nước bẩn dội, ý muốn như thế nào? định Tây Hầu nếu thật muốn phản, còn cần đến đợi đến hôm nay. Hắn căn bản không cần đánh xuống Yến Xí Sơn, cũng không cần đi đem Yến Quốc mấy cái vương gia bắt lấy, hoặc là bắt lấy Yến Quốc mấy cái vương gia, đi cho mình mưu lợi không được. Nhất định phải vì triều đình trao đổi về năm tòa mất đi thành trì, các ngươi dạng này, tâm hắn đáng chết, đúng. Tâm hắn đáng chết. Cái khác tiên sinh cũng rống lên theo, đón lấy, tưởng thiệu binh nhau nhau đi theo rống, tâm hắn đáng chết, bọn hắn hô lên trong lòng mình phẫn nộ, cái này một nhiều lần, đến cùng có hay không xong rồi, hầu gia dựa vào quân công lên làm hầu gia, cái này đến cùng chọc tới ai, đem bọn hắn mộ tổ qua tử vẽn lên rồi sao, gây sự nhi đi cái lại tới một cái, dông dài, tấn vương đưa tay ép ép, nhưng mà căn bản là ép không đi xuống, các binh sĩ rống, thư viện đám học sinh rống, về sau thân hào nông thôn nhóm cũng rống lên theo. Thất hoàng tử phạm chúng nộ. Tấn Vương nhìn về phía tưởng thiệu, hầu gia, còn mời ngài khống chế một hạ cục diện, tưởng thiệu hừ lạnh một âm thanh, vì sao muốn khống chế? Tấn Vương điện hạ chột dạ rồi, Tấn Vương thật nhanh không kềm được, hắn hung tận hít sâu một hàm ý nói, bản vương có gì vừa ý hư, tưởng thiệu nói, bắt trộm cầm bẩn, bắt gian cầm sông. Các ngươi đã cáo ta mưu phản, vậy liền đem chứng cứ lấy ra, hắn một nói chuyện, mọi người liền yên tĩnh trở lại tiếp xúc chứng cớ sự tình mặt tướng người liền không sờ chạm mặt tướng tránh hiềm nghi gặp hắn như vậy bằng phẳng viên phú bọn người trong lòng tự nhủ ngươi một một lát liền phải khóc thất hoàng tử cũng thế hắn nghĩ thẳng tắp lưng làm sao thân thể không cho phép dù sao bị chơi hung ác lại phách cửa kéo thịt thịt địa phương giống mở áp một dạng một thẳng tại rộng mở lưu hắn lúc này cũng không cách nào đi quản toàn thân trên dưới dù sao đã thối lại là như thế một cái mấu chốt ta chờ bồi tiếp tấn vương điện hạ người, một cùng làm chứng. Được tin tức chạy tới đủ lão tướng quân bọn người nói, tấn vương gật đầu, là hẳn là, hắn hỏi viên phú, các ngươi nói một chút, chứng cứ ở nơi nào, viên phú nhìn chầm chầm tưởng thiệu nói, tại định Tây Hầu trong phòng ngủ, dưới giường từ phải đến trái đến năm khối gạch, lại từ bên ngoài đến bên trong số năm khối gạch, tránh ra bên trong có cái hộp, trang là định Tây Hầu cùng Yến quốc đại thần lui tới mật tính định Tây Hầu trong thư phòng, có một bản luận ngữ, bên trong có dấu cùng yến quốc mật thám liên lạc phương thức, tưởng thiệu cười nhạo một âm thanh, ngươi ngược lại là rõ ràng. Ngươi chẳng qua một cái bách hộ, làm thế nào biết bản hầu thư phòng trọng địa cùng ngũ yên chi địa sự tình, cái này hai nơi địa phương, không phải thân tính không thể nhập, ngươi nói một chút, ngươi là thế nào biết đến, liên quan tới vấn đề này, viên phú bọn hắn đã sớm đối diện, đang muốn há miệng nói, nhưng tưởng thiệu lại đánh gãy, thôi, không làm khó dễ các ngươi, Tấn Vương điện hạ, ngài mang theo người đi tìm đồ đi, nếu là tìm được bọn hắn nói đồ vật, bản hầu mặc cho vương gia xử trí.